Thật tốt, thật không hổ là ta mập mạp cháu trai. Thật tốt, nãi nãi nằm mộng cũng nhớ muốn một cái người dạng này cháu trai ruột a. Lý Cảnh Du nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc này thời điểm, cái kia toàn bộ Côn Bằng Thánh Ấn bên trong, tất cả tổ tiên huyết, đã hội tụ tiến huyết mạch của mình bên trong. Quả nhiên, một khắc này, Lý Thiên Mệnh nhìn đến, trên người hắn năm cái vòng tròn, tựa hồ có một chút biến hóa. Một số biến hóa rất nhỏ, lại tựa hồ như, bác đại tinh thâm. Vòng tròn quỹ tích, có điểm giống là bút mực vẽ ra tới. Trí thức vẩy ra, tản mát tại bốn phía, lấm ta lấm tấm, thậm chí ngẫu nhiên di động. Thay đổi lớn nhất, đến từ hắn 10 kiếp luân hồi chi thể. Hắn nói không rõ ràng đây là cái gì biến hóa. Thật giống như, trước đây 10 kiếp luân hồi chi thể, thì cùng không có hạch tâm, không có linh hồn của mình. Mà bây giờ, hội tụ tổ tiên huyết phách, hắn có một loại cảm giác. Hắn bây giờ tiểu mệnh kiếp chi thể, quả thực là toàn bộ Lý Thị Thánh tộc thiên thu vạn đại đến nay, huy hoàng hội tụ. Mỗi một cái tổ tiên ý chí, tựa hồ cũng tại chính mình máu tươi bên trong lưu chuyển. Thật giống như, bọn họ đều còn sống. Hắn toàn thân máu tươi, vì vậy mà sôi trào. Quả thực, không nên quá thoải mái, không nên quá nóng nảy. Hắn biết, đây không phải thực lực tầng trên mặt biến hóa, ở thiên phú phương diện, 10 kiếp luân hồi chi thể, cũng đã đến mắc cấp. Đây là một loại, căn bản thuế biến. Bản nguyên biến hóa. Theo một thiên tài, biến thành Lý Thị Thánh tộc thiên thu vạn đại các cường giả, tại tiểu mệnh kiếp chi thể lên tạo hóa, hội tụ một thể. Trong lịch sử, khẳng định không ai có thể tại dung hợp Côn Bằng Thánh Ấn thời điểm, còn có thể cầm giữ có như thế tràng diện. Có lẽ, gọi là tổ hồn. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, tương lai hắn sẽ càng ngày càng khai quật ra, cái này Côn Bằng Thánh Ấn càng nhiều chỗ tốt. Hắn là cảm ơn người. Lý Cảnh Du, để Khương Phi Linh không đến mức cho Nguyệt Linh Lang làm nha hoàn, sinh tử chưa biết. Lý Vô Địch, gặp mặt liền đem nặng như thế lễ đưa cho mình. Hắn như là đã có thiếu tông chủ cái thân phận này bản chất, vậy liền phải nhận lãnh cái thân phận này, cần thiết việc cần phải làm. Dù sao, hắn đúng là Lý Thị Thánh tộc hậu nhân. Đã như vậy, hắn liền quyết định, triệt để tại cái này Côn Bằng Thánh Điện cắm rễ. Cảm giác như thế nào? Rất tốt, Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Có đấu chí, là cái cương liệt hảo nam nhi, ta thích. Lý Cảnh Du vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Cho nên sau đó, liền có thêm một cái nãi nãi. Tuy nhiên không phải ruột thịt. Nhưng là, chỉ cần cảm tình tại, có cái gì cái gọi là đây. Dù sao, chính mình từ nhỏ cũng không có một cái nào, sẽ điên cuồng yêu chiều sữa của mình sữa. Mộc Hà, Mộc Hà. Bỗng nhiên, bên trong căn phòng Lý Vô Địch hét to, thanh âm thê lương. Lý Thiên Mệnh chính muốn đi vào tới. Đừng, hắn cũng là nằm mơ. Lý Cảnh Du nghe được thanh âm này, tâm cũng phải nát. Mộc Hà là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thật, hắn đối Lý Vô Địch thật tò mò. Dù sao Lý Cảnh Du nói qua, hắn có 4 kiếp luân hồi chi thể, đã từng là Đông Hoàng Tông đệ nhất thiên tài. Hắn là mạnh nhất thiếu tông chủ, được vinh dự Lý Thị Thánh tộc phục hưng hy vọng. Là vợ hắn, khinh ngữ mẫu thân. Thiên Mệnh a, đừng nhìn cái này Lý Vô Địch, lúc tuổi còn trẻ nhìn như phong lưu, kỳ thật, tâm lý từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một người. Lý Cảnh Du thở dài, nhớ tới năm đó chuyện cũ. Hắn là làm sao biến thành dáng vẻ như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Vô Địch, là Lý Cảnh Du lớn nhất tâm bệnh. Nhìn lấy lão nhân kia run rẩy ánh mắt, Lý Thiên Mệnh liền biết, đã từng có một số việc, để cho nàng từng chịu đựng Vệ Tịnh thừa nhận qua thống khổ. Ngày nào đó, Lý Thiên Mệnh theo Diễm Đô trở về, đổ vào Vệ Tịnh trước mắt. Hắn nhìn đến Vệ Tịnh tan nát cõi lòng ánh mắt. Trên đời này tất cả mẫu thân, đều không chịu nổi một khắc này. Lý Cảnh Du, nhất định cũng có một ngày như vậy. Cho nên, dù là Lý Vô Địch say rượu, hôn thiên ám địa, nàng chưa từng tránh thức trách cứ. Lý Cảnh Du cắn răng, nói. Đều là đi qua chuyện cũ. Muốn trách, thì quái hắn lúc tuổi còn trẻ quá ngông cuồng, lại quá trọng cảm tình đi. Kỳ thật, ta cũng có sai, ta không có dạy dỗ hắn như thế cảnh giác người khác. Thiên Mệnh, có kiện sự tình, ta cần cùng ngươi nói rõ ràng. Nãi nãi mời nói, Lý Thiên Mệnh nói. Đây là ta đối với ngươi trọng yếu nhất nhắc nhở, tránh cho ngươi đi Lý Vô Địch đường xưa, ngươi lại nghe kỹ. Này 1000 năm qua, chúng ta Lý Thị Thánh tộc, theo huy hoàng đến lui ra Đông Hoàng cảnh sân khấu. Xuống dốc tốc độ nhanh kinh người. Nguyên nhân lớn nhất,
Có thể là bởi vì truyền thừa thời gian dài, huyết mạch hỗn tạp, cho nên hậu nhân đệ tử đản sinh kiếp vòng càng ngày càng ít. Đây là chúng ta Lý thị thánh tộc xuống dốc nguyên nhân căn bản, bởi vì chúng ta là một cái dựa vào thiên phú, chủng tộc. Một khi mất đi thiên phú, thì dễ dàng sụp đổ. Đã từng có bao nhiêu huy hoàng, ta liền không nói. Chủ yếu là này 1000 năm, kỳ thật ngay từ đầu, vẫn là chúng ta Lý thị thánh tộc, trưởng khống Đông Hoàng Tông. Đông Hoàng Tông cho tới nay, chính là chúng ta Lý thị thánh tộc tông môn, bởi vì chúng ta chí tôn huyết mạch đặc thù tính, cho nên, mới có những tông môn khác hiếm thấy thế tập chế độ. Bởi vì ngàn năm trước, chí tôn huyết mạch trưởng tử, đều không ngoại lệ đều là nghịch thiên thế hệ, mà lại nhà chúng ta quy xâm nghiêm, rất ít ra nghịch loạn chi đồ. Mà lại mỗi một thời đại bên trong, thậm chí nhị tử, tam tử chờ một chút, đều có thể có thái hư côn bằng cộng sinh thú. Nhưng này 1000 năm, theo nhất tộc cường giả giảm bớt, Đông Hoàng Tông cũng theo suy yếu. Có điều, bên trong tông môn, còn có không ít đã từng thần phục Lý thị thánh tộc người. Thế lực của bọn hắn, dần dần lớn mạnh, cuối cùng vượt qua Lý thị thánh tộc, bọn họ gây dựng tông lão hội, triệt để giá không Đông Hoàng Tông chủ quyền lực. Bọn họ cũng không có phá hư Đông Hoàng Tông thế tập tổ quy, nhưng là từ này về sau, chúng ta Lý thị thánh tộc, lại không trưởng khống Đông Hoàng Tông bất kỳ quyền lực gì. Thậm chí dần dần biến thành biên giới người, bị đào thải đến cái này tùy duyên phong tới. Cho đến hôm nay, Tông Lão Hội đã như mặt trời giữa trưa, mà chúng ta đã suy sụp cùng đường mạt lộ. Lý Thiên Mệnh an tĩnh nói xong nàng nói những thứ này tiếc nuối. Đây là Lý thị thánh tộc lịch sử. Đã từng là Đông Hoàng cảnh đệ nhất bá chủ, Đông Hoàng Tông là hắn cha truyền con nối tông môn. Uy phong 1000 năm. Vô số tiên liệt. Lại tại ngàn năm ở giữa, suy sụp thành dạng này. Liền chí tôn huyết mạch, tại Lý vô địch cái này đệ nhất đều tuyệt hậu. Thiên Mệnh, ta nói nhiều như vậy, người đại khái hiểu ta muốn nói cái gì sao? Lý Cảnh Du hỏi. Ta hiểu, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy ngươi nói một chút nhìn, để cho ta nhìn một chút ngộ tính của ngươi. Lý Cảnh Du nói. Nãi nãi nói với ta Tông Lão Hội cùng Lý Thị Thánh Tộc ở giữa sự tình. Ta liền biết ngươi muốn nói gì. Đối Tông Lão Hội tới nói, Lý Thị Thánh Tộc lại huy hoàng, đều là đi qua. Cho nên, hoàn toàn mới Đông Hoàng Tông. Không cần Lý thị thánh tộc lại xuất hiện thiên tài. Các ngươi chỉ muốn để Lý thị thánh tộc phục hưng, dạng này liền muốn đến quá đơn giản, một khi mới Đông Hoàng Tông chủ, có một lần nữa chấp trưởng Đông Hoàng Tông khả năng. Khẳng định như vậy sẽ có người, đến đoạn tuyệt loại khả năng này. Cái này, hẳn là dẫn đến hắn thiên tài vẫn lạc lý do. Cho nên, Lý vô địch vẫn lạc, khẳng định cùng Tông Lão Hội có quan hệ. Nói xong Lý vô địch, Lý Thiên Mệnh liền liên tưởng đến chính mình. Nãi nãi ý tứ chính là, coi ta năm kiếp luân hồi chi thể sau khi tin tức truyền ra, tương lai đường, cũng là khóm bụi gai bụi. Trên mặt nổi, không ai lại đối phó ta. Dù sao, Đông Hoàng Tông là Lý thị thánh tộc nhóm tổ tiên lập hạ căn cơ, đụng đến ta, sẽ chỉ làm thiên hạ chế nhạo. Nhưng là, ta nhất định muốn để phòng ám tiễn đả thương người, càng không thể khiến người ta nắm được cán, nếu không, cũng là một thiên tài vẫn lạc xuống tràng. Ta nói có đúng hay không? Theo Lý vô địch hiện trạng cùng Lý Cảnh Du lúc trước, Lý Thiên Mệnh đã suy đoán 7-8 phần. Người có thể so sánh Lý vô địch lúc tuổi còn trẻ muốn thông minh nhiều, hắn khi đó, thiên tư tốt, tu vi cao, đầy bầu nhiệt huyết, khắp nơi kết giao huynh đệ, ai? Nói đến đây, Lý Cảnh Du thì đau lòng. Nàng nhìn qua trong phòng ngay tại Mộng Nghệ Nhi Tử, hốc mắt ửng đỏ. Hắn là làm sao chúng chiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cùng Tông Lão Hội Vũ Văn Phụng Thiên Chi Tử, Vũ Văn Thái Cực, xưng huynh gọi đệ, danh xưng cùng nhau xuất sinh nhập tử. Vũ Văn Thái Cực người kia, xem ra nho nhã lễ độ, không có có tâm cơ. Tuổi nhỏ thời điểm, hắn vẫn cùng nhi tử ta cùng nhau đùa giỡn, mà cái kia Vũ Văn Phụng Thiên, tại biết được con ta thiên phú về sau, cũng thường xuyên đến trợ giúp. Lý thị thánh tộc quá lâu không có xuất hiện qua thiên tài, ta đều không nghĩ tới phải đề phòng bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ cùng một chỗ làm huynh đệ sinh tử, cùng một chỗ tu hành 4-5 năm. Hắn cùng Vũ Văn Thái Cực, không nói chuyện không nói, không có gì giấu nhau, mỗi lần ở nhà dạo chơi một thời gian không nhiều, đi cái kia Vũ Văn ra thời gian, ngược lại dài hơn. Nghe, lúc trước tình cảm huynh đệ, nhất định phi thường tốt. Lý Thiên Mệnh cũng quan tâm tình cảm huynh đệ, tỉ như Kim Vũ, so như bây giờ Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Cho nên hắn khả năng hiểu, Lý vô địch cùng cái kia Vũ Văn Thái Cực, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình huynh đệ.
ta chỉ có thể nói, cái này Vũ Văn gia tộc người, đều rất có thể diễn xuất, rất có thể nhẫn. Vũ Văn Thái Cực, tại 4-5 năm trong kinh doanh, hắn tuy nhiên thiên phú không bằng con ta, nhưng lại có thể để cho con của ta. Vì hắn xuất sinh nhập tử. Thì vào năm ấy, con ta vừa thành hôn, khẽ nói vừa ra đời một năm kia. Tông Lão Hội, năm đó tổ chức một trận trầm uyên chiến trường thiên tài tranh phong. Tại tranh phong bên trong, Vũ Văn Thái Cực dựa vào nhi tử ta tín nhiệm, đem Vũ Văn Phụng Thiên cho hắn thánh thú binh, độc long thứ, đâm vào con ta trái tim. Độc long thứ đáng sợ đến cỡ nào, người căn bản không biết, chỉ cần đâm vào đi, liền không thể rút ra, một rút ra liền sẽ chết. Nhưng là không rút ra, sau đó cả đời, thì sẽ phải gánh chịu độc long thứ tra tấn. Cái này độc long thứ hết thảy một đôi, sau đó, con ta cùng cộng sinh thú, tại độc long thứ tra tấn dưới, chẳng những không thể tu luyện, tu vi cũng ngày càng sa sút, cuối cùng luân lạc tới loại tình trạng này. Nói lên những thứ này, Lý Cảnh Du hai tay nắm tay, thân thể lọm khọm, vẫn tức giận đến run rẩy. Cái kia trong hốc mắt, sớm đã tràn đầy giọt nước mắt. Khó có thể tưởng tượng, nàng nhìn thấy nhi tử theo Trầm Uyên chiến trường trở về, lại là cái gì hình ảnh. Cái này Vũ Văn Thái Cực, không bị đến trừng trị. Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Nói thật, khổ tâm kinh doanh tình cảm huynh đệ 4-5 năm, liền vì một lần chu diệt cơ hội. Loại này người, quá ác độc, quá bị ổi. Lý Thiên Mệnh muốn đến cho rằng, đem cảm tình xem như đao nhận người, là trên thế giới này hèn hạ nhất người. Không có. Cái này độc long thứ, là Thánh Thiên Phủ một cái tên là Tô Nham, bảng hiệu thú binh, những người khác căn bản không có. Bọn họ chỉ có thể nhận định Tô Nham thì là hung thủ, dù sao, một lần kia tranh phong, Đông Hoàng Tông thiên tài bên trong, không có người nào là con ta một chiêu chi địch. Vũ Văn Thái Cực cũng không được. Chỉ có con ta biết, là mình tín nhiệm nhất huynh đệ, tại hắn hoàn toàn không có phòng bị thời điểm, thọc một đao. Hắn bị như thế phản bội, tâm lý gặp đả kích càng lớn. Mấu chốt là, cái kia Vũ Văn Thái Cực ra vẻ vô tội, còn sớm có kế hoạch. Cùng người khác cùng nhau liên thủ chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Con ta xác nhận hắn thời điểm, hắn lại nói, là Tô Nham giả trang hắn. Không có chứng cứ, chỉ dựa vào con ta một người chi ngôn, rõ ràng là chúng cạm bẫy này, Tông Lão Hội muốn quản, đều hữu tâm vô lực. Mà lại nói đến cùng, hơn phân nửa Tông Lão Hội người, đều không hy vọng con ta mang theo Lý Thị Thánh tộc phục hưng, dao động quyền lực của bọn hắn. Tăng thêm ta cô nhi quả nữ, càng không người để ý tới. Cho nên coi như nói ra miệng, lại có thể có làm được cái gì. Nhi tử ta đã phế đi, dù là Tông Lão Hội, còn có một số người là trưởng phu ta bằng hữu, lại nhớ tới là Lý Thị Thánh tộc cho bọn hắn hôm nay, bọn họ muốn ủng hộ, đều không dùng. Cái này, cũng là hiện thực, dù sao từ Vũ Văn gia tộc làm, bọn họ lại không dùng nhận gánh cái gì. Thật đáng tiếc, loại tình huống này, cũng là không có có quyền lực nói chuyện. Loại cảm giác này Lý Thiên Mệnh lớn nhất quá là rõ ràng. Theo Diễm Đô sau khi trở về, hắn cùng rất nhiều người nói qua chân tướng, nhưng từ đầu đến cuối, cũng chỉ có Vệ Tịnh một người tin tưởng. Thử hỏi, Lý Vô Địch muốn là mở miệng, người nào có thể tin tưởng đâu. Dù sao, hắn đã không có a. Nói đến đây, Lý Cảnh Du khó chịu, cùng lúc trước Vệ Tịnh không sai biệt lắm. Vũ Văn Phụng Thiên, Vũ Văn Thái Cực, bọn họ chẳng những âm hiểm, còn sắc bén hơn. Quả thực lang tâm cẩu phế. Con ta những năm này, thụ độc long thứ nỗi khổ, sống không bằng chết. Người biết cái kia Vũ Văn Thái Cực, vì sao không tại Trầm Uyên chiến trường trực tiếp giết chết con ta, ngược lại lưu hắn nhất mệnh đến tra tấn hắn sao? Đó là bởi vì, hắn vụng trộm thích ta con dâu Mộc Hà. Hắn hận Vô Địch, cho nên, tra tấn hắn, nhìn lấy hắn rớt xuống ngàn trượng, trong lòng của hắn càng sảng khoái hơn. Chỉ là Mộc Hà, từ trước tới giờ không muốn phản ứng đến hắn. Cái kia Vũ Văn Thái Cực, liền nhiều lần đến ta Tùy Duyên Phong, công bố thăm viếng, kỳ thật cũng là muốn mang đi Mộc Hà. Ta cùng Mộc Hà, hết sức ngăn cản, cuối cùng, Mộc Hà không chịu đựng nổi, bỏ xuống 3 tuổi khẽ nói, tự mình rời đi trong nhân thế. Ngày nào đó, khẽ nói mới 3 tuổi, 3 tuổi a. Nàng tận mắt, nhìn lấy mẫu thân, đổ vào trước mắt của nàng. Là cái kia Vũ Văn Thái Cực, bức tử Mộc Hà. Ta muốn báo thù cho bọn họ a. Thế nhưng là cho tới hôm nay, Vũ Văn Thái Cực, đã không phải là năm đó cái kia khổ tâm kinh doanh cùng ta nhi quan hệ âm hiểm thế hệ. Hắn bây giờ đã là, Đông Hoàng Tông tối cường giả. Lão thái bà già, không thể làm con ta báo thù,
đây là ta cả đời này tiếc nuối lớn nhất. Những cái kia hận, để cho nàng lão nhân ra, hàng đêm khó ngủ. Thiên mệnh, ta và ngươi nói những thứ này, cũng không phải hy vọng ngươi cho chúng ta làm cái gì. Nhà chúng ta cửu oán, nói cho cùng, không có quan hệ gì với ngươi. Ta đem ngươi mang về, chính là muốn để ngươi có thể có phát huy chính mình thiên phú chỗ trống, sau đó nhắc nhở ngươi, về sau nếu là có thể thanh danh vang dội, nhất định muốn cẩn thận. Hiện tại, bọn họ cũng sớm đã quên lãng Tùy Duyên Phong, quên lãng Lý Thị Thánh Tộc. Ngươi tại Tùy Duyên Phong tu luyện, sẽ không nguy hiểm. Hiện tại Lý Thị Thánh Tộc sóng gió, lật không đến Đông Hoàng Tông đi. Dù nói thế nào, chúng ta Lý Thị Thánh Tộc uy nghiêm vẫn còn, bọn họ cho dù có lòng xấu xa, cũng sẽ bận tâm ảnh hưởng, không sẽ rõ lấy tới. Dù sao, bọn họ rất coi trọng danh vọng, bọn hắn một nhà, hiện tại là Đông Hoàng Tông danh môn vọng tộc. Lúc trước bức tử Mộc Hà, đã để Tông Lão Hội rất nhiều người đối Vũ Văn Thái cực chỉ trỏ, thậm chí chặt chẽ trách phạt. Coi như hắn hôm nay là tối cường giả, cũng muốn thụ Tông Lão Hội quản hạt. Tông Lão Hội người, tuy nhiên cũng không hy vọng chúng ta Lý Thị Thánh Tộc có thể phục hưng, nhưng, bọn họ ít nhất phải mặt. Dù sao, toàn bộ Đông Hoàng cảnh đều đang nhìn đâu, năm đó thiết kế phế bỏ nhi tử ta, người sáng suốt đều biết là chuyện gì xảy ra. Một lần kia, Tông Lão Hội quyền uy, đều hứng chịu tới lớn vô cùng khiêu chiến, thậm chí dao động căn cơ, để Đông Hoàng Tông càng thêm hỗn loạn. Người có năm kiếp luân hồi chi thể, tại Đông Hoàng Tông tu luyện, quật khởi, vấn đề cũng không lớn. Tông Lão Hội bên trong, cũng sẽ có người nhớ đến Lý Thị Thánh Tộc ân đức, sẽ che chở ngươi. Nhưng, ngươi vẫn phải cẩn thận, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. 4-5 năm xưng huynh gọi đệ, liền vì phế bỏ ngươi, loại thủ đoạn này, ngươi nói ai có thể cản. Nhiều năm như vậy, Lý Cảnh Du nước mắt đều nhanh chảy sạch sẽ. Cho nên hôm nay, cùng Lý Thiên Mệnh nói xong, nàng lau đi nước mắt. Hai tử, nói thật, những thứ này cùng ngươi cũng không có quan hệ gì, những thứ này cừu hận vốn cũng không từ ngươi đến cõng phụ. Ngươi chỉ cần phát huy tốt ngươi năm kiếp luân hồi chi thể thiên phú, không muốn lãng phí là có thể. Ta tại Tông Lão Hội, còn có thể có mấy cái có thể chen mồm vào được người, đến lúc đó, ta đem ngươi đề cử cho bọn hắn. Ngươi nếu là thật có thể biểu hiện kinh diễm, ta tin tưởng, bọn họ sẽ coi trọng ngươi, càng biết bảo trì ngươi. Dù sao trên thế giới này, có người xấu, cũng có người tốt. Chỉ là một lần kia, con ta đã trúng chiêu, chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ không có cách nào mà thôi. Coi như ra mặt, độc long thứ độc ác như vậy, bọn họ cũng không thể chữa khỏi. Đến mức Mộc Hà sự tình, cũng là bởi vì con ta ra chuyện, đối nàng đả kích quá lớn. Vũ Văn Thái cực ngược lại không phải là muốn hại chết nàng, chỉ là ngôn ngữ vô tình, cho nên, song trọng áp lực, nàng không có chống đỡ a. Hại chết Mộc Hà, Tông Lão Hội để Vũ Văn Thái cực cấm đoán 2 năm. Chỉ là không nghĩ tới, cấm đoán 2 năm, hắn ngược lại tu luyện mạnh hơn, đi ra ngày, liền đủ để thay thế con ta tại Đông Hoàng Tông địa vị. Nói xong đây hết thảy, Lý Cảnh Du thở dài một hơi. Đều là chuyện quá khứ. Thế nhưng là những chuyện này, trong lòng nàng, rốt cuộc không qua được. Lý Thiên Mệnh cắn môi một cái. Bọn họ tổ tôn ba đời, kỳ thật đều rất khó chịu. Nhất là Lý Cảnh Du, từng này tuổi, tiếp nhận nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, tương lai như có cơ hội, hắn sẽ vì cái này nhà, làm ra cống hiến của mình tới. Xứng đáng Lý Cảnh Du cứu được Khương Phi Linh, đem chính mình mang đến nơi đây. Xứng đáng, huyết mạch bên trong côn bằng thánh ấn. Đúng vào lúc này, Lý Vô Địch ngược lại là rằng giặc tỉnh lại. Duỗi tay lần mò, thì thuần thục nhấc lên một cái bầu rượu, đem rượu hướng trong bụng rót hết. A, ngươi đem đồ chơi kia cho nhét vào thân thể. Hắn ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Đúng, Lý Thiên Mệnh gật gật đầu. Cái này mang ý nghĩa, hắn sau đó cũng là thiếu tông chủ. Làm tốt lắm, ngươi bây giờ có thể cùng ta cùng một chỗ tiến Lý Thị Tổ Địa. Lý Vô Địch cười nói. Lý Thiên Mệnh gật gật đầu. Hắn có chút hiếu kỳ. Xưng bá Đông Hoàng cảnh trên vạn năm những cái kia tổ tông, bọn họ vong hồn, rốt cuộc là tình hình gì? Lúc này thời điểm, Lý Vô Địch đứng lên, cười híp mắt đi tới, cấu kết lại Lý Thiên Mệnh bả vai. Một cỗ tử khí, mùi thối, đập vào mặt. Thiên Mệnh con ta, đi, lão cha hiện tại thì dẫn ngươi đi tổ tiên mộ địa. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Cha dẫn ngươi đi, tổ địa ca hát, mộ phần nhảy. Tẩu tử, ngươi cùng Thiên Mệnh ca, về sau thì gian này đi.
Bên này ánh sáng mặt trời thông thấu một số, bên ngoài chính là sơn lâm biển hoa. Côn Bằng Thánh Điện bên trong, hai cái tuyệt sắc thiếu nữ sóng vai mà đi. Dọc theo con đường này, các nàng đã trò chuyện rất nhiều. Lý Khinh Ngữ tính cách điềm tĩnh, rất có lễ phép. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, các nàng quan hệ liền đã rất tốt. Khinh Ngữ, chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, người gọi ta Linh Nhi là được. Dưới ánh mặt trời, nàng trong suốt sáng long lanh da thịt bên trong, hiện ra trong trắng lộ hồng hồng nhuận phơn phớt. Được rồi, Linh Nhi, Lý Khinh Ngữ hé miệng mỉm cười. Nhiều năm như vậy, nàng độc thân lớn lên, không có bạn chơi. Sau đó, cái này Côn Bằng Thánh Điện giống như náo nhiệt. Linh Nhi thật sự là đẹp mắt, ta tại Đông Hoàng Tông, đều chưa thấy qua Linh Nhi đẹp mắt như vậy cô nương. Lý Khinh Ngữ tùy tâm tán thưởng nói. Đương nhiên, Lý Khinh Ngữ mới 15 tuổi, kỳ thật liền đã thanh lệ thoát tục. Muốn nói mỹ nhân, nàng lại có 2 năm, liền cũng là một vị khuynh thành tuyệt sắc. Khinh Ngữ cũng đẹp mắt, Khương Phi Linh nói. Chúng ta giống như có chút tại lẫn nhau thổi. Nháy mắt một cái. Dưới ánh mặt trời, các nàng đều nở nụ cười. Nụ cười kia tinh khiết mà tự nhiên, như là u cốc bên trong một trận gió. Làm sao chỉ có một cái phòng nha? Khương Phi Linh hỏi. Linh Nhi cùng Thiên Mệnh ca, không ở cùng một chỗ sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Đương nhiên à không, chúng ta cũng mới quen không quá lâu đây. Khinh Ngữ ở tại bên nào, muốn không, ta đi cùng ngươi làm bạn. Khương Phi Linh hỏi. Lý Khinh Ngữ ngây ngốc một chút. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ khi còn bé, nàng đều là một người vượt qua đêm dài đằng đẵng. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày như vậy, sẽ có dạng này một cái nữ hài xuất hiện. Khinh Ngữ, ta từ nhỏ đã cùng Thanh Nhi cùng một chỗ ngủ, một người, ta cảm giác tốt cô độc, có thể sao? Khương Phi Linh nắm tay của nàng, mong đợi hỏi. Đương nhiên có thể, Lý Khinh Ngữ liền vội vàng gật đầu. Quá tốt rồi. Cứ như vậy, các nàng phá hủy Lý Thiên Mệnh chung gối mộng đẹp. Tiếp đó, Lý Khinh Ngữ mang theo nàng khắp nơi chuyển, cho nàng giới thiệu Tùy Duyên Phong, giới thiệu Côn Bằng Thánh Điện. Khương Phi Linh đi mệt, hai người liền tại một chỗ trên tảng đá ngồi xuống. Khinh Ngữ, ta cho ngươi đoán một điều bí ẩn ngữ, một cái họ Vương, cùng một cái họ Bạch, ngồi tại một cái trên tảng đá, ngươi đoán một chữ. Bích, qua, người thật thông minh, Khương Phi Linh sợ hãi than nói. Lý Khinh Ngữ cuối cùng vẫn là cười. Cái này, thì là bằng hữu cảm giác sao? Câu đố rất đơn giản, có thể trọng yếu là thuần túy, ngây thơ tiếng cười a. Linh Nhi, ta thật hâm mộ các ngươi, ngươi cùng Thiên Mệnh ca cùng một chỗ cảm giác, thật tốt. Lại đơn giản, lại hạnh phúc, lại thú vị. Lý Khinh Ngữ hơi hơi cắn cắn môi đỏ, cúi đầu xuống. Khinh Ngữ. Mới vừa nghe nói, cha người đưa người gả cho một cái không thích người sao. Khương Phi Linh nhẹ nhàng kéo bàn tay của nàng, đặt ở trong lòng bàn tay, cho nàng một số ấm áp. Lý Khinh Ngữ thanh âm yếu ớt, nhẹ nhàng gật đầu. Vì cái gì đây? Ta không biết, có thể là bởi vì, bọn họ nhắc lên mẫu thân của ta, phụ thân thì rất tức giận, muốn cùng bọn hắn đánh cược, muốn trừng phạt bọn họ. Thế nhưng là, hắn thua, mà lại, hắn vẫn là như vậy xúc động. Đi tìm tông lão hội làm chứng kiến. Kỳ thật đây là 10 năm trước sự tình, khi đó mẫu thân của ta vừa đi, hắn đoạn thời gian kia, tính khí rất hot. Lý Khinh Ngữ nói lên những chuyện này, ánh mắt triệt để ảm đạm xuống. Vậy ngươi bởi vậy chán ghét hắn sao? Khương Phi Linh hỏi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, cùng nàng tán gẫu qua những thứ này khúc mắc. Không đâu, Linh Nhi, ta hiểu hắn. Nãi nãi nói, nhân sinh có lúc chính là cái dạng này. Không có nhiều như vậy như ý. Nhất định không muốn cam chịu, nhất định không nên oán hận người bên cạnh. Nhất định muốn dũng cảm chiến đấu, đến chết đến, chỉ phải cố gắng, chết cũng không tiếc. Lý Khinh Ngữ cắn răng nói. Chuyện này, đã thành kết cục đã định. Cái kia Kim Mạch tộc trưởng Lý Huyền Nhất Nhi Tử, vừa ra đời thì tư chất ngu dốt, hết lần này tới lần khác còn hết ăn lại nằm. Nếu như, bọn họ thật cầm hôn ước, đi tông lão hội bên kia đến áp bách chúng ta. Nên làm cái gì bây giờ? Khương Phi Linh hỏi. Ta không biết. Dù sao, ta không thể liên lụy nãi nãi cùng cha. Nếu quả như thật muốn gả, ta thì đem mặt mình hủy, đem ra thịt đốt. Đến lúc đó, ta chính là xấu vô cùng người, ta xem bọn hắn, còn có nhìn hay không được ta. Nàng nói đến rất kiên quyết, không hề giống là đang nói đùa. Nàng theo biết cái này hôn ước bắt đầu, nàng liền muốn tốt muốn làm thế nào.
tuyệt đối không nên. Khương Phi Linh đau lòng nắm bàn tay của nàng. Cô gái này, xác thực làm cho đau lòng người. Linh Nhi, không có quan hệ, hủy dung nhan lại như thế nào, chỉ cần người bất tử, ta sớm muộn có một ngày, muốn để những người kia, vì bọn họ phạm vào tội nghiệt, nỗ lực giá cao thảm trọng. Giờ khắc này, nàng cúi đầu, ánh mắt lại nhìn lấy Đông Hoàng Tông phương hướng. Tựa như là một đầu tuổi nhỏ dã thú. Ta cả đời này, liền xem như thịt nát xương tan, ta cũng sẽ không quên. Nàng, là làm sao ngược lại ở trước mặt ta? Lý Khinh Ngữ rơi lệ. Nàng nhịn không được ôm lấy Khương Phi Linh, tại trong ngực nàng khóc giống một trận. 15 năm, nàng không có bằng hữu. Nàng không biết, làm sao đi nói tâm lý những cái kia huyết hải thâm cừu. Chất đống nhiều năm như vậy, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều mục nát. Bây giờ còn sống, tựa như là cái xác không hồn. Những cái kia huyết sắc hình ảnh. Một tuổi thời điểm, phụ thân máu me khắp người, bị kéo lấy trở về, nàng khi đó còn xem không hiểu. Lúc 3 tuổi, mẫu thân ngược lại ở trước mắt, nàng thấy rất rõ ràng, mẫu thân sau cùng cái kia bất đắc dĩ, giãy giụa, thống khổ ánh mắt. Cái kia hình ảnh, nàng vĩnh thế khó quên. Ngày nào đó, trong tay nàng bưng lấy một bó hoa, rơi trên mặt đất. Từ đó, cầm lên binh khí. Cho tới hôm nay, Khương Phi Linh tới. Nàng khóc lên, có người một mực vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng, vuốt ve phía sau lưng nàng. Cảm giác, bỗng nhiên tốt hơn nhiều. Linh Nhi, cảm ơn ngươi. Lý Khinh Ngữ lau đi nước mắt, nỗ lực hơi cười. Nàng từ nhỏ đã biết, tuyệt đối không thể khóc, càng không thể thua. Ta nói cho ngươi nói chuyện xưa của hắn. Khương Phi Linh bỗng nhiên nói. Người nào, Thiên Mệnh Ca sao? Đúng, hắn đã từng rơi xuống đáy cốc, vận mệnh, không có giết chết hắn. Được. Khương Phi Linh nói, nàng liền nghe. Thẳng đến Lý Thiên Mệnh, chém giết Lâm Tiêu Đình. Ngày nào đó, nàng nhìn thấy. Khinh Ngữ, tuyệt đối không nên đi cực đoan. Chúng ta không có bại. Ca ca hắn rất ưa thích nơi này, cũng yêu mến bọn ngươi. Trên người hắn có Lý Thị Thánh tộc huyết, hắn nguyện ý trở thành nơi này một viên. Cho nên, từ đó về sau, ngươi không là một người tại kiên trì, tại chiến đấu. Hắn là tính tình thật người, hắn tu hành chi đạo, liền là khoái ý ân cừu. Không nói các ngươi đối với hắn rất tốt. Hơn nữa còn đã cứu ta nhất mệnh, lấy tính tình của hắn, coi như gặp chuyện bất bình, hắn cũng sẽ rút đao tương trợ. Về sau con đường, chúng ta cùng đi, có được hay không? Nàng vươn tay. Được, Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên có lòng tin. Chúng ta tới chơi game đi, oản tù tỷ biết sao? Người thua, trên mặt họa một cái con rùa. Khương Phi Linh nói. À, ngươi nhất định phải thua. Nhìn nàng một bộ không có chơi qua bộ dáng. Khương Phi Linh đối với mình rất có lòng tin. Thì cái này trò chơi nhàm chán, chơi nửa ngày. Sau cùng, Khương Phi Linh trên mặt, tràn đầy con rùa. Không ra giày đặc a, Khinh Ngữ, ngươi khẳng định gian lận, ngươi chơi xấu. Ai nha, thắng ngươi đừng chạy a, một lần nữa. Ta không phục a. Phải vào Lý Thị Thánh tộc tổ địa. Lý Thiên Mệnh trước tiên đem tiểu hoàng gà cùng tiểu mèo đen cho hô trở về. Đi ra thời điểm. Hắn nhìn đến nơi xa, Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ đang chơi oản tù tỷ trò chơi. Nhìn các nàng đều vui vẻ, Lý Thiên Mệnh liền cũng cười. Lý Vô Địch cũng cười. Ngươi cười cái gì? Ta con dâu thật đẹp, thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Lý Vô Địch đau lòng bóp cổ tay. Đi ngươi nha. Làm tiểu hoàng gà cùng tiểu mèo đen một người chiếm cứ Lý Thiên Mệnh một cái bả vai thời điểm, Lý Vô Địch lại cười. Đây là ngươi cộng sinh thú. Làm sao giọt? Hợp lại có thể xào một bàn đồ ăn, gà con xào lăn non mèo. Được rồi, mèo thịt quá chua. Gia hỏa này, thật sự là không biết xấu hổ a. Bất quá, nhìn tiểu hoàng gà cùng tiểu mèo đen cái kia hưng phấn kình, rất hiển nhiên, bọn họ thích vô cùng nơi này. Sơn sơn thủy thủy, số lượng hàng trăm ngàn cộng sinh thú bốn phía hoành hành, so với Diễm Đô Thành Trì, nơi này càng khoáng đạt. Tụ hợp về sau, bắt đầu xuất phát, Lý Thị Tổ Địa. Ai, bọn này chó tổ tông, quá biết uống, hôm nay ngươi đã đến, ta chắc là phải bị hố đi không ít hàng tồn. Một đường lên, Lý Vô Địch một mặt đau lòng. Lý Thị Thánh tộc tổ tiên còn sống, Lý Thiên Mệnh nghe được mạc danh kỳ diệu. Cái kia thật không có, thì là có chút người, cho dù chết còn nghiện rượu, không thật đẹp tử không cho chỗ tốt. Thật là một đám lão tặc a. Lý Vô Địch oán niệm khí trùng thiên nói.
mỗi một bầu rượu, đều là mệnh của hắn a. Không thật đẹp tử không cho chỗ tốt. Lý Thiên Mệnh xác định. Gia hỏa này, lại bắt đầu say khướt. Xưng tổ tông là lão tặc, kỳ hoa a. Muốn không phải đối Lý Thị Tổ Địa có chút hiếu kỳ, Lý Thiên Mệnh xấu hổ tại cùng hắn đồng bọn. Lý Thị Tổ Địa, ngay tại Tùy Duyên Phong đằng sau. Cái này, cũng là Lý Thị Thánh Tộc tại mất đi Đông Hoàng Tông quyền hành về sau, thối lui đến Tùy Duyên Phong nguyên nhân. Tùy Duyên Phong, chính là Lý Thị Thánh Tộc Tổ Địa cửa. Đi vào phía sau núi, phía trước cũng là vô tận huyết sắc khí độc. Ngẩng đầu nhìn, phía trước là một cái thế giới màu đỏ ngòm, khắp nơi đều là huyết sắc phân vụ. Cái kia xương máu không ngừng biến hóa, hóa thành từng đầu côn bằng cự thú, xem kỹ lấy nhân gian. Vù vù, chói tai gào thét, không ngừng truyền đến. Lý Thiên Mệnh biết, đây chính là thủ hộ Lý Thị Thánh Tộc Tổ Địa, Thiên Văn Kết Giới. Thiên Văn Kết Giới, trên bản chất là một loại trận pháp, là thiên ý cảnh giới mới có thể bắt đầu lĩnh hội thần bí lực lượng. Hắn bản nguyên, cùng Linh Quảng, Linh Túy lên Thiên Văn có quan hệ. Đây càng là một loại thiên ý cảnh giới kỳ lạ vận dụng. Thiên Văn Kết Giới, lại có khác nhau rất lớn, trước đây Cận Nhất Huyên bọn họ thi triển, cùng trước mắt cái kia che đậy nửa cái thế giới Thiên Văn Kết Giới, căn bản không cách nào so sánh được. Trước mắt Thiên Văn Kết Giới, diễn hóa ra huyết vũ. Lý Thị Thánh Tộc đối Tổ Địa coi trọng nhất. Đây là theo đời thứ nhất Tổ Tiên bắt đầu, liền bắt đầu bố trí Thiên Văn Kết Giới, huyết kiếp kết giới, mỗi một thời đại Tổ Tiên. Đều trước khi chết lấy cuối cùng lực lượng, tăng cường Thiên Văn Kết Giới. Cho tới bây giờ, máu này kiếp kết giới uy lực, thuộc về Đông Hoàng cảnh đệ nhất. Chỉ có nắm giữ Lý Thị Thánh Tộc huyết mạch, lại nắm giữ côn bằng thánh ấn người cùng ta có thể vào. Những người còn lại đi vào, sẽ bị trực tiếp chu sát, hiện tại huyết kiếp kết giới uy lực, người nào cũng đỡ không nổi. Lý Vô Địch đứng tại máu này kiếp kết giới trước mặt giới thiệu. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này vô tận xương máu. Trên trán lại có một tia kính sợ. Không nghĩ tới, hắn lại có nghiêm túc như vậy thời điểm. Đi, dẫn người đi nhìn bọn này lão tặc. Bỗng nhiên, hắn nhếch miệng cười. Quả nhiên, nghiêm túc bất quá thời gian ba cái hô hấp. Lý Thiên Mệnh liền để tiểu hoàng gà bọn họ trở lại cộng sinh không gian bên trong, sau đó cùng Lý Vô Địch, bước vào trong xương máu. Khi bọn hắn sau khi đi vào, xương máu tự động lui tán, đi ra một cái thông đạo. Không biết Linh Nhi phụ linh về sau, phải chăng có thể cùng ta đi vào chung? Huyết kiếp kết giới uy lực, càng đến bên trong đáng sợ. Lý Thiên Mệnh nghĩ, đến lúc đó, có thể thử một chút. Bất quá, nếu như đây chỉ là một tòa phổ thông mộ địa, mang nàng tiến đến cũng vô dụng. Chỉ là dùng huyết kiếp kết giới phong ấn mộ địa, sẽ phổ thông sao? Kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy không phổ thông. Nhưng, mấu chốt là Lý Thị Thánh Tộc tự đi xuống dốc bắt đầu. Vẫn có rất nhiều thay Đông Hoàng Tông chủ cùng Thiếu Tông chủ bước vào Lý Thị Tổ Địa. Rõ ràng nhìn ra được, bọn họ không thu hoạch được gì. Thậm chí có người ở đây giám thị, phát hiện bọn họ cũng liền hàng năm tế tổ ngày đi vào, không lâu thì đi ra. Kể từ đó, dù là Lý Thị Thánh Tộc xuống dốc, nhưng là ngoại tộc người đối máu này kiếp kết giới hứng thú cũng không nhiều. Mà lại, thì coi như bọn họ có thể đoạt đến côn bằng thánh ấn, kỳ thật cũng vào không được. Dù sao, côn bằng thánh ấn là một cái điều kiện, càng thuần huyết Lý Thị Thánh Tộc huyết mạch, là một cái khác điều kiện. Bình thường tới nói, chỉ ít đều cần hai kiếp luân hồi chi thể. Trong lịch sử, còn không có một kiếp luân hồi chi thể dung hợp côn bằng thánh ấn có thể thành công tiền lệ. Kết quả là, cái này đã từng gây nên vô số người mơ màng Lý Thị Tổ Địa, cứ như vậy suy tàn. Cũng liền Lý Thị Thánh Tộc nội bộ còn lại mạch người, còn muốn đi vào, tránh thức tìm tòi hư thực đi. Lý Thiên Mệnh tại cái này trong xương máu, đi về phía trước đại khái 30 hơi thở thời gian. Càng là đến đằng sau, huyết sắc thì càng nồng đậm. Sốt cục, đến. Làm trước mắt xương máu hoàn toàn tiêu tán thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, thiên địa một mảnh khoáng đạt. Tổ địa, đến. Thả mắt nhìn đi, đây là một cái trống trải huyết sắc thế giới. Từng tòa dãy núi, sừng sững mà đứng, như cùng một cái cự nhân. Đang quan sát Lý Thiên Mệnh. Đi lên nhìn, bốn phía cùng trên trời, đều là huyết sắc phân vụ. Đây là một cái bán cầu hình không gian, huyết kiếp kết giới đem nơi này triệt để phong bế. Thậm chí, lòng đất đều đã phong bế, muốn đào tới đều khó có khả năng. Ở cái này huyết sắc trong thế giới, xem ra chỉ có xương máu, dãy núi cùng mặt đất bao la. Trước mắt tòa thứ nhất núi, cao lớn nhất, cao vút trong mây,
cắm vào huyết kiếp kết giới tầng dưới. Tại ngọn núi này về sau, còn có núi non trùng điệp, bao phủ tại trong xương máu, thấy không rõ lắm đến cùng có bao nhiêu. Tòa thứ nhất là Thần Tiêu Sơn, là chúng ta Lý Thị Thánh tộc đệ nhất tổ tiên, Lý Thần Tiêu chi mộ. Người này, là cái thứ nhất đến tiểu mệnh kiếp người, lúc ấy không có bài trừ phương pháp. Có điều, hắn ý chí lực đáng sợ, lấy tiểu mệnh kiếp chi thể kiên trì tu hành, ngày ngày không ngừng, kiên trì 50 năm bất tử. Cuối cùng, hắn nghiên cứu ra phá kiếp chi pháp, quay về 15 tuổi, từ đó nghịch thiên quật khởi, bại tận thiên hạ anh hùng hào kiệt. Sau đó, hắn tại lúc ấy hỗn loạn vô chủ Đông Hoàng cảnh bên trong, sáng tạo Đông Hoàng Tông, hàng phục Đông Hoàng cảnh quần hùng, độc bá Đông Hoàng cảnh. Hắn, không những lúc ấy Đông Hoàng cảnh mạnh nhất, càng là chúng ta Đông Hoàng Tông lịch sử đến nay tối cường giả. Tương truyền, hắn cuối cùng đột phá cổ chi thánh cảnh. Lý Thần Tiêu, đệ nhất tổ tiên. Cái này một vị, kỳ thật cũng là Lý Thiên Mệnh tổ tiên. Giới thiệu người này thời điểm, Lý Vô Địch cũng phá lệ nghiêm túc. Xem ra, cái này khai thiên tích địa đệ nhất tổ tiên, đúng là toàn bộ Lý Thị Thánh tộc tín ngưỡng. Truyền thuyết của hắn, đến bây giờ đều tại toàn bộ Đông Hoàng cảnh lưu truyền. Tiểu mệnh kiếp, khởi nguyên từ hắn, phá cũng tại hắn. Đi, ta dẫn người đi lão tặc này mộ bia phía dưới uống rượu. Lão tặc này miệng lớn nhất thèm, cha ngươi hàng tồn, đa số đều cống hiến cho hắn. Lý Vô Địch ôm hận nói. Hắn đổ là như quen thuộc. Nói thật giống như Lý Thiên Mệnh, thật là con của hắn giống như. Bọn họ đi qua hoang nguyên, đạp vào cái này một tòa cao nhất Thần Tiêu Sơn. Ở dưới chân núi, Lý Thiên Mệnh thấy được một đầu cự thú. Cái kia cự thú bò lổm ngổm, trên thân bốc lên hắc khí, đó là cùng Lý Vô Địch trên thân một dạng hắc khí. Cái này một đầu màu đen bằng điểu, vừa già vừa gầy, hai mắt vô thần, xem ra hấp hối. Lý Vô Địch đến thời điểm, nó thì miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một chút. Sau đó, tiếp tục nhắm mắt lại, thở ra một miệng hắc khí. Rất hiển nhiên, đây chính là cùng Lý Vô Địch cùng một chỗ, bị độc long thứ, đâm trúng trái tim cộng sinh thú. Thiên mệnh con ta, mở mang kiến thức một chút, đây chính là chúng ta chí tôn huyết mạch chuyên trúc cộng sinh thú đồ ăn hư côn bằng. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Không phải thái hư côn bằng sao? Lý Thiên Mệnh nói. Không sai biệt lắm, nó chẳng những hư, mà lại đồ ăn. Lý Vô Địch cười xấu xa nói. Lý Thiên Mệnh coi lại vậy quá hư côn bằng liếc một chút. Nghe nói, đây là trời sinh thánh thú. Thánh thú, cũng là siêu việt bát giai, đến cửu giai cộng sinh thú đi. Chỉ là hắn tại cái này thái hư côn bằng trên thân, nhìn không ra bất kỳ thánh thú bộ dáng. So với Lý Cảnh Du bạo hải côn bằng, cái này thái hư côn bằng đều kém đến quá xa. Dù sao, nó cùng Lý Vô Địch một dạng, tại độc long thứ tra tấn bên trong, hết sức dẫy dụa lấy sống sót. Đi vào Đông Hoàng Tông về sau, Lý Thiên Mệnh nghe được quá nhiều cùng, thánh, có quan hệ từ. Thái hư côn bằng, là thánh thú. Độc long thứ, là thánh thú binh. Còn có Lý Vô Địch vừa rồi nói, đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu cảnh giới cổ chi thánh cảnh. Lý tiền bối, thánh cảnh không phải một cảnh giới, mà chính là tốt mấy cảnh giới sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Cảnh Du nói, nếu là hắn không quen, gọi thẳng Lý Vô Địch tính danh là được rồi. Nhưng, vẫn là không muốn như thế không lễ phép đi. Đó là đương nhiên, con đường tu luyện, bình thường cảnh giới, hết thảy có tứ trọng, thú mạch, linh nguyên, quy nhất, thiên ý. Bình thường cảnh giới trở lên, siêu phàm nhập thánh, đi đến vạn cổ trường thanh con đường. Sau đó truy cầu thọ nguyên, truy cầu bất tử, truy cầu thiên ý, thậm chí, truy cầu thông thần con đường. Thánh chi cảnh giới, phàm là bụi phía trên bước đầu tiên, cũng là đi hướng thượng thần con đường bước đầu tiên. Thánh chi cảnh giới, hết thảy có ba đại cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất, vì địa chi thánh cảnh, tên gọi tắt thánh. Cảnh giới thứ hai, siêu thoát khắp nơi, lăng không ngự thiên, là vì thiên chi thánh cảnh, tên gọi tắt thiên thánh. Thế nhân coi là thiên chi thánh cảnh, cũng là võ đạo tu hành cuối cùng, nhưng lại không biết, thiên chi thánh cảnh phía trên, còn có tầng thứ ba thánh cảnh. Cảnh giới thứ ba, vì cổ chi thánh cảnh, tên gọi tắt cổ thánh. Cổ thánh vì thiên địa chí tôn. Nguyên lai, chính mình vốn cho rằng là tu luyện toàn bộ cảnh giới bốn cái cảnh giới, cũng chỉ là bình thường cảnh giới. Mà thánh chi cảnh giới, chính là siêu phàm nhập thánh, hết thảy có ba đại cảnh giới. Địa, thiên, thánh. Nói như vậy, cái này đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu, có thể đạt tới cổ chi thánh cảnh,
xác thực thực tương đương đáng sợ. Lý Thần Tiêu, là Đông Hoàng cảnh vài vạn năm đến, huy hoàng nhất nhân vật. Thậm chí, khả năng không có cái thứ hai. Thánh chi cảnh giới tu hành, so trong tưởng tượng của ngươi muốn phức tạp quá nhiều, ngươi trước tu quy nhất, lại suy nghĩ thiên ý lại nói. Thiên ý cảnh giới, là thánh chi cảnh giới căn bản, cũng là thánh chi cảnh giới mở chìa khóa cửa. Lý Vô Địch bĩu môi nói. Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ lời hắn nói. Hắn mới linh nguyên cảnh tầng thứ 8, khoảng cách cái này trong truyền thuyết thánh chi cảnh giới, xác thực quá xa xôi. Nhưng hắn biết, thánh thú cộng sinh thú, là tiến nhập thánh cảnh giới căn bản điều kiện. Thánh thú binh độc long thứ, khả năng cũng là lấy đứng đầu nhất tài liệu chế tạo binh khí. Trong nháy mắt, bọn họ đi tới sườn núi Trung ương. Mọi người thường nói, chúng ta Lý Thị Thánh tộc, là đắp lên thần nguyền rủa chi tộc, nhưng theo ta thấy, không phải như thế. Thiên Mệnh con ta, ngươi nhìn về bên này. Gia hỏa này xác thực không biết xấu hổ a, Lý Thiên Mệnh xưng hô hắn là Lý Tiền Bối. Kết quả, hắn từ đầu tới đuôi, đều là Thiên Mệnh con ta, tiện nghi đều chiếm hết. Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Chỉ thấy phía trước trong mây mù, từng tòa núi cao san sát. Mỗi một tòa núi cao, đều giống như một cái nhuốm máu cự nhân. Mỗi một tòa núi cao, đều chôn giấu lấy một cái tổ tiên hài cốt. Cái này trên một ngọn núi, có chúng ta Lý Thị Thánh tộc thứ hai tổ tiên, Lý Tinh Hà chi mộ. Lý Tinh Hà, chính là Lý Thần Tiêu chi tử, bốn kiếp luân hồi chi thể, nhưng hắn kiếp vòng, chính là huyết sắc kiếp vòng. Này huyết sắc kiếp vòng, mang cho hắn một loại, huyết ma biến, năng lực. Lý Tinh Hà, là cái nghịch tử, hắn đã từng cùng đệ nhất tổ tiên đối kháng qua, cụ thể phát sinh cái gì, người nào cũng không biết, nhưng cuối cùng, hắn biết sai thì đổi. Trải qua sử ghi chép, thứ hai tổ tiên Lý Tinh Hà, giết qua 13,900 người. Là cái nhân vật hung ác. Lý Vô Địch tán thán nói. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy cái kia một tòa huyết sắc thiêu đốt sơn phong. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác. Loại kia cảm giác, gọi là cảm thấy vinh dự. Cũng gọi là huyết mạch bên trong sứ mệnh cảm giác. Dường như Lý Vô Địch tại giới thiệu với hắn cái này nguyên một đám tổ tiên thời điểm, hắn vì chính mình là Lý Thị Thánh tộc hậu nhân mà tự hào. Bởi vì bộ tộc này, đã từng quá huy hoàng. Vô số đời cường giả, vô số đời tiên liệt, gọi người sụt xịt. Huyết sắc kiếp vòng. Lý Thiên Mệnh 10 cái kiếp vòng, đều là màu đen. Bình thường kiếp vòng, đều là màu đen, hắn không nghĩ tới, lại còn có huyết sắc kiếp vòng. Ngươi nhìn cái này một tòa, đây là chúng ta thứ ba tổ tiên, Lý Thần Đạo. Lý Thần Đạo, nắm giữ 4 kiếp luân hồi chi thể. Hắn kiếp vòng là màu đen, nhưng là, hắn kiếp vòng không nơi cánh tay, mà tại bụng đan điền vị trí. Cái này mang đến cho hắn, phi thường khủng bố tu luyện cảnh giới thiên phú, nghe đồn Lý Thần Đạo ở trên cảnh giới, vượt qua Lý Tinh Hà, kém một chút, thì bước vào cổ chi thánh cảnh. Lý Vô Địch tiếp tục nói. Cái này một vị. Là chúng ta thứ tư tổ tiên, Lý Thần Phong, hắn là Lý Thần Đạo đệ đệ, nắm giữ cộng sinh thú, thiên hư côn bằng, cũng lập nên qua uy danh hiển hách. Lúc trước Đông Hoàng cảnh có sinh ra nghịch thiên chí bảo, có ngoại địch xâm lấn, Lý Thần Đạo cùng Lý Thần Phong hai người, giết hết ngoại địch. Lý Thần Phong, nắm giữ thanh sắc kiếp vòng, tốc độ của hắn khủng bố cùng cực, như gió mà qua. Đây là thứ năm tổ tiên, Lý Đạo Uẩn. Đây là thứ sáu tổ tiên, Lý Tinh Thần. Mỗi một cái tổ tiên, Lý Vô Địch đều giới thiệu đến rất rõ ràng. Hắn đã không sợ người khác làm phiền mà nói, Lý Thiên Mệnh thì kiên nhẫn nghe. Hắn nhìn ra được, những thứ này tổ tiên kỳ thật để Lý Vô Địch rất tự hào. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh cũng tự hào. Bởi vì, từ khi tiểu mệnh kiếp xác tỉnh, thậm chí tại côn bằng thánh ấn hòa tan vào thân thể về sau, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch kích động cùng cộng minh. Thậm chí trên người hắn. Hiện tại thì lưu chuyển lên những thứ này Lý Thị Thánh tộc tổ tiên máu tươi. Trên người hắn, có Lý Thần Tiêu, Lý Tinh Hà, Lý Thần Đạo, Lý Thần Phong chờ một chút tổ tiên huyết phách. Thiên thu vạn đại, cùng tồn tại một thể. Cái này gọi người, làm sao không hưng phấn, làm sao không tự hào, làm sao không kinh thán tại tổ tông huy hoàng. Đây là huyết mạch kiêu ngạo. Là mỗi một giọt máu sôi trào cùng vinh diệu. Bất chi bất giác, liền có một loại lệ nóng doanh trong xúc động. Dù sao như thế huy hoàng tiền bối, mãnh liệt như vậy thị tộc, bây giờ vậy mà rơi vào tình trạng như thế. Một cái tuyệt thế phế vật tông chủ. Một cái liền thiếu tông chủ vị trí, cũng còn không có ngồi vững vàng Lý Thiên Mệnh. Cái gì trí,
chí tôn huyết mạch, đoạn tuyệt truyền thừa. Đều là chuyện cũ, không cần thiết cảm khái. Sinh sinh diệt diệt, lên lên xuống xuống, vốn là nhân sinh. Ta và ngươi giới thiệu bọn họ, không phải để ngươi cảm khái, mà chính là, mỗi người bọn họ, đều có lưu lại tài phú, chỉ là bình thường người, tìm không thấy thôi. Mà bây giờ, ta giữ bọn họ lại tài phú, tặng cho ngươi. Lý Vô Địch quỷ dị cười một tiếng. Tài phú. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Những thứ này tổ tiên, đều qua đời trên vạn năm, bọn họ còn để lại tài phú. Cho dù có, cũng sớm đã bị còn lại tiền bối cầm đi a. Mà lại, Lý Vô Địch không phải phế đi sao? Vì cái gì tiến đến cái này Lý Thị Tổ Địa, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm giác, hắn giống như biến thành người khác. Hắn nghĩ tới, Lý Vô Địch, biến đến tựa hồ có tự tin. Lần đầu gặp mặt, cảm thấy hắn vô cùng thê thảm. Bây giờ, hắn tình trạng cơ thể xem ra, vẫn là cực kỳ hỏng bét. Nhưng là ánh mắt của hắn, ý chí của hắn, ánh mắt của hắn, hoàn toàn khác biệt. Thiên Mệnh con ta, nói thật, ta không có nhi tử, nhìn là hôm nay gặp mặt, ta thật thích ngươi. Hôm nay ta xem qua ngươi đánh bại Lý Lăng Hà, nhìn ra được, ngươi am hiểu sâu trang bê chi đạo, chính là chúng ta lương tài. Ta nhìn ngươi căn cốt thanh kỳ, cái ót, bên hông bàn đều so sánh nổi bật, thật sự là luyện võ kỳ tài. Đã ngươi ta có cha con duyên phận, vậy ta liền quyết định, ban cho ngươi một trận tạo hóa. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi ngay tại cái này tổ địa tu luyện. Là cha, chậm rãi cho ngươi để lộ, cái này Lý Thị Thánh tộc tổ địa tuyệt thế ảo diệu. Ngươi chuẩn bị tốt run rẩy đi, phàm nhân. Lý Vô Địch cười ha ha, giống như điên cuồng. Ngươi không uống thuốc à? Lý Thiên Mệnh nhìn hắn như ba tuổi tiểu hài tử một dạng nhảy nhót, có chút đau đầu. Lý Thiên Mệnh thì không nhìn ra, hắn là cái người mang cừu hận người. Thì cái này cái bụng, nhậu nhẹt quá nhiều, đã tròn vo một cái, nói người mang lục giáp còn tạm được. Dạng này hắn, còn muốn ban cho mình một trận tạo hóa. Dù sao, Lý Thiên Mệnh không tin. Ngươi thật không tin. Lý Vô Địch cười híp mắt nhìn lấy hắn. Vậy ngươi liền chuẩn bị tốt. Để lão tử đánh mặt đi, ta rất chờ mong, đến lúc đó, sắc mặt của ngươi, sẽ đến cỡ nào đặc sắc. Lý Vô Địch nói. Được rồi, đừng chém gió nữa. Tại bọn họ, tranh cãi, bên trong, rốt cục đi tới đỉnh núi. Cái này thần tiêu sơn rất cao, Lý Thiên Mệnh cũng hoài nghi, cái này nửa chết nửa sống Lý Vô Địch, bò không đến đỉnh núi tới. Không nghĩ tới, hắn chẳng những đi lên, mà lại sinh long hoạt hổ. Vừa mới lên đến, hắn thì la to nói, Lý thần tiêu lão tặc, ngươi dám nói ta Lý Vô Địch không có nhi tử, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, nhi tử ta so ngươi như bức. Lại thổi lên. Gia hỏa này, cùng một khối mộ bia nói chuyện a. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua núi này đỉnh mộ bia. Đó là một khối màu đen nhánh mộ bia, xem ra cũng chỉ là một khối vô cùng phổ thông nham thạch tấm. Trên đó điêu khắc 5 cái chữ đại Lý thần tiêu chi mộ. Mộ bia quá lâu, đã sớm khô nứt, pha tạp, xem ra tùy thời đều có thể vỡ nát. Từng cái màu đỏ sậm con kiến, tại trên bia mộ bò sát. Cái này mộ bia, xem ra đơn sơ mà cổ lão, cùng Lý Thiên Mệnh trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Dù sao, đệ nhất tổ tiên mộ địa, không cần phải phá lệ hùng vĩ sao? Đây chính là, Lý Thiên Mệnh hỏi. Quỳ bái, Lý Vô Địch nói. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, quỳ bái hành lễ, nói, đệ nhất tổ tiên ở trên, hậu duệ con cháu Lý Thiên Mệnh, bái kiến đệ nhất tổ tiên. Cho tổ tiên dập đầu, Lý Vô Địch nói. Đúng, Lý Thiên Mệnh làm theo, dập đầu 3 lần. Tại trên bia mộ nước tiểu đi tiểu. Lý Thiên Mệnh im lặng a. Trước hai câu vẫn rất chính thức, bỗng nhiên thì nói lái, để hắn hoàn toàn điểm không có kịp phản ứng. Lão tặc này thèm ăn, thích nhất đồng tử đi tiểu. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Ha ha, không đùa ngươi, Thiên Mệnh con ta, đến đón lấy để ngươi xem một chút, lão tặc này cỡ nào bị ổi. Đến cái này phân đoạn, Lý Vô Địch mặt mũi tràn đầy u oán. Hắn theo tu di giới chỉ bên trong, xuất ra nhất đại bầu rượu. Lão tặc, uống, uống chết ngươi. Hắn vô cùng thịt đau, tại mộ bia trước mặt rót rượu. Nhất đại bầu rượu, toàn bộ rơi tại trước mộ bia, Lý Thiên Mệnh thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm. Trách không được chung quanh nơi này, khắp nơi đều là mùi rượu. Nguyên lai con hàng này, vậy mà té xuống đất tử a. Cái này xem xét cũng là hảo tử, đỉnh cấp linh túy sản xuất. Cho hết phung tại trên mặt đất. Nhưng,
hắn vì cái gì đau lòng như vậy, còn muốn hướng xuống ngược lại. Ngược lại còn về sau, Lý Vô Địch giận tím mặt. Tốt ngươi cái này Lý Thần Tiêu, ngươi cái này xú cẩu tặc, cùng ta chơi lên đúng không? Ta mang nhi tử đến, ngươi không nể mặt ta. Thành, ta hôm nay thì uống chết ngươi lão bất tử này. À đúng, ngươi đã chết. Tiếp đó, hắn lần nữa rót rượu. Nghiêng về một phía, một bên vẻ mặt đau khổ thở dài. Ai nha, uống ít một chút đi ngươi lão tổ tông, ta hàng tồn không nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh toàn trường nhìn lấy biểu diễn của hắn. Hắn đang nghĩ, cái này Lý Vô Địch, làm sao lại là cái hí tinh đây? Ngay tại hắn lười nhác nhìn hắn ở chỗ này nổi điên, chuẩn bị đi địa phương khác nhìn xem thời điểm. Đột nhiên, cái kia Lý Thần Tiêu chi mộ, chợt bộc phát ra vạn trượng quang mang. Hào quang màu trắng kia quá chướng mắt, kém chút để Lý Thiên Mệnh mù. Ầm ầm, toàn bộ Thần Tiêu Sơn, đều đang rung động. Trong nháy mắt, một khối cũ nát mộ bia, vậy mà biến thành một khối màu trắng tinh, như là linh quạng bảo thạch. Đây là một khối trắng noãn không tì vết, ẩn chứa vô số thiên địa linh khí mộ bia. Dùng như thế nào ngôn ngữ hình dung? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hắn tại khối này trên bia mộ cảm nhận được thiên địa linh khí, loại kia hàm ý, chỉ ít có viêm hoàng thạch gấp một vạn lần. Viêm hoàng thạch lên, có màu đen thiên văn, đã là cái thứ 8 cấp bậc. Mà tại cái này Lý Thần Tiêu chi mộ lên, Lý Thiên Mệnh thấy được màu trắng thiên văn. Màu trắng thiên văn, cùng Lý Thiên Mệnh nhìn qua tất cả thiên văn, như thế khác biệt. Cái kia màu trắng thiên văn, tựa như là một cái sinh mệnh, tại cái này quang mang vạn trượng trên bia mộ du tẩu. Lý Thiên Mệnh đếm một chút, hết thảy 9981 đầu màu trắng thiên văn. Chính là cái này 81 đầu thiên văn, mới khiến cho cái này Lý Thần Tiêu chi mộ, biến đến như thế khiến người ta nhìn mà than thở. Màu trắng thiên văn, là thánh thiên văn, người biết, 81 đầu thánh thiên văn, ý vị như thế nào sao? Lý Vô Địch mỉm cười hỏi. Không biết, đây là Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất, tiếp xúc đến thánh thiên văn. Không sao, người về sau sẽ biết, mà bây giờ, người chỉ cần hiểu thành, nó rất khủng bố là có thể. Lý Vô Địch nói. Minh bạch. Cho nên, Thiên Mệnh con ta, đánh mặt sao? Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn hắn. Biểu lộ xác thực đặc biệt đặc sắc. Đệ nhất tổ tiên mộ bia, hướng mặt đất xót rượu, liền có thể sinh ra loại biến hóa này. Lý Thiên Mệnh quả thực nghẹn họng nhìn chân chối nói. Cái này, quá trò đùa đi. Không phải vậy đâu, đứng tại trước mộ trầm tư suy nghĩ, vẫn là quỳ xuống đất lễ bái 30.000 lần. Lý Vô Địch khinh bỉ nói. Ngươi là làm sao phát hiện? Lý Thiên Mệnh nghĩ, khả năng thực rất nhiều tổ tiên, cũng không biết có thể như vậy đi. Dù sao, nơi này là nghiêm túc chi địa, ai dám trước đây tổ chức mộ bia, nâng cốc xem như nước một dạng đổ xuống dưới A. Một rót, cũng là một vạc loại rượu trở lên. Nhiều lắm là, giải lên mấy chén. Cái này đơn giản, ta ở chỗ này uống rượu gần 15 năm, ha ha. Ngoại trừ ngươi, còn có người làm như vậy qua sao? Theo ta được biết, không có. Nói cách khác, hắn là cái thứ nhất, dùng loại này kỳ hoa phương thức. Để đệ nhất tổ tiên mộ bia, sinh ra biến hóa như thế người. Cái này mộ bia, là tổ tiên chính mình tự mình chế tạo. Lý Vô Địch nói. 81 đầu thánh thiên văn linh quặc, xem như mộ bia, đây là đông hoàng cảnh vạn năm đều không có thủ bút. Không chỉ là tòa này mộ bia, còn lại đỉnh cấp tổ tiên mộ bia, đều có thể rót rượu mở ra bọn họ lưu lại ảo rượu. Cho nên nói a, cái này một đám tử quỷ, sau khi chết, đều vẫn là ma quỷ a. Lý Vô Địch thịt đau. Lý Thiên Mệnh có chút rung động nhìn lấy cái kia Lý Thần Tiêu chi mộ. Thiên địa linh khí quá dồi dào, hơn nữa còn đầy đủ ôn nhuận, tại cái này mộ bia bên cạnh tu luyện, tăng thêm 10 kiếp luân hồi chi thể. Quả thực, không dám tưởng tượng sẽ khủng bố đến mức nào. Loại này oanh động thiên hạ tạo hóa, ngươi cứ như vậy nói cho ta biết. Lý Thiên Mệnh có chút không thể tin được. Dù sao, không thân chẳng quen a. Không phải vậy đâu, Thiên Mệnh. Thế giới lớn như vậy, ngươi ngàn dặm xa xôi tới làm thiếu tông chủ, gặp lại cũng là duyên phận a. Duyên phận, cũng là thiên hạ đệ nhất quy tắc. Người thứ này, có lúc nhìn một chút, thì tâm lý nắm chắc. Khả năng ngươi cảm thấy, ta không xứng với làm nghĩa phụ của ngươi. Nhưng, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta thì xác định, ta nhìn chúng ngươi. Lý Vô Địch cười nói, ngược lại là thẳng thoải mái. Bất quá, câu này bá đạo tuyên ngôn. Làm sao nghe là lạ,
giống như nam nữ trường hợp so sánh phù hợp. Đương nhiên, hiện tại tới nói, đại bộ phận là coi trọng Lý Thiên Mệnh năm kiếp luân hồi chi thể đi. Dù sao, đây là đệ nhất tổ tiên mới có tạo hóa. Nói một cách khác, đây ít nhất là thiên chi thánh cảnh lĩnh ngộ thiên phú. Ta cũng không có cảm thấy ngươi không xứng, Lý Thiên Mệnh nói trả lời. Cái kia chính là thừa nhận. Không, nhìn ngươi về sau biểu hiện đi, dù sao người nào mẹ nó muốn ăn thua thiệt, tới thì nhận cha a. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, có ý tứ. Lý Vô Địch cười to. Cười còn về sau, hắn khoát khoát tay, nói, đi thôi, để lão tặc này che chở ngươi, nhìn xem ngươi cùng hắn, có hay không duyên phận. Dù sao hai người các ngươi, mới là cái này Viêm Hoàng Đại Lục trong lịch sử, duy hai xuất hiện qua năm kiếp luân hồi chi thể. Ta, Lý Thiên Mệnh nhìn lấy cái kia quang mang vạn trượng Lý Thần Tiêu chi mộ. Hắn hơi có chút tâm thần bất định, dù sao đây là vạn năm trước tổ tông. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như Lý Vô Địch nói tới. Đây đều là duyên phận. Duyên phận đến, không có gì tốt do dự, nội tâm thông suốt, đi làm chính mình sự tình muốn làm, là có thể. Hắn không nói thêm lời, dậm chân tới gần cái kia Lý Thần Tiêu chi mộ. Thật là thoải mái. Tiểu hoàng gà nằm sấp trên vai của hắn, vạn trượng quang mang chiếu rọi ở trên người, nó bản thân cảm giác rất đẹp trai. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh tay, tiếp xúc tại Lý Thần Tiêu chi mộ lên. Nháy mắt kia, 81 đầu thánh thiên văn, hướng về cánh tay của hắn hội tụ. Ong ong ong. Một khắc này, hắn cảm giác mình nắm giữ toàn bộ thế giới. Vĩnh hằng luyện ngục kinh, thái sơ hỗn độn quyết, vận chuyển. Rầm rầm rầm. 10 kiếp luân hồi chi thể, tăng thêm cái này Lý Thần Tiêu chi mộ, lại thêm vĩnh hằng luyện ngục kinh cùng thái sơ hỗn độn quyết. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, cũng là trên đời này đáng sợ nhất tu luyện quái vật. Hắn sau cùng xác định một lần. Rất hiển nhiên, làm Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ, làm Lý Vô Địch trên danh nghĩa trưởng tử, hắn tiếp đó, sẽ nghênh đón hung tàn hơn khiêu chiến. Thậm chí, sinh tử hung hiểm. Nhưng, bị người ân huệ, đến này thần bảo, hết thảy đều đáng giá. Tích thủy tri ân, còn suối tuôn tương báo. Lý Vô Địch đem hắn mang đến nơi đây, đem chính mình lớn nhất phát hiện, truyền thừa cho mình. Như vậy, con đường phía trước hung hiểm, bất quá là một đường giết đi qua thôi. Đại trượng phu, toàn thân nhiệt huyết, lại có sợ gì? Lang thiên tử, vũ văn thái cực, vũ văn phụng thiên, tông lão hội, thiên tài như yêu, cường giả như mây, lại có sợ gì? Hiện tại Lý Thiên Mệnh, thế nhưng là có đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu, chuyên môn hộ tống tăng lên Lý Thị Thánh tộc dòng chính. Mà lại Lý Vô Địch nói. Còn lại tổ tiên, đều là khiến người ta nhìn mà than thở tử quỷ. Ai biết, bọn họ trên bia mộ, còn có cái gì tạo hóa a? Lý Thiên Mệnh, biểu thị rất chờ mong. Lý Thị Thánh tộc, để hắn quang vinh mà tự hào. Các vị tổ tiên tạo hóa, cũng để cho hắn, nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ, là bởi vì các vị tổ tiên thiên thu vạn đại huyết phách, đã cùng chính mình hòa thành một thể. Cho nên từ đó về sau, hắn so với ai khác đều khát vọng, gánh chịu lấy Lý Thị Thánh tộc vạn năm huy hoàng cùng vinh diệu. Sau đó, nghịch thiên quật khởi, trọng kiến huy hoàng. Bộ tộc này, bây giờ quá thê thảm, phục hưng cái này Lý Thị Thánh tộc, chính là thiên cổ bao la hùng vĩ sự tình. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh không thấy được, Lý Vô Địch chảy xuống một giọt nước mắt. Ánh mắt của hắn nặng yên tĩnh trở lại. Hắn kéo ra vạt áo của mình. Tại trái tim của hắn vị trí, một cái màu đen long hình gai nhọn, theo trái tim đâm vào đi, từ sau tâm mặc đi ra. Vô số hắc khí, như là độc xà, tại trên thân thể của hắn du tẩu. Giờ khắc này, Lý Vô Địch tay cầm, đặt ở cái kia độc long thứ đầu rồng lên. Hắn nhẹ nhàng nhổ một cái. Một khắc này, khắp nơi run rẩy, dãy núi run rẩy, cuồng phong gào thét. Toàn bộ huyết kiếp kết giới, đều tại gào thét, run rẩy. Xương máu hóa thành vô số cự thú, bối rối bôn tẩu. Rầm rầm rầm. Trong dãy núi, tất cả tổ tiên mộ bia, giờ phút này đều đang chấn động. Những cái kia trên bia mộ, nguyên một đám cái bóng, nổi lên. Những cái kia cái bóng ánh mắt, toàn bộ tụ tập tại Lý Vô Địch trên thân. 14 năm. Lý Vô Địch khóe miệng, khơi gợi lên một tia dữ tợn ý cười. 14 năm. Sinh tử khổ tu, tại trước quỷ môn quan tu luyện. Vô số lần, tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Ta bước qua hoàng tuyền, đi qua nại hà kiều. Ta xem qua ác quỷ, cũng đã gặp thượng thần.
hắn nhìn về phía Đông Hoàng Tông phương hướng. Vũ Văn Thái Cực, chờ ta nhổ cái này độc long thứ một khắc này, chính là ngươi một nhà, hóa thành bột mịn thời điểm. Ngươi lấy độc long thứ, để cho ta 14 năm, sống không bằng chết. Nhưng lại không biết, ta căn bản không sợ chết. Ngươi càng không biết, ta lấy độc long thứ làm dẫn, ở đây đoạn mạch tu hành. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, cửu tử nhất sinh, mới là tiểu mệnh kiếp, lớn nhất không người biết nghịch thiên chi lực. Ta Lý Thị Thánh tộc chi mệnh kiếp, không tin trời, không dựa vào thần, không sợ quỷ. Chúng ta chỉ tin, dựa vào ý chí, dựa vào đấu trí, nghịch thiên cải mệnh. Cũng chờ tốt ra. Chờ ta Lý vô địch, trở về ngày nào đó, chính là cái này toàn bộ Đông Hoàng cảnh, vì ta quỳ xuống đất run rẩy thời điểm. Ta Lý Thị Thánh tộc, luôn có một ngày, ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó nhìn nhìn lại, người nào, mới là cái này Đông Hoàng cảnh chủ nhân. Vô số tổ tiên mộ bia bóng người, hội tụ tại trên người hắn. Chỉ có Lý Thiên Mệnh, đắm chìm trong thánh thiên văn ảo diệu bên trong, không thấy được sau lưng Lý vô địch hết thảy. Mộc Hà, truyền thuyết thượng thần, có thể để chết người sống lại. Cả đời này, ta có lỗi với ngươi. Cho nên, ta muốn trở thành thần. Ngươi tại trên hoàng tuyền lộ, không muốn đi đến quá xa, 10 triệu phải chờ ta, nhanh, nhanh. Mộc Hà, nhất định phải chờ ta. Cái kia nam nhân, trên gương mặt dữ tợn, rốt cục có một tia ôn nhu. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh tâm thần, toàn bộ đắm chìm trong cái này Lý Thần Tiêu chi mộ lên. Hắn cũng không có phát giác được, cái này Lý Thị Tổ Địa kinh thiên kịch biến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đã từng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy cái kia viêm hoàng thạch lên, dường như nắm giữ ý chí của mình. Mà bây giờ, hắn cảm giác cái này 9981 đầu, thánh thiên văn, mỗi một đầu, đều giống như là một người linh động, hoạt bát cá thể. Trên người của bọn nó, hội tụ vô số thiên địa huyền ảo, ngưng kết không có tận cùng thiên địa linh khí. Làm Lý Thiên Mệnh chạm đến cái kia, Lý Thần Tiêu chi mộ thời điểm. Cái này 9981 đầu thánh thiên văn, tựa như là 81 cái linh thể, theo cánh tay tràn vào Lý Thiên Mệnh trong thân thể. Thật đáng sợ, cái này thánh thiên văn linh khí, cũng quá rồi rào đi. Một đầu thánh thiên văn, quả thực liền như là một mảnh linh khí tạo thành biển cả. Trên thực tế, liền xem như một đầu thánh thiên văn, tiến thân thể của hắn, hắn đều có thể bị lực lượng cuồng bạo, triệt để xé nát. Nhưng, bây giờ cái này 81 đầu thánh thiên văn, lại ôn nhu trải rộng toàn thân, bao trùm toàn thân mỗi khắp ngõ ngách. Hắn cùng Lý Thần Tiêu chi mộ một dạng, lập lòe toàn bộ Lý Thị Tổ Địa. Ta cảm giác, chính mình tựa như là bị một mảnh không có tận cùng linh khí biển cả vây quanh. Loại cảm giác này, quá mức khoa trương. Nhưng vì cái gì, Lý Thiên Mệnh sẽ không bị xé rách. Hắn đại khái đoán được. Tổ tiên chi huyết, đã hội tụ toàn thân. Lý Thị Thánh tộc tất cả tổ tông lực lượng, trong máu tươi, vì Lý Thiên Mệnh đi trưởng khống cái này Thánh Thiên Văn. Cái này Thánh Thiên Văn, vốn là tổ tiên lưu tại nơi này, là Lý Thần Tiêu mộ bia. Có bọn họ trưởng khống, Lý Thiên Mệnh, tự nhiên bình yên vô sự. Cái này, cũng là tổ tiên che chở, là tổ tiên ban cho tạo hóa. Lý vô địch không biết hắn là khoáng cổ thước kim 10 kiếp luân hồi chi thể. Nhưng là, những thứ này tiền bối huyết phách, trong thân thể lưu truyền, bọn họ, nhất định biết. Kết quả là, từ đó về sau, bão táp tới tương đương hung mãnh. Vô tận linh khí phong bạo hội tụ. So linh đan diệu dược gì hiệu quả đều tốt hơn. Đây hết thảy đều tại chứng minh, Lý Thiên Mệnh đến đây Lý Thị Thánh tộc tìm tổ, lấy hắn 10 kiếp luân hồi chi thể, chờ đợi hắn chính là vô tận tạo hóa. Hắn chỉ hiển lộ 5 kiếp luân hồi chi thể, Lý vô địch đều nguyện ý dẫn hắn đi vào nơi này, đem tổ tiên tạo hóa chuyển cho hắn. Như thế nghịch thiên chi tài, người nào không coi trọng. Hô hô hô, Thánh Thiên Văn, không ngừng đi khắp Lý Thiên Mệnh thân thể, cũng tại tiểu hoàng gà, tiểu mèo đen trên thân lưu chuyển. Thoải mái a. Tiểu hoàng gà một bên vận chuyển vĩnh hằng luyện ngục kinh, luyện hóa thiên địa linh khí, chuyển hóa vì mình thú nguyên, một bên cười to. Nó tiểu hoàng mau tại phong bạo bên trong lộn xộn, ló đầu ra lên một cái phấn nộn sừng nhỏ góc. Đến mức tiểu mèo đen, ngay tại trên nhảy dưới tránh, đi bắt Lý Thiên Mệnh trên người Thánh Thiên Văn đâu. Xoẹt! Thánh Thiên Văn không có bắt được, một đạo vết máu để nó xé đi ra. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Từ khi nuôi mèo lười này, toàn thân đều là vết thương. Ngươi cút ngay cho ta tới tu luyện. Mèo! Một trận tra tấn,
Miu Miu rốt cục đàng hoàng. Nó đã luyện hóa thánh thú chiến hồn. Sau đó, ra đời một loại đáng sợ thần thông. Huỳnh hỏa đều không loại cấp bậc này thần thông. Cho dù là thánh thú chiến hồn, tại tân thần thông chiếm so, không cao hơn 5%. Còn lại 95%, đến từ thái sơ hỗn độn lôi ma huyết mạch gông xiềng. Điều này nói rõ, cái này thần thông, đã không còn là thánh thú chiến hồn đế ma hung hồn. Nó có tên mới, gọi là, đế ma hỗn độn. Đế ma hỗn độn mạnh bao nhiêu? Mạnh đến, để Lý Thiên Mệnh quyết định, không thúc giục tiểu mèo đen tu luyện thú pháp. Về sau, liền để nó đi sáp lá cả đi. Nói thật, bất luận cái gì một đầu thánh thiên văn đều giống như một mảnh linh khí biển cả. Mà bất luận cái gì thương hải nhất túc, cũng có thể làm cho Lý Thiên Mệnh, đột nhiên tăng mạnh. Trong đan điền, hắn luyện ngục chi nguyên, hỗn độn lôi nguyên, lấy tốc độ khủng khiếp đang tăng cường. 10 kiếp luân hồi chi thể, hai đại thái cổ hỗn độn cự thú công pháp, tăng thêm cái này Lý Thần Tiêu chi mộ. Chí ít toàn bộ Đông Hoàng cảnh, tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai, nắm giữ bực này tu luyện tốc độ tồn tại. Lang Thiên Tử, là Đông Hoàng cảnh nghịch thiên quật khởi tuyệt thế yêu nghiệt. Hiện tại liền hạ quyết định luận, còn quá sớm. Rầm rầm rầm. Cái kia luyện ngục chi nguyên, tựa như là chân chính địa ngục, vô số dung nham nhấp nhô. Cái kia hỗn độn lôi nguyên, cũng giống là chân chính hỗn độn lôi trì, ức vạn tia chớp màu đen lôi đình, ở trong đó dây dưa. Lý Thiên Mệnh tóc trắng như ma, ầm vang tiến lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày thứ tư, thể nội luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên, rốt cục đạt tới linh nguyên cảnh viên mãn. Rốt cục, linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Đến thời khắc này vị trí, cảnh giới của hắn, cuối cùng đuổi kịp Diễm Đô tối đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là chiến lực của hắn, cũng sớm đã vượt qua linh nguyên cảnh. Thẳng đến Lý Thiên Mệnh củng cố tốt tu vi, kết thúc cái này lần thứ nhất tu hành thời điểm, Lý Thần Tiêu chi mộ, mới ảm đạm xuống. Làm Lý Thiên Mệnh mở mắt thời điểm, bốn phía một mảnh lặng yên tĩnh mịch. Thần Tiêu Sơn về sau dãy núi, bao phủ tại trong xương máu, lúc này thời điểm cũng ảm đạm xuống. Dường như, cái gì cũng không từng phát sinh qua. Hắn nhìn lại, Lý Vô Địch bên người để đó ba cái đại bầu rượu. Hắn hiện lên hình chữ đại, nằm tại cái này lão tổ tông mộ phần lên, rộng mở tròn vo cái bụng, nằm ngáy o o. Thời gian này, xem ra quá tiêu sái, không hề giống là người mang cừu hận, khổ đại cừu thâm thế hệ. Lý Thiên Mệnh tính toán một cái thời gian. Tổ địa bên ngoài, cái kia Lý Thị Thánh tộc còn lại tam mạch, khả năng ngày mai sẽ phải đến. Lý tiền bối, chúng ta trước đi ra ngoài một chuyến. Ngày mai tam mạch đã đến. Ta trực tiếp đem côn bằng thánh ấn cho dung hợp, đoán chừng bọn họ, sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Vô Địch thụy nhãn mông lung, mở to mắt. Ngươi ra ngoài đi, đừng quấy rầy lão tử nghỉ ngơi. Lý Vô Địch mơ hồ nói. Ngày mai ngươi tới sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngày mai, Lý Thị Thánh tộc tam mạch, khẳng định phải nhắm vào mình. Hô 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 tương đương. Lý Vô Địch đã ngủ. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ, hắn thụ độc long thứ tra tấn, coi như ra ngoài, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Làm vì tổ tiên nhóm như thế che chở hậu nhân, Lý Thiên Mệnh, tâm lý cũng không sợ hãi. Tại Diễm Đô, hắn là củi mục quật khởi, một đường nghịch tập. Nhưng là tại Đông Hoàng Tông, hắn nhất định là thiên tài quật khởi, một đường nghiền ép. Kết quả là, chính hắn đi xuống Thần Tiêu Sơn. Xuống núi thời điểm, lần nữa gặp phải cái kia thái hư côn bằng. Đây là trong truyền thuyết thánh thú, hiện tại Lý Vô Địch một dạng nằm ngáy o o, xem ra xác thực rất hư. Cũng không biết, kiện toàn thánh thú, lại là uy lực gì. Dù sao liền đế ma hung hồn, cũng chỉ là thánh thú một loại giác tỉnh thần thông. Đương nhiên, có thể có giác tỉnh thần thông thánh thú, tự nhiên không phải cộng sinh thú, mà chính là hung thú. Thánh thú cấp thú dữ khác, bị trở thành thánh ma thú. Đế ma hung hồn, kỳ thật đến từ thánh ma thú giác tỉnh thần thông. Chỉ là, nó hiện tại không còn là đế ma hung hồn, mà chính là đế ma hỗn độn. Loại biến hóa này, cùng loại bích hỏa thuẫn giáp biến hóa thành luyện ngục thuẫn giáp quá trình. Lý Thiên Mệnh tăng tốc cước bộ, rời đi Lý Thị Tổ Địa. Làm thân ảnh của hắn, chui vào trong xương máu thời điểm, Thần Tiêu Sơn lên ngủ say Lý Vô Địch, khóe miệng bỗng nhiên nở nụ cười. Ban đêm, Đông Hoàng dãy núi ban đêm, xa xa nhìn lại, tông môn chủ phong phương hướng, đèn đuốc sáng trưng.
vẫn có vô số cộng sinh thú, tại thiên địa dãy núi Giang Hà bên trong du đãng, màu phát sáng đa dạng, khiến người ta nhìn mà than thở. Mấy trăm ngàn thú loại, cơ hồ bao gồm tất cả chủng loại, tất cả thuộc tính. Có thể đi tới nơi này tu hành, cũng đã nói rõ Đông Hoàng Tông đệ tử, là cái này Đông Hoàng cảnh hơn 700 quốc gia bên trong thiên tài kiệt xuất. Hơn 700 quốc gia, cũng không phải là 700 cái chu tước quốc quy mô. Có vài quốc gia võ đạo mức độ, có thể sẽ là chu tước quốc đếm hơn gấp 10 lần. Một nước, sánh được mấy chục cái quốc gia. Huống hồ Đông Hoàng cảnh mọi người khó hy hữu đến lại thiên địa linh khí nồng đậm địa phương, còn có số lượng hàng trăm ngàn ngự thú sư thị tộc. Bọn họ dựa vào huyết mạch truyền thừa, nhiều đời sinh sôi. Nhưng, muốn nhập Đông Hoàng Tông, cũng cần ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, kinh lịch trùng điệp khảo hạch. Thánh Thiên Phủ thì lợi hại hơn nhiều, bọn họ tại mỗi quốc gia thành lập Thiên Phủ mục đích, cũng là trước tiên phát hiện thiên tài, mang về Thánh Thiên Phủ. Lâm Tiêu Đình cũng là ví dụ. Chủ động xuất kích, so với Đông Hoàng Tông cao cao tại thượng, bọn người đầu nhập vào, xác thực muốn tốt rất nhiều. Đây cũng là hai cái thế lực, dần dần kéo ra chênh lệch nguyên nhân thực sự. Tốt nhất thiên tài, vĩnh viễn trước bị Thánh Thiên Phủ cướp đi. Đêm này ánh sáng nhu hòa như nước. Lý Thiên Mệnh theo Lý Thị Tổ Địa lúc đi ra, Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ còn dưới ánh trăng nói chuyện phiếm đây. Ca ca, người biết không, ta phụ linh tại Khinh Ngữ trên thân, cũng có thể đạt tới 6 thành đây. Khương Phi Linh mỉm cười thời điểm, ánh mắt híp mắt nguyệt nha, khóe miệng lúm đồng tiền nhất là đáng yêu. Lợi hại như vậy, Lý Thiên Mệnh cười đi tới. Thiên Mệnh ca tốt. Lý Khinh Ngữ giật mình, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Lý Thiên Mệnh khí chất, có biến hóa. Khinh Ngữ, Lý Thiên Mệnh đi tới. Nhớ đến lần thứ nhất thấy được nàng, Lý Thiên Mệnh thì đối nàng ấn tượng phi thường tốt. Trên người nàng, có một loại đại thị tộc con cháu trầm ổn cùng tu dưỡng, nhìn như yếu đuối, kỳ thật cứng cỏi mà dũng cảm, là một cô nương tốt. Gọi ta Khinh Ngữ là được, Lý Khinh Ngữ nói. Theo Khương Phi Linh trong chuyện xưa, còn có lúc đó hắn cùng Lâm Tiêu Đình sinh tử chiến hết thảy, nàng đã đối cái này, ca ca, hết sức quen thuộc. Thiên Mệnh ca, có phải hay không đột phá? Lý Khinh Ngữ hỏi. Đúng. Lần trước có Linh Nhi phụ linh, Thiên Mệnh ca đánh bại Lý Lăng Hà. Hiện ở đây, sợ là Khinh Ngữ cũng không phải ca ca đối thủ. Lý Khinh Ngữ cúi đầu nói. Không muốn nhục chí, ta đều 20, ngươi mới 15 tuổi, tiền đồ vô lượng. Ta Lý nên đuổi theo, bắt kịp các ngươi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Đúng, Thiên Mệnh ca là năm kiếp luân hồi chi thể, bây giờ cảnh giới không cao, chỉ là bởi vì trọng tu thời gian quá ngắn. Lý Khinh Ngữ nói. Lý Thiên Mệnh nhớ tới nàng 3 tuổi thì đã mất đi mẫu thân, kỳ thật quái làm cho đau lòng người. Về sau gọi ta, ca, là được rồi. Ta không có chân chính muội muội, về sau, người chính là em gái ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nhớ đến Ly Hỏa Thành, hắn làm Lý Tuyết Kiều là muội muội. Nhưng hôm nay chứng minh, hắn kỳ thật cùng Lý Tuyết Kiều không có liên hệ máu mủ. Lại thêm quan hệ quyết liệt, vậy liền tự nhiên không phải muội muội. Vệ gia bên trong, Vệ Lăng Huyên chỉ có thể coi là biểu muội, hơn nữa còn bị Lý Thiên Mệnh giáo huấn một trận. Đến mức Khương Phi Linh, nàng tuy nhiên gọi mình là ca ca. Nhưng là, nàng là tình muội muội a. Ca. Lý Khinh Ngữ nhìn lấy hắn, nàng tính cách điềm tĩnh, đối Lý Thiên Mệnh loại này trực lai trực khứ phong cách, tự nhiên không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi nhận nãi nãi, nhận muội muội, kết quả để cho Lý Vô Địch Lý tiền bối, cũng là không muốn ăn làm bộ dáng con thua thiệt. Tiểu hoàng gà khinh bỉ nói. Im miệng. Lý Thiên Mệnh lúng túng nói. Bởi vì, Huỳnh Hỏa nói đúng. Nhận cái nãi nãi em gái nuôi còn có thể, gọi Lý Vô Địch cha. Khó chịu a. Hắn dự định thì hô Lý tiền bối chống đỡ. Về sau quen thuộc, lại hô Lý Vô Địch đi. Thực sự không được, coi như là một cái nghĩa phụ tốt. Ca, người cộng sinh thú, làm cho ta ôm một cái sao. Quen thuộc về sau, Lý Khinh Ngữ lấy dũng khí nói. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa trả lời, tiểu hoàng gà thì xông tới. Đến, muốn làm sao ôm thì làm sao ôm. Nó giang hai cánh tay, một mặt ngây ngất, vì mị lực của mình mà tự hào. Ta nói chính là, miêu miêu, rát, tiểu hoàng gà trợn tròn mắt. Khổ cực a. Tiểu hoàng gà rất đau lòng. Bị Mộ Uyển thượng sư ghét bỏ còn chưa tính. Đi tới nơi này, còn muốn bị dạng này, chọn lựa. Nó ghen ghét chi hỏa, thiêu tại miêu miêu trên thân. Mà miêu miêu lúc này thời điểm,
đã vùi ở Lý Khinh Ngữ trong ngực, thoải mái ngủ. Dù sao, nó là không quan trọng. Nữ nhân là thứ đồ gì? Đơn giản là thay cái tọa kỵ ngủ mà thôi. Hai nữ hải ánh mắt tỏa ánh sáng, vuốt ve Miêu Miêu nhu thuận lông tơ, thảo luận nó địa phương nào đẹp mắt. Các nàng giống như, hoàn toàn quên đi rõ ràng sẽ đến phong bạo. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, kỳ thật hắn cảm thấy, cái này mới là cuộc sống. Nhân sinh, sao có thể không có nguy hiểm, không có khiêu chiến, không có sinh tử. Nhưng, dũng cảm chiến đấu cũng được. Mà ở trước đó, cũng không cần lo lắng, than thở. Trong lòng có kiếm, không sợ sinh tử. Kỳ thật bọn họ kỳ thật thật thích huỳnh hỏa, không bao lâu, hai người liền để huỳnh hỏa chọc cho phình bụng cười to. Lý Thiên Mệnh trên mặt, người cha hiền lành, giống như mỉm cười, nhìn lấy mình thích nữ hài, vừa mới nhận muội muội, còn có hai cái anh em ruột của mình. Hắn cảm thấy, chính mình là thời điểm, gánh vác lên càng lớn trách nhiệm. Thì từ hôm nay trở đi, ta chính là chí tôn huyết mạch, chính là Lý Thị Thánh tộc dòng chính là thiếu tông chủ. Nơi này, chính là ta cái nhà thứ hai. Chiến đấu đi. Vì mình, cũng vì bọn họ. Như không cường đại, như thế nào xứng đáng chính mình khoe khoang khoác lác, muốn đi thánh thiên phủ, chém đứt lang thiên tử đầu, đoạt lại năm đại phong ấn. Như không chiến đấu, như thế nào xứng đáng Lý Cảnh Du đối trợ giúp của mình, Lý Vô Địch đối khẳng khái của mình. Nếu không liều mạng, như thế nào xứng đáng, chính mình cái này một thân Lý Thị Thánh tộc tổ tiên huyết phách. Thân là người Lý gia, tự nhiên vì Lý gia mà chết. Kẻ hèn nhát mới có thể trốn tránh, trốn đi tu luyện. Cường giả, nên không sợ phong bạo, tại thời khắc sinh tử, tìm được chân chính nghịch thiên chi lộ. Tại bọn họ chơi đùa thời điểm, Lý Thiên Mệnh đứng ở trong góc nhỏ, lấy ra trước khi đi thời điểm, Mộ Dương đưa quà của mình. Cho tới hôm nay, hắn mới có thời gian nhìn đây. Hắn đem cái dương để dưới đất, mở ra trước đó, cũng đã cảm nhận được khí tức khủng bố. Trên cái dương mặt, có một tờ giấy. Lý Thiên Mệnh cầm lên nhìn. Đây là Mộ Dương lưu lại. Thiên Mệnh, con đường tu luyện, không cầu sinh, không cầu sống, chỉ cầu suy nghĩ thông suốt, cầu không thẹn với lương tâm, cầu khoái ý ân cửu. Sau đó cả đời, nhất định muốn thủ vững bản tâm, không được càn rỡ, không được trầm luân. Quân tử, giết hết thiên hạ tà ma, độc thủ trong lòng đang nói. Lòng có chính đạo, thì đại đạo không giới hạn. Những chữ này, chính là hắn đối sự giáo huấn của chính mình. Lý Thiên Mệnh đều khắc ở trong lòng. Dương Thúc, ta tuyệt đối không cho ngươi thất vọng. Làm người, liền muốn công chính thẳng tắp, không thẹn với lương tâm. Mộ Dương tặng chính là yêu tà chi binh khí, cho nên, hắn mới có thể phá lệ đề điểm. Yêu tà binh khí, hoàn toàn có thể sử dụng. Nhưng, nhất định muốn lấy người trưởng khống yêu tà, mà không phải say mê yêu tà bên trong. Này thú binh tên là, tà ma, là ta ngẫu nhiên tại Trầm Uyên chiến trường đoạt được. Ta không xác định nó là cấp 7 thú binh, khả năng mạnh hơn, bởi vì hắn thiên văn hỗn loạn, có mạnh có yếu, thậm chí có màu đen thiên văn giấu tại nội bộ. Đây là dữ tợn chi khí, sát lục chi khí, nhìn ngươi tay thiện nghệ trưởng yêu tà, không phá trong lòng đang nói. Tà ma, Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ. Hắn đem tờ giấy này, thu tại tu di giới chỉ bên trong, sau đó cực kỳ bảo quản. Kim Vũ sau cùng một mảnh lông vũ cũng ở nơi đây, hắn cũng sẽ bảo tồn, thẳng đến chính mình chết đến. Thu thập xong về sau, hắn mở ra hòm gỗ. Khi thấy trong dương, tà ma, về sau, hắn giây phút đầu tiên, có chút hỗn loạn, não tử rất khó chịu. Loại cảm giác này, có chút cùng loại, hắn lần thứ nhất nhìn đến tay trái mình lên con mắt thứ ba. Vì cái gì? Bởi vì hắn tại cái này mộc trong dương, nhìn đến chính là lít nha lít nhít con mắt màu đỏ ngòm. Chí ít trên trăm cái. Lý Thiên Mệnh não tử giống như là bị xé nứt một dạng, cả người đều mơ hồ. Trên trăm cái nhãn cầu màu đỏ ngòm, chồng chất cùng một chỗ. Mở dương thời điểm, toàn bộ chuyển tới nhìn lấy chính mình, đây là cái gì khủng bố hình ảnh. Đây chính là Mộ Dương đưa chính mình rời đi Chu Tước Quốc lễ vật. Đây là theo người trong hốc mắt hái xuống nhãn cầu đi. Ít nhất phải hơn 10 người, hơn 100 người, mới có thể tiếp cận nhiều như vậy đi. Mộ Dương đây là điên rồi. Qua một hồi lâu, Lý Thiên Mệnh não tử mới một chút thanh tỉnh điểm. Hắn dùng tay trái con mắt thứ ba coi lại một lần. Lúc này mới phát hiện, chính mình nhìn sai. Đây không phải trên trăm con nhãn cầu màu đỏ ngòm, đây là một loại xiềng xích binh khí. Một đầu sơn sợi xích màu đen,
chỉ ít có dài hơn 20 mét, so Viêm Long xiềng xích lớn lên nhiều. Cấu thành xiềng xích này là nguyên một đám màu đen vòng tròn. Nhưng cái này màu đen vòng tròn cũng không phải là mượt mà, mỗi một cái vòng tròn lên, chỉ ít đều mọc ra 7, 8 cây màu đen gai nhọn. Cái kia gai nhọn dài nhất, đoán chừng có 5cm trở lên. Một cái vòng tròn lên, thì có 7, 8 cây gai nhọn, nơi này có mấy trăm vòng tròn, xem ra, gai nhọn lít nha lít nhít. Rất khó tưởng tượng, dạng này xiềng xích, dây dưa tại trên người địch nhân, một cái lôi kéo, cũng có thể làm cho da người mở thịt bong. Trách không được, gọi là tà ma. So Viêm Long xiềng xích đáng sợ nhiều. Nhưng, đáng sợ nhất cũng không phải cái này màu đen gai nhọn. Mỗi một cái vòng tròn, trung gian đều là trống không. Cái này vòng tròn trống rỗng vị trí, có rất nhiều hắc phụ, khóa lại không ít máu tươi ở trong đó. Cái kia huyết sắc máu tươi, tại vòng tròn trung ương biến hóa, xem ra tựa như là một cái con ngươi màu đỏ ngòm. Mà vòng tròn thì giống như là mọc đầy gai nhọn hốc mắt. Cho nên xiềng xích này, xem ra cũng là mấy trăm tròng mắt màu đỏ ngòm nối liền nhau hình thành. Lần đầu tiên nhìn thấy, xác thực thực tương đương đáng sợ, thời gian dài về sau, Lý Thiên Mệnh mới tốt thụ một chút. Cấp 7 thú binh. Lý Thiên Mệnh nhìn, còn có thể càng mạnh. Ta vốn là có mê linh chi đồng, lại thêm tang hồn thất sát, đều là phi thường ảnh hưởng đối thủ thần trí năng lực. Hiện tại, lại phối hợp cái này, tà ma, nặng bao nhiêu hiệu quả điệp ra, sẽ chỉ càng đáng sợ. Đây là thú nguyên uy lực bên ngoài quấy nhiễu, lại thêm Khương Phi Linh chiến đấu phụ trợ, Lý Thiên Mệnh cảm giác, hắn ngoại trừ thú nguyên, cảnh giới bên ngoài chiêu thức, thực sự phong phú. Một đêm này, Lý Thiên Mệnh thì quen thuộc cái này tà ma. Trong bóng tối, một đầu màu đen cùng đỏ như máu giao nhau, tựa như là mấy trăm khỏa nhãn cầu sâu chuỗi binh khí, tại tùy duyên phong trên dưới bay múa. Đinh đinh đinh, vô tung xiềng xích, như là độc xà. Ba. Tùy tiện quất đánh một chút, nham thạch thì hóa thành bột mịn vỡ nát. Siêu. Tại cái này tà ma tinh vi nhất vị trí, có một cái gai nhọn. Cái này gai nhọn dài nửa thước, thô nhất địa phương, đường kính đều chỉ có 1 cm. Lại càng không cần phải nói, sắc nhọn nhất bộ phận, mảnh như cây kim. Cái này muốn là đâm vào thân thể, trong nháy mắt xuyên qua không thành vấn đề. Dùng kiếm rất lâu, lần nữa trưởng khống tà ma loại binh khí này. Lý Thiên Mệnh cảm giác thật thoải mái. Một chính một tà, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn trưởng khống tà ma. Mà tà ma, không có khả năng trưởng khống hắn. Nếu như vậy, hắn ngay ở chỗ này, ngồi đợi tam mạch đến. Hừng đông thời gian, tùy duyên phong bên ngoài, trùng trùng điệp điệp. Nãi nãi, Côn Bằng Thánh Điện cửa, đứng đấy Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ. Đến mức Khương Phi Linh. Nàng hiện tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Phụ Linh cũng sẽ không thoải mái, ngược lại có thể để cho hai người càng tới gần, cho nên, nàng rất tình nguyện tại hai loại trạng thái hoán đổi. Ngẫu nhiên, tại Lý Thiên Mệnh trên thân, hai trái tim cộng minh, đi thể hội tâm tình của hắn. Ngẫu nhiên, xuất hiện tại hắn trước mắt, để hắn có thể nhìn đến chân thực, có máu có thịt chính mình. Nàng là một cái nắm giữ để Lang Thiên Tử đều động tâm năng lực người. Trước mắt giai đoạn này, Lý Thiên Mệnh dự định trước không ở trước mặt người ngoài, bại lộ Khương Phi Linh nghịch thiên năng lực. Có lẽ, rất nhiều người đều khi nàng là phàm nhân, là mình phụ thuộc phẩm. Nhưng Lý Thiên Mệnh muốn nói, đó là những người này, căn bản không biết nàng đáng sợ. Mà lại, lực lượng của nàng có trưởng thành thuộc tính. Hiện tại bốn đại năng lực phong ấn, đều có biến mạnh khả năng. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh đồng dạng cần nàng, đến giúp đỡ chính mình chiến đấu. Tam đại mạch khí thế hung hăng mà đến, tất nhiên là muốn chiếm lấy Côn Bằng Thánh Ấn. Này bằng với, là muốn Lý Thiên Mệnh mệnh. Thiên Mệnh, ta hôm qua đi tông môn, cùng tông lão hội, Diệp Thanh tông lão, nói qua ngươi năm kiếp luân hồi chi thể. Hắn nói, hắn hôm nay sẽ đến xem. Ngươi rất dũng cảm, đem Côn Bằng Thánh Ấn trực tiếp xung hợp, đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ. Cho nên hôm nay, ngươi biết làm sao hóa giải sao? Lý Cảnh Du hỏi. Ta biết. Hướng Diệp Thanh Tông lão, chứng minh ta năm kiếp luân hồi chi thể, vậy liền an toàn. Lý Thiên Mệnh nói. Không sai, chúng ta Lý Thị Thánh tộc bây giờ còn chưa tộc nhân, có thể đi vào Tông lão hội. Diệp Thanh Tông lão, còn lại tam mạch nhất định phải nghe. Lý Cảnh Du nói. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Có loại này còn nguyện ý trợ giúp Lý Thị Thánh tộc Tông lão có thể tới chống đỡ, là hôm nay tin tức tốt nhất. Giống như Lý Cảnh Du nói.
trên thế giới này luôn có người tốt người xấu. Diệp Thanh Tông lão, hẳn là cái này người tốt. Có thể trở thành Đông Hoàng Tông Tông lão hội một viên, đây tuyệt đối là nổi tiếng nhân vật. Bất quá, Lý Thiên Mệnh tạm thời không thấy được hắn. Hắn đoán chừng, người này hẳn là nơi xa nhìn xem, không nhất định sẽ trực tiếp ra sân. Thiên Mệnh, thì cùng lần trước như thế, ngươi chỉ cần phát triển hiện thiên phú của mình là có thể. Chỉ cần chứng minh, ngươi là năm kiếp luân hồi chi thể, liền có thể bảo trụ thiếu tông chủ vị trí. Cái này tam mạch người trẻ tuổi, lợi hại đến mức có tương đương không ít. Ngươi phải tránh liều mạng với bọn họ, nếu là thụ thương nhất không có lời. Lý Cảnh Du dặn dò. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Nàng trong lòng vẫn là lo lắng. Lo lắng đối phương ra tay độc ác. Lý Thiên Mệnh đã đi cực đoan con đường, thế tất yếu giữ vững côn bằng thánh ấn, nếu không cũng là chết. Cứ như vậy, đối phương thì dễ dàng lên sát cơ. Bây giờ vừa hưởng thụ qua Lý Thần Tiêu chi mộ tạo hóa, vẫn còn có tổ tiên mộ bia không có đi xem đây. Hắn sao có thể, mất mạng ở đây. Đúng vào lúc này, Lý Thị Thánh tộc tam đại mạch người, đã trùng trùng điệp điệp mà đến. Thất Tinh Phong mạch những người khác, quả nhiên một cái đều không đến, toàn để Lý Cảnh Du bọn họ bà tôn, đối mặt cái này tam đại mạch thanh niên trai tráng. Bọn họ mỗi một mạch nhân số, đều so Thất Tinh Phong mạch người phải nhiều hơn 2 đến gấp 3, cùng nhau thì có gấp 10 lần. Đây là Lý Thị Thánh tộc vô hạn điêu linh kết quả. Cái này tam mạch, chia làm là kim mạch, hỏa mạch cùng lôi mạch. Trong đó mỗi một mạch, trên cơ bản lại phân khá hơn chút phân mạch, đều có 7-8 cái mạch chủ. Trong đó, kim mạch vì Lý Thị Thánh tộc thứ 2 tộc, hắn thủ lĩnh địa vị gần với chí tôn huyết mạch, trong tộc xưng là nhị tộc trưởng. Nhị tộc trưởng, Lý Huyền Nhất, bây giờ chính là kim mạch trưởng khống giả. Lý Thị Thánh tộc đại tộc trưởng, tự nhiên là Lý Vô Địch. Hỏa mạch là Lý Thị Thánh tộc thứ 3 tộc, hắn trưởng khống giả vì tam tộc trưởng. Lôi mạch thì là Lý Thị Thánh tộc thứ 4 tộc, hắn thủ lĩnh thì làm tứ tộc trưởng. Lý Thị Thánh tộc tứ mạch, hết thảy 4 vị tộc trưởng, 28 cái mạch chủ. Vạn năm trước, loại thân phận này, từng cái đều là nghịch thiên nhân vật. Vạn năm về sau, ngang nhau đầu hàm nhóm người này, liền một cái tiến tông lão hội đều không có. Cho tới bây giờ, kim mạch là tứ đại mạch bên trong, giữ lại hoàn chỉnh nhất một mạch. Lý Vô Địch không quản sự về sau, toàn bộ Lý Thị Thánh tộc lớn nhỏ việc vặt vãnh, kỳ thật đều từ nhị tộc trưởng Lý Huyền Nhất trưởng quản. Tại trong đám người này, quyền uy của hắn lớn nhất. Đây là một người mặc kim bào trung niên nhân, tóc của hắn đâm thành một chùm, cẩn thận tỉ mỉ. Hắn trong hai mắt, như có kim quang lập lòe, liền da thịt đều bày biện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Một đôi tròng mắt hơi hẹp dài, làm đến hắn xem ra rất có uy nghiêm. Bực này uy nghiêm, đủ để cho rất nhiều tiểu bối câm như hến. Nghe nói, Lý Huyền Nhất bây giờ cũng là Lý Thị Thánh tộc tối cường giả, đứng hàng thánh chi cảnh giới. Hắn tồn tại, chính là Lý Thị Thánh tộc sau cùng mặt mũi. Mọi người đều nói, Lý Thị Thánh tộc hiện tại cũng dựa vào hắn tại nâng lên. Nếu là không có hắn, Lý Thị Thánh tộc, sẽ chỉ càng tiêu điều. Cho nên tam tộc trưởng, tứ tộc trưởng bọn người, cơ hồ đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lần này, chính là Lý Huyền Nhất mang theo còn lại 2 tộc trưởng, trùng trùng điệp điệp mà đến. Một đám người kia, đảo mắt thì xuất hiện ở Lý Cảnh Du trước mắt. Bọn họ người đông thế mạnh, tự nhiên có ý chấn áp, muốn lấy phong mang trực tiếp hù sợ Lý Cảnh Du 3 người bọn họ. Nhưng, cho dù là Lý Khinh Ngữ, đối cái này gieo xuống mã uy, đều thờ ơ. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn, hôm nay chính là một trận thế như thủy hỏa. Tộc mẫu, người thật là lớn gan chó. Cái này mới vừa vặn đến đâu, cái kia tam tộc trưởng Lý Diễm Sinh, liền trực tiếp đối Lý Cảnh Du làm khó dễ. Người này thân cao chỉ ít có 2 mét. Mặt mũi tràn đầy hồ cha, từng sợi tóc dựng thẳng lên, lửa giận ngút trời. Một tiếng này gào thét, chấn động đến tùy duyên phong thú loại đều ngao ô một tiếng, vội vàng lẩn trốn. Trong lúc nhất thời, hơn 1000 người ánh mắt, toàn bộ rơi vào Lý Cảnh Du trên thân, không có hảo ý. Lý Cảnh Du, ba chúng ta mạch vốn định vào hôm nay tổ chức thánh tộc đại hội, xác định thiếu tông chủ vị trí thuộc về. Không nghĩ tới, ngươi lại phát rồ, làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Nói chuyện chính là tứ tộc trưởng Lý Bao Hàm Đình. Người này ngược lại là tướng mạo nhã nhặn, thật cao gầy gò, nhưng lúc nói chuyện, ánh mắt âm u, phá lệ hung lệ. Côn bằng thánh điện trước rất lớn, dung nạp cái này hơn 1000 người vấn đề không lớn.
vậy các ngươi ngược lại là nói một chút, ta làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn rồi. Đối diện với mấy cái này thanh niên trai tráng khí thế hung hung, Lý Cảnh Du sừng sững bất động. Nàng cái gì chàng diện chưa thấy qua. Chỉ thấy nàng đem Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ hộ tại sau lưng, ánh mắt hung hãn. Đối phương cũng chỉ là đe dọa, cũng không có trực tiếp để lên tới. Ngươi tùy tiện mang đến một ngoại nhân, danh xưng là Lý Vô Địch chi tử, tuyên cáo để hắn kế thừa thiếu tông chủ vị trí, cái này còn không phải ngu xuẩn. Lý Diễm Sinh trầm giọng nói. Hắn hỏa mạch mọi người, ánh mắt sáng rực, toàn bộ thiêu tại Lý Cảnh Du trên thân. Bực này áp lực, để Lý Cảnh Du vẫn có chút nhịn không được. Dù sao nàng lớn tuổi, nhiều khi, có lòng không đủ lực. Lý Vô Địch không có thân tử, hắn mắt thấy lại không được, lập thiếu tông chủ, là chúng ta Lý Thị Thánh tộc trước mắt cấp thiết nhất sự tình. Chúng ta chính đang thảo luận sàng chọn ra, một cái có thể tạo phúc chúng ta Lý Thị Thánh tộc nhân tuyển, ngươi lại một mình lập thiếu tông chủ, chẳng những ngu xuẩn, mà lại trò đùa. Tộc mẫu, ngươi căn bản không có lập thiếu tông chủ quyền lực. Rất nhiều người mồm năm miệng mười nói đến. Các ngươi thảo luận nhân tuyển, nói đùa cái gì đâu. Thiếu tông chủ vẫn luôn là chí tôn huyết mạch truyền thừa, cùng các ngươi tam mạch có quan hệ gì? Lý Cảnh Du cười nhạo nói. Tộc mẫu, lúc này không bằng trước kia, Lý Vô Địch tuyệt hậu. Sau đó Lý Thị Thánh tộc, lại không chí tôn huyết mạch, chúng ta nhất tộc, đã đến vứt bỏ thế tập chế độ, tuyển lựa người tài ba thống soái toàn tộc nguy cấp thời khắc sống còn. Đúng vào lúc này, Lý Huyền Nhất âm thanh vang lên tới. Hắn không nóng không vội, nhưng nói từng chữ, đều có khiến người ta kính úy áp lực. Thánh chi cảnh giới, quả nhiên khác biệt. Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng nhìn đến, hắn khí huyết, áp bách và khí tràng, cùng toàn trường những người khác xem ra, đều không cùng một đẳng cấp. Đây không phải phàm nhân, mà chính là thánh nhân. Siêu phàm nhập thánh, chỉ sợ sẽ là nói loại này người. Nhị tộc trưởng nói đúng, chí tôn huyết mạch đã tuyệt hậu, cũng đừng chiếm vị trí. Liền phong mạch những người khác, hôm nay cũng không tới. Chí tôn huyết mạch, chỉ còn lại Lý Vô Địch cùng Lý Khinh Ngữ. Lý Khinh Ngữ không phải đàn ông, sau đó Lý Thị Thánh tộc, vốn cũng không có chí tôn huyết mạch. Bọn họ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Bọn họ cái này đệ nhất người, đối tổ tiên huy hoàng, cũng chỉ là tin đồn. Bọn họ lại làm sao biết, đã từng chí tôn huyết mạch, tránh thức lập nên qua cái gì huy hoàng. Lý Thiên Mệnh thật đáng tiếc. Dù sao, Lý Thị Thánh tộc là cùng thiên địa chống lại nhất tộc, hiện tại chí tôn huyết mạch lại bị bước đến loại này phân thượng. Chỉ có thể cảm khái, thế sự tang thương. Tộc mẫu, đem côn bằng thánh ấn cho chúng ta đi, chúng ta tổ chức thánh tộc đại hội, để những người trẻ tuổi kia chính mình quyết đấu, người nào có thể thắng được, người đó là mới thiếu tông chủ. Về sau, côn bằng thánh ấn không lại cha truyền con nối, chỉ cần một mực truyền cho có thiên phú nhất đệ tử, chúng ta Lý Thị Thánh tộc, còn có phục hưng hy vọng. Lý Huyền Nhất ánh mắt trầm tĩnh, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là kỳ khí tràng, toàn bộ áp bách tại Lý Cảnh Du trên thân. Nói dễ nghe, người nào không biết, người nhi tử Lý Huyễn Thần là bây giờ toàn tộc có thiên phú nhất người. Còn lên làm Vũ Văn Thái Cực đệ tử. Cái này chẳng phải rõ ràng, muốn cướp côn bằng thánh ấn cho ngươi nhi tử. Tam tộc trưởng, tứ tộc trưởng, các ngươi đồng ý. Lý Cảnh Du cười lạnh nói. Có khác biệt gì ý, coi như lần này. Nhị tử ta không cạnh tranh được Lý Huyễn Thần, nhưng về sau đời đời con cháu, cũng có khả năng thành công. Tam tộc trưởng Lý Diễm Sinh nói. Đúng, lưu tại các ngươi chí tôn huyết mạch, vĩnh viễn không có khả năng. Tứ tộc trưởng Lý Bao Hàm Đình nói. Lý Cảnh Du, giao ra côn bằng thánh ấn. Nhanh điểm nhận thua đi, chí tôn huyết mạch vô hậu, Lý Vô Địch không được. Đừng đi bên ngoài tùy tiện tìm người, danh xưng là năm kiếp luân hồi chi thể lừa gạt. Bọn họ một người một câu. Hướng về Lý Cảnh Du áp bách mà đến. Bọn họ càng ngày càng tới gần, mỗi người đều trừng to mắt, khí thế hung hăng, căm tức nhìn Lý Cảnh Du. Lão nhân kia rất bất đắc dĩ, ở trước mặt mình lắc đầu thở dài. Mà những người trước mắt này, vì côn bằng thánh ấn, cũng mặc kệ Lý Cảnh Du bao nhiêu tuổi. Ai nói ta năm kiếp luân hồi chi thể là lừa gạt rồi. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lý Thị Thánh tộc các cường giả. Thất tinh phong mạch những người kia, không có nói cho các người biết, ta là thế nào đánh bại Lý Lăng Hà sao? Mọi người khẽ giật mình, dừng bước. Kỳ thật, gừng càng già càng cay. Bọn họ muốn chờ, cũng là Lý Thiên Mệnh đi ra. Sớm tại ngay từ đầu, bọn họ đều đang đánh giá cái này, lấy linh nguyên cảnh đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ 3,
16 tuổi thiếu niên Lý Thiên Mệnh. Đem hắn bước đi ra, vậy liền dễ dàng. Lý Huyền Nhất khoát tay, đi lên chèn ép người, toàn bộ dừng bước. Hắn đánh giá Lý Thiên Mệnh một đoạn thời gian, mỉm cười nói. Người trẻ tuổi, chúng ta không có thất tinh phong mạch những người kia ngu xuẩn như vậy, chúng ta cũng không tiện lừa gạt. Người có phải hay không Lý Vô Địch thân tử, có phải hay không chí tôn huyết mạch, có phải hay không năm kiếp luân hồi chi thể, chúng ta tâm lý nắm chắc. Cho nên, tuyệt đối đừng vì một chút chỗ tốt, bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, cùng chúng ta đối nghịch. Bởi vì, lấn lừa gạt kết quả của chúng ta, chẳng cần biết ngươi là ai, sẽ chết cực kỳ thảm. Lý Huyền Nhất, rất lạnh rất âm u. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh ánh mắt nói. Trên thực tế, cơ hồ tất cả mọi người, đều sẽ để hắn dùng loại giọng nói này hù sợ. Vì một chút chỗ tốt, mệnh đều không muốn, ở chỗ này tranh đoạt thiếu tông chủ vị trí. Nếu để cho cái này Lý Huyền Nhất hù sợ, hắn cũng không phải là Lý Thiên Mệnh. Nhị tộc trưởng, vậy ta liền cường điệu thông báo ngươi ba chuyện. Đệ nhất, ta là Lý Vô Địch chi tử, là chí tôn huyết mạch, không cần ngươi nghiệm chứng, ngươi biết được là được rồi. Thứ hai, ta là năm kiếp luân hồi chi thể, như có không phục, ta tiếp nhận ngươi con nối dõi khiêu chiến. Ta vừa tu hành nửa năm, bây giờ cũng là linh nguyên cảnh, các ngươi liền để ta xem một chút, các ngươi những thứ này tu hành vài chục năm phế vật, là cảnh giới gì. Thứ ba, nghe cho kỹ. Hắn cất cao giọng. Lúc này thời điểm hắn, có thể nói là dũng khí nghịch thiên. Đây là chí tôn huyết mạch kiêu ngạo. Là vô số chí tôn huyết mạch tổ tiên, đem chính mình huyết phách hội tụ tại Lý Thiên Mệnh trên người nhiệt huyết. Bất quá là chiến đấu chứng minh chính mình, cũng không phải muốn chia ra sinh tử, như vậy thì tính toán thắng bại, lại có sợ gì. Người sáng suốt đều sẽ thấy rõ. Cái kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn. Lý Cảnh Du trong miệng Diệp Thanh Tông lão, cũng là Lý Thiên Mệnh một cái cơ hội. Hắn nhất định phải bảo trụ thiếu tông chủ vị trí, khiến cái này không gây sự nữa, vui lòng phục tùng. Dạng này, hắn có thể lưu tại Lý Thị Tổ Địa tu hành. Bằng không, bọn họ mỗi ngày đến náo, để Lý Cảnh Du bà tôn, làm sao tiếp nhận. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cao giọng nói, ta đã đem côn bằng thánh ấn, hòa tan vào thân thể, cũng đã tiến vào Lý Thị Tổ Địa, bái qua tổ tiên. Như có không phục, tới bị đánh. Lời này vừa nói ra. Hơn ngàn cái tam mạch Lý Thị Thánh tộc đều trợn tròn mắt. Đây là to gan lớn mật. Liều lĩnh tính mạng, đem côn bằng thánh ấn trước cho dung hợp. Đây là đối với mình có như thế nào lòng tin. Nếu thật là một cái tùy tiện tìm đến ngoại nhân, hắn có loại này đảm lượng. Hồ nháo, Lý Huyền Nhất ánh mắt sáng rực. Nói thật, hắn không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh, chẳng những không sợ hắn chân áp, còn phản chơi một vố. Hắn càng không có nghĩ tới, hắn như thế to gan lớn mật. Người người ngoài này, thì không sợ chết, sợ chúng ta đào ra côn bằng thánh ấn sao? Lý Huyền Nhất âm u nói. Vậy ta xin hỏi nhị tộc trưởng, người bất quá là vì bản thân tư dục, muốn vì nhi tử cướp đoạt côn bằng thánh ấn thôi, người lại có chứng cứ gì, chứng minh ta không phải Lý Vô Địch chi tử? Người không thể chứng minh, nhưng ta có thể chứng minh, ta là chí tôn huyết mạch mới có thể đản sinh năm kiếp luân hồi chi thể, cùng đệ nhất tổ tiên, hoàn toàn tương tự năm kiếp luân hồi chi thể. Các ngươi chỉ cần, phái ra con của các ngươi, đánh với ta một trận là được. Lý Thiên Mệnh biết con gái của bọn hắn, so Lý Lăng Hà cường đại không ít. Nhưng là, vậy thì có cái gì cái gọi là? Chiến đấu, cũng không phải nhất định muốn phân ra thắng bại. Đối phương cảnh giới càng cao, vậy lại càng tốt. Dạng này thì càng có thể nhìn ra, linh nguyên cảnh hắn, đến cùng dựa vào cái gì cùng loại cấp bậc này đối thủ giao phong. Chỉ có năm kiếp luân hồi chi thể, một lời giải thích. Để Lý Thiên Mệnh nói đến phân thượng này, cái này tam mạch người trẻ tuổi khẳng định ngồi không yên. Cha, ta đến để hắn hiểu được, giả mạo chí tôn huyết mạch, muốn bỏ ra cái giá gì. Tại cái kia tam tộc trưởng Lý Diễm Sinh sau lưng, đi tới một cái áo đen thiếu nữ. Thiếu nữ mặc áo đen kia tuổi tác cùng Lý Khinh Ngữ tương tự, một đôi mắt 10 phần nóng bỏng, tính khí cũng rất hỏa bạo, mặt mũi tràn đầy đều là kiêu căng chi sắc. Lý Thiên Mệnh nhận ra nàng. Hắn kỳ thật không phải không có chút nào chuẩn bị ngay ở chỗ này gượng chống, tối hôm qua hắn đã theo Lý Khinh Ngữ bên kia, đối tam mạch thiên tài thiếu niên thiếu nữ, đều có sự hiểu biết nhất định. Người này tên là Lý Xí Linh. Nàng và Lý Khinh Ngữ cùng tuổi, lại đều là ba kiếp luân hồi, đều là quy nhất cảnh giới tầng thứ tư. Lý Thị Thánh tộc 18 tuổi trở xuống thiếu nữ, trên một số hai người bọn họ lợi hại nhất.
Từ nhỏ đến lớn, các nàng đánh qua vô số lần, lẫn nhau có thắng bại. Cái này đủ để chứng minh, cái này Lý Xí Linh chỉ ít so Lý Lăng Hà phải cường đại hơn rất nhiều. Nàng loại thiên tài này, tại toàn bộ Đông Hoàng Tông không tính là gì, đi đến Chu Tước Quốc, cái kia chính là vạn năm đều chưa từng có thiên tài khoáng thế, Chu Tước Quốc chí bảo. Lý Khinh Ngữ rất chán ghét cái này Lý Xí Linh. Bởi vì, nàng luôn luôn lấy mẫu thân sự tình, đến nhục nhã Lý Khinh Ngữ. Nàng vô số lần, khoe khoang cha mẹ của nàng tốt, mỉa mai Lý Khinh Ngữ phụ mẫu vô năng. Loại kia kiêu ngạo cùng đắc ý, cơ hồ bao phủ Lý Khinh Ngữ toàn bộ tuổi thơ. Lý Khinh Ngữ không có nói quá nhiều, nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn đến đối diện cái này vinh vang đắc ý thiếu nữ Lý Xí Linh, là hắn có thể đã nhìn ra. Đến. Đây cũng là Lý Thiên Mệnh đáp lại. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Hắn đứng ở đồi núi bên trong. Tại trước mắt hắn, là một cái tính khí nóng nảy thiếu nữ. Một trận chiến này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, sẽ không quá lâu. Bởi vì, Khương Phi Linh ở tại trên thân đây. Tặc tử, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Không đúng, ngươi dám làm bẩn chúng ta Lý Thị Thánh tộc tổ tiên huyết phách, kết cục của ngươi, chỉ có chết. Lý Xí Linh triệu hoán đến cộng sinh thú, trực tiếp xuất thủ. Lý Thị Thánh tộc ba kiếp luân hồi thiên tài thiếu nữ, hắn cộng sinh thú chỉ ít đều là trung phẩm bát giai cộng sinh thú. Lý Xí Linh, đến từ Lý Thị Thánh tộc hỏa mạch. Hỏa mạch, có thể nói là tứ mạch bất khả tư nghị nhất một mạch. Bởi vì hỏa mạch cộng sinh thú, có thủy hỏa song trọng thuộc tính, mà thủy hỏa vốn là khó chứa. Lý Thị Thánh tộc tổ tiên, có thể đem thủy hỏa lực lượng, sáng tạo công pháp dung hội tại một cái linh nguyên bên trong, thật sự là kỳ tích. Đương nhiên, làm cho thủy hỏa lẫn nhau chuyển hóa, đó là càng lớn kỳ tích. Song chủng loại song thuộc tính, là Lý Thị Thánh tộc đã từng xưng bá Đông Hoàng cảnh tư bản. Có thể sáng tạo ra nghịch thiên như vậy cải mệnh công pháp, chỉ có thể nói các vị tổ tiên thực sự vĩ đại. Bây giờ những thứ này hậu bối, bất quá là tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Ông! Trên bầu trời! Chạy như bay tới một đầu hỏa hồng sắc đại bằng điểu. Cái kia bằng điểu xích viêm thiêu đốt, hai cánh triển khai như là hai mảnh mây lửa. Đông Hoàng Tông địa vực bao la, cộng sinh thú lưu lại tại cộng sinh không gian bên trong thời gian ngược lại thiếu, bên ngoài thời gian nhiều. Đây là cùng diễm đô khác biệt lớn nhất, diễm đô đường đi dày đặc, thậm chí cấm đoán cộng sinh thú ra đường. Đúng vào lúc này, cái kia có thể so với Mặc Kỳ Lân phẩm giai, xích viêm thương hải côn bằng, từ trên trời giáng xuống. Chạy nhanh đến. Ở tại hỏa diễm lăn lộn bên trong, Lý Xí Linh ánh mắt lạnh lẽo, biểu lộ kiêu căng. Nàng trong hai tay, đều chính là đỉnh cấp cấp 6 thú binh. Tay phải một cây đại đao, hung tàn cương mãnh, đây là xích viêm chảm đao. Chuyên môn chém giết to lớn cộng sinh thú. Tay trái thì tay cầm một chương màu xanh lam thuẫn bài, cái kia trên tấm chắn sóng nước dập dờn, giống như có một mảnh hồ nước giấu ở phía trên. Đây là 9 tầng thủy thuẫn. Một đao nhất thuẫn, thiếu nữ này ngược lại là cực kỳ cương mãnh, cùng hắn phụ thân Lý Diễm Sinh không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh, nhận lấy cái chết. Nói thật, nàng thế nhưng là chạy giết người đến, chỉ có Lý Thiên Mệnh chết, tổ tiên huyết phách côn bằng thánh ấn mới có thể đi ra ngoài. Bọn họ tam mạch mới có cơ hội. Chiến đấu không có mắt, coi như giết người, cũng có thể nói mình không phải cố ý. Một người nhất bằng chim còn chưa tới, trước mắt liệt diễm liền đã đốt cháy đến mắt tới trước. Ở trước mặt ta đùa hỏa. Tiểu hoàng gà cười. Hô! Nó khủng bố thần thông luyện ngục thuẫn giáp, cùng ngụm nước giống như, đập vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Lý Thiên Mệnh toàn thân lông vũ chiến giáp, như là chiến thần hàng lâm. Bên cạnh, thì là hỏa diễm chiến gà. Muốn để Miêu Miêu xuất chiến sao? Tiểu hoàng gà hỏi. Để nó lại ngủ một hồi. Lý Thiên Mệnh ngắm nhìn làm lại Lý Xí Linh, ánh mắt nóng rực. Triển lãm năm kiếp luân hồi chi thể thiên phú. Kỳ thật, chủ yếu cũng là những người này, đều không thấy tận mắt năm kiếp luân hồi chi thể, cho nên sinh ra thần hóa. Liền xem như năm kiếp luân hồi chi thể, cũng không có khả năng vượt qua nhiều như vậy trọng cảnh giới. Lý Thiên Mệnh ưu thế, ở chỗ linh nguyên to lớn, thú nguyên dồi dào, ở chỗ song sinh ngự thú sư, ở chỗ cường hãn nhục thân, ở chỗ hắn giản hóa thiên ý chiến quyết cùng mê linh chi đồng, càng ở chỗ Khương Phi Linh. Nhiều như vậy nặng tay đoạn điệp ra, mới khiến cho hắn có tư cách đối chiến Lý Xí Linh. Mà không phải năm kiếp luân hồi chi thể. Đây chẳng qua là một loại tu luyện thiên phú. Nhưng, dù sao bọn họ nghe Lý Thần Tiêu truyền kỳ lớn lên,
đã sớm đem năm kiếp luân hồi chi thể thần hóa, cái kia Lý Thiên Mệnh, vừa vặn sử dụng. Dạng này, vừa vặn che giấu chính mình còn lại thiên phú nghịch thiên. Hướng. Đúng vào lúc này, bọn họ xuất thủ. Ầm ầm. Cái kia xích viêm thương hải côn bằng, ở trên trời liệt hỏa thiêu đốt, trong khi vỗ cánh thời điểm, vô số hỏa diễm cầu như là sao băng một dạng, từ trên trời giáng xuống. Đây là linh nguyên thần thông xích diễm lưu tinh. Rầm rầm rầm. Vô số xích diễm lưu tinh, đánh tới hướng Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà. Nhưng là bọn họ, đón thần thông như vậy, trùng thượng vân tiêu. Ầm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đâm vào một khỏa hỏa diễm cầu phía trên. Sau đó, hắn luyện ngục thuẫn giáp, trực tiếp đem hỏa diễm cầu đụng nát. Làm sao có thể? Lý Xí Linh trợn mắt hốc mồm, nàng ngay tại cái kia xích viêm thương hải côn bằng bên người. Xích viêm khí tràng. Nàng và cộng sinh thú, đã hợp thành một cái song cực lĩnh vực bên trong, lẫn nhau ở giữa lực lượng cấp tốc vận chuyển. Một cái tám cái khí nguyên, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, hội tụ tại bọn họ trong công kích. Đây là quy nhất khí tràng chỗ cường đại, bọn họ có thể sử dụng thiên địa lực lượng. Mà lại, trả lại một hơi tràng phạm vi bên trong, ngự thú sư cùng cộng sinh thú phối hợp càng tốt hơn. Cộng sinh thú lấy cường hãn nhục thân cùng thần thông chiến đấu, mà ngự thú sư thì lại lấy binh khí cùng chiến quyết chiến đấu. Hỗ trợ lẫn nhau. Rầm rầm rầm. Một cái hoàn chỉnh xích viêm khí tràng bên trong, xích viêm thương hải côn bằng giết tại phía trước nhất. Lý Thiên Mệnh tạm thời không có quy nhất khí tràng, làm không được bọn họ loại này phối hợp. Nhưng là, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đây đều là hư ảo. Oanh! Tiểu hoàng gà lấp lóe thượng thiên, cái kia bóng người biến hóa thực sự quá nhanh. Hô! Thần thông luyện ngục hỏa, bay vút lên trời đến, đem dọc theo đường xích diễm lưu tinh toàn bộ xé rách. Hô! Đồng thời gian, cái kia xích viêm thương hải côn bằng, vậy mà biến thành một con cá lớn. Cá lớn như thế nào bay trên trời? Đó là bởi vì, cái này cá lớn to lớn với cá, lấy tốc độ khủng khiếp chấn động, để hắn ở trên trời ngắn ngủi chạy như bay. Ầm ầm, hóa thành cá lớn trong nháy mắt, vô số dòng nước lũ hóa thành gai băng, đâm vào tiểu hoàng gà luyện ngục hỏa phía trên. Nhưng, nước thì có thể ngăn cản luyện ngục hỏa. Xì 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 xì, liền cái kia dòng nước lũ đều hóa thành hơi nước. Tránh ra, Lý Xí Linh lần nữa kinh hãi. Nàng và cộng sinh thú giờ phút này bị một đạo luyện ngục hỏa, triệt để tách ra, một trái một phải. Khoảng cách kéo ra về sau, quy nhất khí chẳng hiệu quả, liền sẽ hạ thấp rất thấp trình độ. Bọn họ ngược lại là nghĩ muốn hội tụ. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh biết, đây chính là đối phó quy nhất cảnh biện pháp, sao có thể để bọn hắn lại tụ hợp. Lên, tại ngàn người đờ đẫn trong ánh mắt, nguyên một đám chỉ là linh nguyên cảnh ra hỏa, vậy mà bước lui quy nhất cảnh tầng thứ tư Lý Xí Linh. Bọn họ vậy mà không biết, Lý Thiên Mệnh so với năm ngày trước, lại tiến bộ một trọng cảnh giới, đến linh nguyên cảnh viên mãn. Không có Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh khả năng đánh không lại, nhưng là nếu như mà có, vậy là tốt rồi chơi. Lúc này, Lý Xí Linh chính là muốn lần nữa cùng xích viêm thương hải côn bằng tụ hợp. Đúng vào lúc này, nàng phanh đến một tiếng, đụng tại không khí phía trên. Cái mũi đều đụng sai lệch. Nàng quả thực mộng, trước mắt không có cái gì. Nàng làm sao có thể đâm đến choáng váng? Nàng lại làm sao biết, đó là Khương Phi Linh lớn nhất năng lực mới không gian tường. Nói thật, không chỉ là nàng không hiểu, liền Lý Huyền Nhất đều nhìn không hiểu, không gian lực lượng siêu thoát trần thế, không thể tưởng tượng. Cái này khiến Lý Xí Linh đều nhanh mộng. Cái này va chạm, để cho nàng cùng cộng sinh thú bị triệt để tách ra. Muốn chết, nàng tay cầm đao thuẫn, đằng không mà lên. Đến. Cùng ngươi kê ra so tài một chút chiến quyết. Nhưng không ngờ cái này về sau, một con gà con ngăn cản ở trước mặt nàng, nói ra những lời này tới. Lý Xí Linh đều nhanh muốn cười phun ra. Trước mắt cái này một đầu tiểu cộng sinh thú, trong mắt chỉ có 7 cái điểm sao, xem xét cũng là tạp mao. Đây là thái hư côn bằng. Nàng không nói hai lời, thi triển quy nhất chiến quyết, một đao bổ chém đi tới. Quá chậm, sơ hở quá nhiều, quá ngu. Tiểu hoàng gà khinh bỉ ba câu nói. Sau đó, đáng sợ sự tình phát sinh, nó lấy hai cánh làm kiếm, lấy chân gà vì thân pháp, cước pháp, thi triển thiên địa nhân tam sát kiếm. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Nhân sát kiếm, hồn thệ. Địa sát kiếm, mạch động. Địa sát kiếm, chấn ngục. Liên tục 4 kiếm, làm cho Lý Xí Linh chỉ có thể dùng 9 tầng thủy thuẫn hết sức ngăn trở,
nàng quy nhất chiến quyết huyền ảo, hoàn toàn bị chấn áp xuống. Một kiếm kia chấn ngục, trực tiếp chấn động đến nàng, bay ngược 30 mét. Điều đó không có khả năng, điên rồi đi. Lý Xí Linh sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, trên người của nàng, thậm chí bị giết ra mấy đạo kiếm ngân, máu me đầm đìa a. Soạt. Cái tràng diện này, đưa tới tất cả mọi người ồn ào. Lý thị thánh tộc người, cơ bản đều được chứng kiến cộng sinh thú khủng bố nhục thân cùng linh nguyên thần thông. Nhưng là, làm dần dần bị nhược hóa, không phát huy được tác dụng thú pháp, thì bị dần dần quên. Cộng sinh thú trí tuệ có hạn, rất khó lĩnh hội càng cao cấp bậc thiên ý chiến quyết, sau đó chiến đấu lấy nhục thân cùng thần thông làm chủ. Cho nên, làm một cái linh nguyên cảnh con gà con cộng sinh thú, thi triển giản hóa thiên ý chiến quyết, làm cho quy nhất cảnh tầng thứ tư ngự thú sư chỉ có thể bại lui, cái này là bực nào kỳ tích. Đây không phải gà, đây là người a. Quy nhất cảnh đỉnh phong cộng sinh thú, đều khó có khả năng thi triển ra dạng này huyền ảo kiếm quyết. Đây là một loại kỳ tích. Một khắc này, tiểu hoàng gà lẳng lơ toàn trường. Nhưng là rất nhanh, hắn danh tiếng, liền để Lý Thiên Mệnh toàn bộ đắp đi qua. Phá vỡ quy nhất khí tràng, tiểu hoàng gà lấy chiến quyết bước lui Lý Xí Linh. Mà Lý Thiên Mệnh, sợ là đem mình làm cộng sinh thú, vậy mà cùng cộng sinh thú sáp lá cả. Bọn họ định vị, triệt để sai chỗ. Thì, Lý Thiên Mệnh là tỏa kỵ giống như. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, đuổi kịp cái kia xích viêm thương hải côn bằng. Hắn có luyện ngục thuẫn giáp hộ thể, lại thêm huyết nhục hỏa thuộc tính miễn dịch, hắn cơ bản không quá sợ cái này xích viêm thương hải côn bằng hỏa thuộc tính thần thông phụ gia thương tổn. Chỉ cần đứng vững thú nguyên cuồng bạo trùng kích lực cùng đối phương huyết nhục lực lượng. Tam dương trọng quyền quyền thứ ba, đánh cho xích viêm thương hải côn bằng triệt để phủ. Vì cái gì người này không sợ lửa? Đang tức giận ở giữa, nó lần nữa trong nháy mắt chuyển hóa làm côn trạng thái. Cái kia màu đỏ cá lớn hướng về dưới đáy Giang Hà rơi xuống, một khi đến Giang Hà, cái kia chính là nó chiến trường. Muốn đi. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh thi triển thiên chi dực, một lần vỗ cánh, tốc độ nhanh như bão táp. Xích phiêm thương hải côn bằng bỗng nhiên đụng tại không khí phía trên. Lại là lấp kín không gian tường. Cái này va chạm, trực tiếp đem Khương Phi Linh không gian tường đụng nát. Nó tuy nhiên không bị thương tổn. Nhưng là đâm đến choáng váng a. Ngay tại cái này đột nhiên, Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại nó trước mắt. Mê Linh Chi Đồng. Lòng bàn tay trái, một con mắt nháy một cái. Ô ô, cái này cự thú phát ra phấn khởi thanh âm, đại khái là độc thân quá lâu, một chút liền chúng phải Lý Thiên Mệnh sắc dụ chi thuật. Cộng sinh thú có giới tính, có thể hắc hắc phù vù, nhưng là tuyệt đối sẽ không sinh đẻ. Đây là bọn họ cùng hung thú khác nhau. Mà lại, bọn họ cũng có hắc hắc phù vù khát vọng, đây là Lý Thiên Mệnh mê linh chi đồng có thể có hiệu lực nguyên nhân. Sau một khắc, tà ma xuất thế. Lý Thiên Mệnh hôm nay chính là muốn thử một chút, cái này cấp 7 thú binh, đến cùng có uy lực gì? Đinh! Bỗng nhiên ở giữa, một chuỗi mấy trăm con ánh mắt đỏ như máu xuất hiện, mỗi cái ánh mắt đều dài hơn đầy màu đen gai nhọn. Đó là cái gì tà ác binh khí? Đối tâm thần trùng kích lực quá mạnh. Mà lại! Hắn vì cái gì có thể tự mình bay trên trời? Cái này đoán chừng cũng là năm kiếp luân hồi chi thể bản sự. Bao quát không gian tường, bao quát thiên chi dực. Cho nên không có thể hiểu được, bọn họ chỉ có thể phân loại làm năm kiếp luân hồi chi thể. Dù sao, thiên chi dực ẩn hình, căn bản nhìn không thấy. Cho dù là Lý Thị Thánh Tộc, rất nhiều người đều đang thán phục cái này mộ dương tặng tà ma. Siêu! Tà ma tại Mê Linh Chi Đồng có hiệu lực thời điểm. Thì bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, tang hồn thất sát, liên tục 3 lần quất đánh vào cái kia xích viêm thương hải côn bằng trên thân. Mỗi một lần, đều là phá vỡ thịt bong. Lực sát thương, thực sự quá mạnh. Đây quả thực là chân chính sát lục binh khí. Vù vù, tà ma có dài 20, 30 mét, đủ để cho Lý Thiên Mệnh công kích càng lớn cộng sinh thú. Lần này, cái kia một chuỗi ánh mắt đỏ như máu. Trực tiếp quấn quanh ở màu đen cá lớn trên thân. Phốc phốc, vô số gai nhọn, đâm vào huyết nhục bên trong. Tất cả tròng mắt màu đỏ ngòm, đều đang ngó chừng cái kia xích viêm thương hải côn bằng ánh mắt. Cái kia cá lớn bị đau kêu thảm. Nhưng là càng đáng sợ chính là, tà ma mang tới hoảng sợ. Vô số hắc khí, theo xé rách huyết nhục bên trong, hướng về thân thể của nó lan tràn. Ầm ầm, cái kia xích viêm thương hải côn bằng, hóa thành đại côn. Xông vào Giang Hà bên trong,
tóe lên không ít dòng máu. Nó như bị điên, lấy thân thể khổng lồ lực lượng, lôi kéo Lý Thiên Mệnh vào giang hà bên trong. Xì 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 xì. Luyện ngục thuẫn giáp thiêu tại nước sông phía trên, nhấc lên đầy trời hơi nước. Lý Thiên Mệnh giống như là một cái câu cá người, bị đại côn kém chút kéo vào giang hà bên trong. Cút ra đây cho ta. Ngay một khắc này, hắn đột nhiên dùng lực, cái kia huyết ma kéo căng. Ông một tiếng, lấy Lý Thiên Mệnh làm cơ sở điểm, cái kia đại côn vọt ra khỏi mặt nước. Hắn thân thể to lớn, bị Lý Thiên Mệnh trên không trung ném một vòng, hung hăng đập xuống đất. Ầm. Trong lúc nhất thời, mặt đất đã nứt ra lít nha lít nhít hình lưới đường vân. Đường kính 30 mét trở lên. Sau đó, máu tươi khắp nơi trên đất. Xích Viêm Thương Hải côn bằng, thảm bại. Ngã trên mặt đất, hấp hối. Câu được một con cá lớn. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện tại Lý Thị Thánh tộc Tam Mạch Cường giả trước mắt. Hắn thì nở nụ cười. Sau đó Thiên Chi Dực chấn động, cái này hóa thành vô hình Thiên Chi Dực, rất khó nhìn rõ ràng. Ẩn hóa phụ linh, kỳ thật cũng trên cơ bản không phân biệt được. Lý Thiên Mệnh ẩn nấp cho kỹ Khương Phi Linh. Sau một khắc, hắn lại xông về Huỳnh Hỏa. Huỳnh Hỏa không có phụ linh, thực lực đương nhiên kém một chút, dù sao nó vẫn còn so sánh Lý Thiên Mệnh thiếu một cái hỗn độn lôi nguyên. Nhưng, nó từ đầu đến cuối, dựa vào thiên địa nhân tam sát kiếm cùng thần thông, cùng Lý Xí Linh giết đến khó phân thắng bại. Cái này khiến Lý Xí Linh chỉ có thể lo lắng xuông. Đúng vào lúc này, một đầu huyết sắc xiềng xích từ trên trời giáng xuống rơi. Lý Xí Linh đột nhiên quay đầu, lấy 9 tầng thủy thuẫn ngăn trở. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ đến, cái kia xiềng xích quẹo cua. Phốc phốc, nói lái xiềng xích, hắn tinh vi nhất là có thể so với cây kim một dạng bén nhọn gai nhọn, trong nháy mắt đâm xuyên qua bắp đùi của nàng. A, à, Lý Xí Linh phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Cho đến lúc này, nàng mới nhìn đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên tóc trắng kia tóc dài trong gió bay múa. Năm kiếp luân hồi chi thể. Lý Xí Linh sợ hãi. Nàng nhìn thấy trận chiến đấu này hết thảy. Để cho nàng như thế thần phục. Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cái kia giữ tợn thú chảo, bóp ở trên cổ của nàng. Huyết sắc móng vuốt, cơ hồ xé rách huyết nhục. Một khắc này, Lý Xí Linh cảm nhận được sợ hãi tử vong. Nhận thua sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhận thua, ta nhận thua. Nàng sợ hãi, đầu gật cùng gà con mổ thóc giống như. Tính ngươi thức thời, về sau lại dám khi dễ khẽ nói, ta đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ. Ta nói lời giữ lời, ngươi có thể thử một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng không dám nữa. Lý Xí Linh chảy xuống khuất nhục nước mắt. Kết thúc. Lý Thiên Mệnh quất ra tà ma thời điểm, cô nương này run run rẩy rẩy té ngồi trên mặt đất, đã sắc mặt trắng bệch. Bò lại đi, Lý Thiên Mệnh quát lớn. Là, cái này đàng hoàng. Lý Xí Linh liền bò mang lăn, hướng về phụ thân nàng Lý Diễm Sinh bên kia mà đi. Thời khắc này tam tộc trưởng Lý Diễm Sinh, đã hai mắt hỏa diễm cuồng phún, nếu không có Lý Huyền Nhất ngăn đón, hắn đều muốn tới giết người. Thế nào, bị ta quang minh chính đại đánh bại, tam tộc trưởng ngươi còn không phục. Ngươi nếu là không phục, để ngươi còn lại con gái tới một cái, ta đánh một cái. Lý Thiên Mệnh nói, hắn đương nhiên biết, Lý Diễm Sinh thiên phú tốt nhất con gái, cũng là Lý Xí Linh. Cho nên, Lý Diễm Sinh dù là phẫn nộ, lúc này thời điểm á khẩu không trả lời được. Quy nhất cảnh tầng thứ tư, cứ như vậy chiến bại bởi Linh Nguyên cảnh. Đáng sợ nhất là, một đầu cộng sinh thú, đang thi triển giản hóa thiên ý chiến quyết. Vài ngày trước, tiểu hoàng gà thi triển đến không nhiều. Hôm nay... Nó cơ hồ đem một bộ hoàn chỉnh thiên địa nhân tam sát kiếm sử dụng ra. Lý Thị Thánh tộc tam mạch người, ngoại trừ trợn mắt hốc mồm, bọn họ còn có thể làm cái gì? Cái này là công bằng luận bàn, công chính đánh tan. Không có chút nào không phục có thể nói. Đến mức Lý Diễm Sinh, há mồm trợn mắt, một câu nói không nên lời. Lần trước đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ ba, bọn họ còn có thể chuyện phiếm một chút, nói cái này cũng không thể chứng minh đây là năm kiếp luân hồi chi thể. Hiện tại thế nào? Cộng sinh thú thi triển giản hóa thiên ý chiến quyết. Đánh tan quy nhất cảnh tầng thứ tư ba kiếp luân hồi thiên tài, còn có thể giải thích thế nào? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua, Lý Khinh Ngữ đối với hắn cười. Xem ra cô nương này, là triệt để tán thành chính mình. Không sai, Lý Thiên Mệnh cho nàng thở một hơi. Đến ở bên cạnh Lý Cảnh Du, nàng giống như những người khác trợn mắt hốc mồm.
bất quá sau đó, thì là thoải mái đến cực hạn cười to. Thấy không, đây là ta đại tôn tử, Châu, các ngươi thấy rõ ràng không, có phục hay không? Lý Cảnh Du thật là thoải mái, rất lâu không có ở đám người này trước mặt, tâm tình sảng khoái như vậy. Ta không phục. Đúng vào lúc này, toát ra một cái thiếu niên áo tím. Cái này thiếu niên liền tóc dài đều có chút khuynh hướng màu tím, trong đôi mắt lôi đình lập lòe, há miệng ra, trong miệng có điện xà phun trào. Lý Thiên Mệnh thông qua Lý Khinh Ngữ, nhẹ nhõm liền có thể suy đoán thân phận của người này. Lôi mạch tứ tộc trưởng Lý Uẩn Đình chi tử, Lý Kham Lôi. Người này so Lý Xí Linh lớn hơn một tuổi, tuy nhiên đồng dạng là ba kiếp luân hồi quy nhất cảnh tầng thứ tư. Nhưng là, hắn so Lý Xí Linh nhiều tu luyện một năm, trước mắt tiếp cận đột phá tới quy nhất cảnh tầng thứ năm. Dù sao, đám con nít này từ nhỏ đến lớn, cũng không thiếu khi dễ qua Lý Khinh Ngữ. Nhất là cái này Lý Kham Lôi, hắn so Lý Khinh Ngữ lớn hơn một tuổi. Ỷ vào cái này một tuổi thực lực ưu thế, phụng trộm xô đẩy, nhục mạ rất bình thường. Nói thật, Lý Thị Thánh tộc không có hoàn thành dạng này, chí tôn huyết mạch cùng Lý Vô Địch đã sớm để rất nhiều tộc nhân khó chịu. Bọn họ cả đời này, bọn họ thụ phụ mẫu mưa dầm thấm đất lớn lên, đã sớm đối chí tôn huyết mạch không có kính sợ. Lý Khinh Ngữ không người bảo vệ, Lý Cảnh Du lại không chú ý được tới. Đám người bọn họ cô lập nàng, ghen ghét nàng, cũng không kỳ quái. Dù sao, bọn họ trưởng bối cũng không quản giáo, không ngăn cản. Nói thật, bọn nhỏ đều là học bắt trước đại nhân lớn lên, nhưng Lý Huyền Nhất bọn họ tại Lý Vô Địch gặp nạn về sau, liền bắt đầu ngấp nghé chí tôn huyết mạch hết thảy. Con của bọn hắn, từ nhỏ cũng sẽ có những thứ này tâm tư. Tại Đông Hoàng Tông tu luyện, Lý Kham Lôi, Lý Xí Linh bọn họ, liền không có thiếu để Lý Khinh Ngữ khó chịu. Nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, ai lại trợ giúp Lý Vô Địch chi nữ? Ghét bỏ, đều còn đến không kịp. Lý Thiên Mệnh đêm qua nghe nàng nói đến hời hợt. Hôm nay xem xét, những thứ này vênh vang đắc ý thẳng nhãi con, cả đám đều đến đánh một trận. Cho nên, làm Lý Kham Lôi lúc này thời điểm ngoi đầu lên đi tới, còn muốn khiêu khích Lý Thiên Mệnh thời điểm, Lý Thiên Mệnh trực tiếp chỉ một ngón tay, nói. Thì ngươi, lăn xuống đến, hôm nay, ta đánh trước rơi ngươi cái này một miệng hàm răng. Ánh mắt của hắn quá hung hãn. Đó là đem người lăng chỉ qua ánh mắt. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, tinh thần của hắn ý chí, đã vượt ra khỏi ở độ tuổi này. Có lúc, ánh mắt của hắn, tựa như là tử thần. Đến mức Lý Kham Lôi ngơ ngác một chút. Hắn cảm thấy mình bị dọa. Sau đó thẹn quá hóa giận. Lý Thiên Mệnh, giao ra côn bằng thánh ấn. Làm sao giao? Duy chỉ có một con đường chết. Lăn tới. Hắn tóc trắng như ma, thu hồi tà ma. Trong tay biến đổi đổi, đại lôi diệt kiếm xuất hiện tại trong tay. Nếu bàn về chiến đấu thủ đoạn, Lý Thiên Mệnh nhiều đến để hắn run rẩy. Huỳnh Hỏa, người trở về, hôm nay, thử một lần Miêu Miêu Tân Thần Thông. Được rồi, ta đi làm hộ hoa sứ giả đi. Tiểu hoàng gà chớp lấy cánh nhỏ, nghênh ngang rơi vào Lý Khinh Ngữ trên bờ vai. Cô nàng, người gà đại ca có đẹp trai hay không? Tiểu hoàng gà đắc ý nói. Gà đại ca thật là đẹp trai. Lý Khinh Ngữ cười, hốc mắt có chút đỏ lên. Nhưng ta ca đẹp trai hơn, nàng bổ sung một câu. Ta đã nhìn ra, người cùng Linh Nhi đều là mắt bị mù a, vậy mà không nhìn mặt của ta mặt cùng khắc sâu nội hàm. Tiểu hoàng gà, đau lòng nhức óc. Mà trên chiến trường, Lý Thiên Mệnh tại mọi người nhìn kỹ giữa, móc ra một cái. Mèo. Cái kia tiểu mèo đen, đổi tư thế, trong tay hắn nằm ngáy o o. Lại là một cái manh vật. Năm ngày trước chiến đấu, cái này tiểu mèo đen cũng còn không có xuất hiện. Cho nên, vậy mà không có người biết, Lý Thiên Mệnh là song sinh ngự thú sư. Bất quá không quan hệ, bọn họ hiện tại biết. Nhưng, rõ ràng cũng là song sinh ngự thú sư, lại làm cho hai cái cộng sinh thú, phân biệt xuất chiến, đây là ý gì? Không hề nghi ngờ, đây là miệt thị. Cái này Lý Thiên Mệnh, cũng dám miệt thị như vậy chính mình. Lý Kham Lôi nổi giận. Hắn cũng mặc kệ đây là nơi nào tới năm kiếp luân hồi chi thể. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có một việc, cái kia chính là, giết. Trở về, thiên lôi quý thủy côn bằng. Ầm ầm. Trên bầu trời, một đóa hội tụ tia chớp mây đen đánh thẳng tới. Làm mây đen nổ tung thời điểm, một đầu lôi điện bằng điểu, xuất hiện tại thương thiên phía trên. Có điểm giống là vệ kình kình thiên tử điện bằng. Không có kình thiên tử điện bằng lớn như vậy, dù sao chỉ là ấu thể. Nhưng là cái kia thần uy,
cái kia bế nghệ khí chàng, lại so Kình Thiên Tử Điện bằng muốn cường hãn rất nhiều. Cái này, đồng dạng là bát giai trung phẩm cộng sinh thú. Bằng, thì làm thiên lôi. Côn, thì làm quý thủy. Bây giờ chính là bằng điều trạng thái. Cái kia Lý Kham Lôi, tay nắm một thanh lôi đình đao nhọn, trên đó khảm nạm lấy 9 cái bảo thạch, mỗi cái bảo thạch phía trên, lôi đình mãnh liệt. Xì 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 xì. Ngàn vạn tia chớp, hội tụ tại cái này cửu lôi điện trong đao. Thiên lôi khí chàng. Tại cái này quy nhất khí chàng phía dưới, Lý Kham Lôi cùng thiên lôi quý thủy côn bằng hội tụ cùng một chỗ. Hắn bây giờ trở thành đại bằng kỵ sĩ, lao vụt đánh tới. Nhưng Lý Thiên Mệnh trong tay, cái kia tiểu mèo đen còn tại nằm ngáy o o đây. Rời giường, Lý Thiên Mệnh nói. Không muốn mèo, chính người đánh, ta mệt mỏi mèo. Tiểu mèo đen mơ hồ nói. Liên tục tu luyện vài ngày, nó xác thực mệt mỏi. Nhưng, một trận chiến này, nó chạy không được. Lý Thiên Mệnh giữ tợn cười một tiếng. Sau đó, đưa tay trái ra thú chảo, tại tiểu mèo đen trứng phía trên, nhẹ nhàng bắn ra. Mèo. Một khắc này, tiểu mèo đen nổi giận. Lý Thiên Mệnh, ta chà chà. Người cùng mèo ở giữa tín nhiệm, lại cũng mất. Nhưng là, đáng thương tiểu mèo đen, không dám đánh Lý Thiên Mệnh a, bởi vì đánh không lại. Nó rời giường khí cùng đạn trứng khí, hội tụ vào một chỗ. Làm nó nhìn đến cái kia thiên lôi quý thủy côn bằng trong nháy mắt, con người màu xanh lam, đã dựng thẳng thành một cái khe. Mèo. Một khắc này, nó điên rồi. Một khắc này, trên bầu trời, vô số mây đen hội tụ, tia chớp sấm sét. Giống. Tiếp theo trong nháy mắt, thanh âm của nó biến lớn. Tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, cái kia nguyên bản lớn chừng bàn tay tiểu mèo đen, hắn toàn thân bao phủ ma khí ngập trời. Đùng đùng sao không dứt. Cái kia chói tai cốt cách tăng trưởng thanh âm, ở bên tai vang vọng. Ca 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 ca. Ma khí mãnh liệt ngập trời, vô số tia chớp màu đen lôi đình, trống rỗng xuất hiện. Một cái cự đại quả cầu sét, càng lúc càng lớn. Tại cái kia ma khí cùng màu đen lôi đình hỗn tạp trung gian, có thể nhìn đến một đầu màu đen cự thú, theo phủ phục bên trong bò lên. Trong bóng tối, một cái tròng mắt màu đỏ ngòm, thoạt nhìn như là Lý Thiên Mệnh mê linh chi đồng phóng đại bản. Cũng không tiếp tục là như bảo thạch màu xanh lam. Liền cái kia phấn nộn móng vuốt nhỏ cùng hàm răng nhỏ, lúc này thời điểm, biến thành đỏ như máu thú chảo, mỗi một cây thú chảo, đều giống như sắc bén dao găm. Nhất là cái kia một đôi răng nanh, giống như là bốn thanh kiếm. Cẩn trọng lông bờm, mỗi một cây, đều là vô số lôi đình hội tụ mà thành. Đó là một đầu ma khí ngập trời, tia chớp quấn quanh cự thú. Nó giống như là sư hổ báo tụ hợp thể. Nó nắm giữ hùng sư bạo phát lực, nắm giữ mãnh hổ thăng bằng cùng lực lượng, nắm giữ báo săn tốc độ kinh khủng. Lực lượng, mạnh mẽ, hung mãnh, khát máu. Thế nhân đều thích tuổi trẻ hung tàn mãnh thú. Tiểu gia hỏa này, liền là như vậy mãnh thú a. Lý Thiên Mệnh rốt cục dương mi thổ khí. Đây là tới tự đế ma hung hồn, nhưng lại bị tiểu mèo đen huyết mạch gông xiềng cải tạo sau linh nguyên thần thông. Kỳ danh là, đế ma hỗn độn. Lý Thiên Mệnh. Rốt cục có tỏa kỵ. Làm hắn tóc trắng như ma, ngồi tại cái này lôi đình dày đặc, ma khí ngập trời mãnh thú trên người thời điểm, Lý Kham Lôi coi như quy nhất cảnh tầng thứ tư, làm sao có thể cùng hắn so sánh. Giống. Miêu miêu tuy nhiên hình thái biến hóa. Nhưng là, phẫn nộ của nó không thay đổi a. Cái này đứa bé hiểu chuyện, mỗi lần đều đem tính khí phát trên người đối thủ, rất là khéo. Đánh bại hắn, cho ngươi ngủ 3 ngày. Lý Thiên Mệnh nói. Giống. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, cái này thái sơ hỗn độn lôi ma hình thể, đã cùng đối thủ cộng sinh thú không chênh lệch nhiều. Đây là cái gì cộng sinh thú? Ma khí ngập trời. Khủng bố như thế, cái này huyết nhục uy lực đáng sợ, so cùng cấp bậc hung thú đều muốn hung tàn. Không thể trông cậy vào miêu miêu học tập thú pháp, vậy liền để nó dựa vào cường hãn nhục thể cùng tia chớp thần thông, dùng thân thể đi chém giết. Ầm ầm. Một đường lên. Cái kia thiên lôi quý thủy côn bằng thiểm điện phong bạo phách lên tới. Nhưng là, đối tiểu mèo đen tới nói, đây quả thực là gãi ngứa ngứa a. Nó không sợ nhất cũng là tia chớp linh nguyên thần thông, dù sao thần thông đại bộ phận đều là thuộc tính lực lượng. Lý Kham Lôi rất nhanh liền đã nhìn ra. Nước vào bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia thiên lôi quý thủy côn bằng, hóa thành màu đen đại côn, một người một thú xông vào dòng sông. Bọn họ lấy dòng sông cùng căn cơ. Lấy thủy thuộc tính cùng Lý Thiên Mệnh chiến đấu. Ầm ầm.
tiểu mèo đen phun ra một cái cự đại hắc sắc điện bóng. Đây là hỗn độn điện cầu. Cái này hỗn độn điện cầu đường kính có 5 mét trở lên. Né tránh. Lý Kham Lôi hốt hoảng. Màu đen đại côn mang theo hắn cùng một chỗ né tránh, nhưng là cái này hỗn độn điện cầu nện ở trong nước, trong nháy mắt nổ tung. Sau đó, hóa thành vô số hắc sắc điện xà, trong nháy mắt đem trước sau 1.000 mét dòng sông đoạn, hoàn toàn hóa thành màu đen lôi trì. Đường đường lôi điện nước đá song thuộc tính ngự thú sư, hiện tại trong nước bị điện giật sắc mặt trắng bệch. Sau một khắc, tiểu mèo đen xông vào trong nước, bắt đầu nó bình thường thích nhất phân đoạn bắt cá. Phốc suy, tại cái kia móng vuốt, dưới hàm răng, màu đen đại côn trong nước điên cuồng chạy trốn. Nó thần thông để dòng sông biến đến âm hàn, vô số hàn khí bao phủ, nhưng là, tiểu mèo đen đế ma hỗn độn ma khí, so hàn khí này càng đáng sợ. Không thể không nói, cái này sư hổ báo kết hợp thể, chính là trên thế giới này, lớn nhất thăng bằng hoàn mỹ nhất máy móc chiến đấu. Lý Thiên Mệnh thậm chí cảm thấy đến thần long, phượng hoàng đều không hoàn mỹ, bởi vì thần long thực sự quá dài. Có lẽ thần long cùng phượng hoàng, phương diện khác lợi hại. Nhưng là từ cận chiến tới nói, cái này một đầu đế ma hỗn độn, tuyệt đối là vì sáp lá cà mà thành. Để nó tới gần, mặc kệ là ngự thú sư vẫn là cộng sinh thú, đều là một cơn ác mộng. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, cái kia hung hãn mãnh thú, như bị điên cuồng ngược đãi màu đen đại côn. Mà cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh tay cầm đại lôi diệt kiếm, thi triển thiên địa nhân tam sát kiếm. Tại Lý Kham Lôi còn tại bị hỗn độn điện cầu tia chớp dây dưa thời điểm, Lý Thiên Mệnh giết xuống dưới. Nhân sát kiếm, quỷ ảnh. Nhân sát kiếm, hồn thệ. Cái này Lý Kham Lôi còn có thể, thi triển quy nhất chiến quyết, điên cuồng chặn Lý Thiên Mệnh công kích. Địa sát kiếm, mạch động. Cước pháp, chấn động tại sông lớn phía trên. Một kiếm, hóa thành cửu kiếm. Mỗi một kiếm, đều như cuồn cuộn gợn sóng, mãnh liệt trùng sát. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một kiếm này, phá vỡ sông lớn, đem cái kia Lý Kham Lôi triệt để bước đi ra. Thiên sát kiếm, thần nộ. Thượng thần chi nộ, nhanh hung ác chuẩn, phốc cả đời, một kiếm theo Lý Kham Lôi bụng dưới xuyên qua. Ách! Lý Kham Lôi ngơ ngác nhìn trước mắt thiếu niên tóc trắng này, người đã mềm nhũn. Loại này người, giết không được. Dù sao, Lý thị thánh tộc đầy đủ loạn, lại giết người, tuyệt đối gây phiền toái. Tuy nhiên, Lý Kham Lôi là có ý giết mình, chiếm lấy côn bằng thánh ấn. Nhưng Lý Thiên Mệnh có chừng mực. Một kiếm xuyên qua, đầy đủ hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bất quá, kết thúc rồi à? Phục sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phục. Nhất quyền đánh xuống, làm Lý Kham Lôi khóc hé miệng thời điểm, đầy miệng đều là hàm răng. Toàn bộ bị đánh rơi xuống tới. Hiện tại phục sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Lý Kham Lôi nhìn thoáng qua, cái kia bị tiểu mèo đen nhanh chơi chết đại côn, rốt cục gật đầu. Ta phục, oa. Sớm chịu phục, liền sẽ không rụng răng, cái này không khó thụ sao? Lý Thiên Mệnh giật lấy cổ áo của hắn, quất ra đại lôi diệt kiếm, quay người trực tiếp đem người này, ném cho tứ tộc trưởng Lý Uẩn Đình. Miu miu, có thể, Lý Thiên Mệnh nói. Siêu. Sau một khắc, tiểu mèo đen hóa thành một đạo thiểm điện, trở lại trong tay hắn, nghiêng người, đã ngủ. Vì ngủ, thật sự là giành giật từng giây a. Lý Thiên Mệnh thật sự là dở khóc dở cười. Gặp phải loại này thần ngủ, thật sự là quỳ. Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian cho nhét hồi cộng sinh không gian đi, không phải vậy mất mặt a. Ai có thể nghĩ tới, dạng này manh vật, vừa mới hóa thành một đầu mãnh thú, đem cái kia thiên lôi quý thủy côn bằng. Đánh cho chạy trốn tứ phía, vô cùng thê thảm. Hiện tại, chiến đấu kết thúc. Lý Kham Lôi miệng đầy là răng, tại phụ thân trong miệng kêu rên. Mà cái kia thiên lôi quý thủy côn bằng, sớm không biết chạy trốn đi nơi nào, đoán chừng đều chạy về nhà. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Thẳng đến Lý Thiên Mệnh đến bọn họ trước mắt, lấy Lý Huyền Nhất, Lý Diễm Sinh, Lý Uẩn Đình các loại ba vị tộc trưởng cầm đầu tứ mạch mọi người, đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy hắn. Liền xem như thánh chi cảnh giới Lý Huyền Nhất, bây giờ cũng là mi đầu thật sâu nhíu lại, xem kỹ lấy Lý Thiên Mệnh. Hắn đều nói không ra lời. Trước đó nghe gió mạch người nói, Lý Thiên Mệnh có thể thi triển giản hóa thiên ý chiến quyết, hắn còn chưa tin. Nhưng là vừa mới, thấy rất rõ ràng. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh so phong mạch người miêu tả, còn mạnh hơn rất nhiều. Lý Kham Lôi, Lý Xí Linh,
hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bị trực tiếp thu phục. Bọn họ đều phục, toàn bộ tam mạch, đều không có bao nhiêu tuổi trẻ người có thể đối phó Lý Thiên Mệnh. Dù sao, Lý Thiên Mệnh mới, 16 tuổi. Trong đó vấn đề mấu chốt nhất là, một cái linh nguyên cảnh, có thể làm được trình độ như vậy. Thiên phú của hắn đáng sợ đến liền cộng sinh thú, đều có thể tu luyện giản hóa thiên ý chiến quyết. Loại thiên phú này, ngoại trừ Lý Thị Thánh tộc đệ nhất tổ tiên năm kiếp luân hồi chi thể, hoàn toàn không có còn lại giải thích. Chỉ cần xác định là năm kiếp luân hồi chi thể, Lý Thiên Mệnh đều không cần chứng minh chính mình là Lý vô địch chi tử. Bởi vì, đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, không có người nào, có thể so sánh năm kiếp luân hồi chi thể, thích hợp trở thành thiếu tông chủ, thích hợp trở thành Lý Thị Thánh tộc phục hưng hy vọng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh thu hồi đại lôi diệt kiếm, thanh âm trầm ổn, nói. Nói thật, tất cả mọi người là Lý Thị Thánh tộc, cũng là vì phục hưng tộc ta cùng các vị, không có có cửu oán. Hôm nay nhất chiến, chỉ là vì hướng các vị chứng minh, ta tuyệt không phải là vì thiếu tông chủ thân phận, trở về ăn uống miễn phí. Năm kiếp luân hồi chi thể, gánh chịu lấy toàn tộc sứ mệnh, không có người nào so ta thích hợp làm thiếu tông chủ. Cho nên mời tam mạch các vị, không muốn vì bản thân tư dục, muốn nhân cơ hội cướp đoạt côn bằng thánh ấn. Chúng ta Lý Thị Thánh tộc hậu nhân, muốn làm xứng đáng tổ tiên sự tình. Chư vị không nên quên, đã từng trên vạn năm huy hoàng, là chí tôn huyết mạch, mang theo các vị đánh xuống. Tất cả chúng ta tổ tiên, đều là đệ nhất tổ tiên, đều là chí tôn huyết mạch. Những lời này, nói đến đám người bọn họ, á khẩu không trả lời được. Ở thiên phú trình độ, Lý Thiên Mệnh xác thực thể hiện ra để bọn hắn á khẩu không trả lời được thủ đoạn tới. Trong lúc nhất thời, liền Lý Huyền Nhất, đều chỉ có thể híp mắt. Hắn kế hoạch hôm nay, bị Lý Thiên Mệnh triệt để xáo trộn. Tại hết thảy tĩnh mịch bên trong, một người mặc màu vàng nhạt trường bào thiếu niên, từ đằng xa đi tới. Cái này đôi mắt của thiếu niên vì kim sắc, khuôn mặt có chút lãnh đạm, da thịt giống như là lạnh lẽo kim loại. Cha, thiếu niên đi tới Lý Huyền Nhất trước mắt. Huyễn thần. Lý Huyền Nhất nhìn đến được nhi tử, còn đang nghĩ biện pháp. Mà giờ khắc này, thiếu niên kia Lý Huyễn Thần, để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Ta và ngươi cùng tuổi, ta tới khiêu chiến ngươi, ngươi muốn làm thiếu tông chủ, còn phải qua cửa ải của ta. Mắt vàng thiếu niên thản nhiên nói. Ngươi là ai? Kim Mạch, Lý Huyễn Thần, 16 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ 6, tông thứ 9 lão, Vũ Văn Thái Cực Chi đệ tử, đủ tư cách trở thành đối thủ của ngươi sao? Mắt vàng thiếu niên nói. Khí chất của hắn, ngược lại là cùng vừa mới hai vị kia, hoàn toàn khác biệt. Người này không kiêu không gấp, không nhanh không chậm, nhưng là trong mắt sát cơ, vô cùng lạnh lẽo. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết hắn. Hiện tại Lý Thị Thánh tộc đệ nhất thiên tài. 16 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ 6. So sánh một chút Chu Tước Quốc Diễm Đô, liền biết cái này là nhân vật cấp bậc nào. Chỉ sợ 10 cái Lý Kham Lôi, 100 cái Lâm Tiêu Đình cùng nhau, đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Tiêu Đình coi như lấy thánh thú chiến hồn tiến thánh thiên phủ, cũng là hạng chót tồn tại. Mà cái này Lý Huyễn Thần, cũng là có hy vọng nhất, trở thành thiếu tông chủ người. Hôm nay Tam Mạch đi tới nơi này, chính là vì để hắn, trở thành thiếu tông chủ. Mà lại, hắn vẫn là Vũ Văn Thái Cực đệ tử. Vũ Văn Thái Cực, mặc dù là tông thứ 9 lão, nhưng hắn đã, là Đông Hoàng tông đệ nhất cường giả. Vừa rồi một mực không thấy được cái này Lý Huyễn Thần, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng hắn hôm nay không có tới đây. Như thế nào, Lý Thiên Mệnh, người sợ chết lời nói, người có thể cùng rùa đen một dạng co lên tới. Lý vô địch chính là như vậy, tại tổ địa bên trong làm con rùa đen rút đầu. Như vậy, các ngươi thì là một đôi tuyệt phối rùa đen cha con. Lý Huyễn Thần cười khẩy nói. Câu nói này, để mọi người nở nụ cười. Rùa đen rút đầu. Đây là bọn họ cho Lý vô địch ngoại hiệu, đều cười nhạo vài chục năm. Chẳng lẽ, mới rùa đen rút đầu muốn ra đời. Những người trẻ tuổi kia cười đùa. Chỉ có dạng này, mới có thể phát tiết bọn họ bị Lý Thiên Mệnh áp chế khó chịu. Thiên Mệnh, không cần thiết. Linh nguyên cảnh khiêu chiến quy nhất cảnh tầng thứ 6, nếu có thể thành, vậy thì không phải là năm kiếp luân hồi, là nằm mơ. Lý Cảnh Du vội vàng nói. Dù sao, vạn sự đều có độ. Lý Huyễn Thần, đây là làm cho Lý Thiên Mệnh cùng hắn giao chiến. Nói không chừng, Lý Huyễn Thần rất có giết chết Lý Thiên Mệnh, lấy đi côn bằng thánh ấn cơ hội. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh đã chứng minh chính mình a.
hắn hoàn toàn không cần thiết, một lần nữa sinh tử chém giết. Tất cả, cái này huyết khí phương cương thiếu niên, hắn sẽ làm sao quyết định? Chỉ thấy hắn lui lại một bước, đã nói một chữ. Đến, Lý Thiên Mệnh biết đánh không lại. Cảnh giới phía trên 6 tầng chênh lệch, muốn là đánh thắng được, người khác đều không cần tu luyện. Nhưng, đánh không lại, không phải là không thể đánh lý do. Lý Huyễn Thần muốn đánh bại hắn, rất dễ dàng. Muốn giết chết hắn, rất khó. Rất đơn giản, một cái thiên chi dực, hắn đều chưa hẳn có thể đuổi kịp. Khống chế cộng sinh thú cùng ngự thú sư tự mình phi hành căn bản khác biệt, lại có linh nhi thời gian tràng, hắn muốn nhân cơ hội giết Lý Thiên Mệnh, thuộc về nằm mơ. Cho nên, việc quan hệ tôn nghiêm, làm sao không chiến? Chỉ cần giết không chết hắn Lý Thiên Mệnh. Một ngày nào đó, liền sẽ cùng Lâm Tiêu Đình một dạng, quỳ trước mặt hắn, run rẩy. Đây chính là ngươi nói. Ngay tại Lý Thiên Mệnh nói xong trong nháy mắt, cái kia Lý Huyễn Thần đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng. Trong đám người, hắn phút chốc xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Xuất quyền thời khắc, cánh tay của hắn như là hoàng kim đúc kim loại. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, Lý Thiên Mệnh híp mắt trước, lấy hắc ám cánh tay chặn một quyền này. Màn này, cùng lúc trước Lâm Tiêu Đình vừa xuất quan, muốn trực tiếp giết Lý Thiên Mệnh có chút tương tự. Lý Thiên Mệnh đầu tiên thi triển mê linh chi đồng. Dạng này một con mắt, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra rất nhiều quỷ dị ảo giác. Lý Huyễn Thần toàn lực phía dưới nhất quyền, rất nhanh liền mộng một chút. Cái này hoàng kim nhất quyền, cùng cái kia hắc ám cánh tay đụng vào nhau. Song phương mỗi người lui về phía sau mấy bước. Lý Thiên Mệnh dưới chân tảng đá xanh, vỡ vụn mấy khối. Nhưng là cái kia Lý Huyễn Thần dưới chân, đồng dạng như thế. Hắn vốn cho rằng nhất quyền có thể đánh nát Lý Thiên Mệnh cánh tay, thế nhưng là lần này giao phong, quả đấm của hắn đâm vào Lý Thiên Mệnh thú chảo phía trên. Lúc này thời điểm cầm lên xem xét, vậy mà có thêm một cái lỗ máu, máu me đầm đìa. Quyền đầu nhói nhói. Xem xét lại Lý Thiên Mệnh, quăng mấy lần cánh tay về sau, vậy mà lông tóc không thương. Hắn, hoàn toàn chống được hắn Lý Huyễn Thần bỗng nhiên bạo phát nhất quyền. Kỳ thật Lý Huyễn Thần có lòng tin, một quyền như vậy, đủ để cho Lý Kham Lôi cùng Lý Xí Linh loại này quy nhất cảnh tầng thứ tư, phế bỏ một cánh tay. Mà phát sinh trước mắt hết thảy, để hắn tức giận lại phẫn uất. Quy nhất cảnh tầng thứ sáu, cũng chỉ là loại trình độ này. Lý Thiên Mệnh yên lặng nói. Cái kia kinh ngạc biểu lộ, mang theo thật sâu khinh miệt, quả thực để Lý Huyễn Thần lên cơn giận dữ. Nhưng kỳ thật Lý Thiên Mệnh biết, tuy nhiên hắc ám cánh tay không có việc gì. Nhưng là, cái kia cường hãn quyền kình cùng thú nguyên, xông vào trong thân thể, dẫn đến ngũ tạng lục phủ có một lần mãnh liệt chấn động. Nếu như không phải có Khương Phi Linh trợ giúp hắn, lấy linh thể dẫn động Lý Thiên Mệnh lực lượng, cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ chống được một quyền này, hắn nói không chừng liền muốn phun ra một ngụm máu tươi. Quy nhất cảnh mỗi một tầng cảnh giới chênh lệch rất lớn, đến tầng thứ 6. Có khả năng dẫn động thiên địa linh khí, thực sự rất kinh người. Thật đánh lên, cảnh giới phía trên thế yếu to lớn Lý Thiên Mệnh, cơ bản không có khả năng cầm xuống đối thủ này. Con đường tu luyện, tối thiểu muốn thừa nhận chính mình cùng loại này Đông Hoàng Tông thiên tài chênh lệch. Cái này Lý Huyễn Thần, thế nhưng là tại Đông Hoàng Tông có thể được xếp hạng số thiên tài, làm cho Vũ Văn Thái Cực thu làm đệ tử, có thể thấy được lốm đốm. Chỉ là để Lý Thiên Mệnh miệt thị cười lạnh. Lại thêm vậy mà không có chiếm cứ tiện nghi, cái này khiến hắn lên cơn giận dữ. Tiếp tục, vừa mới, nhiều lắm là chỉ có thể coi là lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế một lần đánh lén. Thất bại ngược lại bị thương tổn, quả thực mất mặt ném về tận nhà. Lý Huyễn Thần còn có một thân bản sự, bây giờ hai mắt triệt để bị bỏng. Tiếp tục liền tiếp tục, mau tới, khác chuyên làm đánh lén loại chuyện này, khiến người ta xem thường. Lý Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy xem thường. Giết. Lý Huyễn Thần lần nữa nhất động. Lý Thiên Mệnh còn thật không sợ hắn. Chỉ là đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một nói thân ảnh màu xanh, xuất hiện tại bọn hắn trung gian, cản lại bọn hắn đường đi. Cái thân ảnh này nhẹ nhàng đẩy, một cỗ vô hình huyền ảo lực lượng, hóa giải thế công của bọn hắn, để bọn hắn chỉ có thể rơi trên mặt đất, khó có thể động đậy. Đó là một cái thanh y trung niên, khí huyết tràn đầy, như một gốc thương thiên đại thụ, cao lớn mà thẳng tắp. Mày kiếm mắt sáng, một thân chính khí. Làm hắn xuất hiện về sau, toàn trường bỗng nhiên tĩnh mịch một chút. Nhị tộc trưởng Lý Huyền Nhất trước hết kịp phản ứng, liền vội cung kính nói. Vãn bối Lý Huyền Nhất,
dẫn Lý Thị Thánh Tộc, gặp qua Diệp Thanh Tông Lão. Bây giờ Đông Hoàng Tông, đã sớm không có Lý Thị Thánh Tộc sự tình gì. Toàn bộ Đông Hoàng Tông, thân phận địa vị cao nhất là Tông Lão hết thảy có 33 vị. Mỗi một vị, đều là toàn bộ Đông Hoàng cảnh đỉnh phong nhân vật. Lý Huyền nhất là hiện tại Lý Thị Thánh Tộc đệ nhất nhân, nhưng là khoảng cách Tông Lão, còn rất dài một khoảng cách. Vị này thanh y trung niên, hẳn là Lý Cảnh Du trong miệng Diệp Thanh Tông Lão. Hắn đã cùng Lý Cảnh Du cùng thế hệ, cái kia hẳn là không sai biệt lắm nhanh trăm tuổi. Chỉ là hắn là thánh chi cảnh giới tồn tại, số tuổi này, tại thánh chi cảnh giới, chỉ có thể coi là thanh niên trai tráng. Cho nên hắn xem ra, huyết khí dồi dào, khí tức cẩn trọng. Gặp qua Diệp Thanh Tông Lão, những người còn lại bắt đầu hành lễ. Đối diện cái kia Lý Huyễn Thần, chỉ có một thân bản sự, lại bị Lý Thiên Mệnh thương tổn cánh tay. Đang muốn bạo phát thời điểm, lại gặp phải Diệp Thanh Tông Lão. Một miệng phẫn nộ đến cổ họng, lại muốn nuốt vào bị bỏng bụng của mình, xác thực khó chịu. Chỉ có thể biệt khuất. Chỉ có Lý Huyền Nhất híp mắt. Hắn biết, Diệp Thanh Tông Lão là như vậy Tông Lão bên trong, cùng Lý Thị Thánh Tộc Chí Tôn huyết mạch đi được người gần nhất. Đã từng Diệp ra, là Đông Hoàng Tông thứ hai tộc, là Lý Thị Thánh Tộc thân cận nhất nhất tộc. Theo Lý Thị Thánh Tộc xuống dốc, Diệp ra cũng chịu đựng rất lớn áp lực. Cho tới bây giờ, Diệp ra tại Tông Lão hội, thì còn lại một cái tông già rồi. Hôm nay Lý Huyền Nhất mang nhi tử tới làm thiếu tông chủ, Diệp Thanh Tông Lão bỗng nhiên xuất hiện, đây tuyệt đối nói rõ, là Lý Cảnh Du lấy năm kiếp luân hồi chi thể, để hắn đến đây quan chiến. Hắn não tử một chút thì xem rõ ràng. Không lại dùng đánh, chính mình nhất tộc, không dùng tổn thương hòa khí, vừa mới hai cuộc chiến đấu, ta đều thấy rõ ràng. Quả nhiên, ngay tại đại đa số người còn nghi ngờ thời điểm, Diệp Thanh Tông Lão nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Huyễn Thần cùng Lý Thiên Mệnh trên thân, mỗi người nhìn hai người liếc một chút. Đúng, Tông Lão. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn xuất hiện, liền biết nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Chỉ cần bảo trụ thiếu tông chủ vị trí, về sau tùy tiện vào Lý Thị tổ địa. Có nhiều như vậy tổ tiên phù hộ, không cần vào lúc này, cùng cái này Lý Huyễn Thần sinh tử tranh chấp. Nếu như đối phương vẫn là chưa từ bỏ ý định, về sau, có rất nhiều cơ hội. Tông Lão, ta vẫn là muốn cùng hắn phân ra thắng bại. Lý Huyễn Thần cắn răng nói. Ngươi quy nhất cảnh tầng thứ 6, phân ra thắng bại, đánh bại Linh Nguyên cảnh, có thể chứng minh cái gì? Diệp Thanh Tông Lão hỏi lại. Cái này khiến Lý Huyễn Thần á khẩu không trả lời được. Dù sao, Linh Nguyên cảnh có thể tiếp nhận hắn nhất quyền bất tử, cũng đã là nói mơ giữa ban ngày. Huyễn Thần, đừng làm rộn, Lý Huyền Nhất lôi kéo nhi tử về sau đi. Lý Thiên Mệnh. Về sau đem đầu của ngươi co lên đến, đừng để ta bắt được, nếu không, ngươi cái này một miệng răng cũng không giữ được. Lý Huyễn Thần ánh mắt âm sâm nói. Lý Kham Lôi là hắn người hầu, hắn là quyết tâm, muốn xuất rơi cái này một ngụm ác khí. Càng lớn ác khí, đến từ Côn Bằng Thánh Ấn. Hắn lui ra về sau, mọi người phát hiện cái kia Diệp Thanh Tông Lão, cầm lên Lý Thiên Mệnh cánh tay, nhìn thoáng qua cái kia năm cái kiếp vòng. Sau đó... Hắn lại sờ khắp Lý Thiên Mệnh mái tóc dài bạch kim. Ngươi tiến vào tổ địa rồi. Diệp Thanh Tông Lão hỏi. Đi vào qua, Lý Thiên Mệnh nói. Lễ bái qua tổ tiên rồi. Đó là tự nhiên. Có cảm tưởng gì? Lý Thị Thánh Tộc, huy hoàng vạn năm, bất tử bất diệt, tất cả tiên liệt, đều đáng kính nể, đáng giá hậu nhân học tập. Tiểu mệnh kiếp, nghịch thiên cải mệnh, là chúng ta huyết mạch ý chí. Tông Lão cảm thấy, ta nói đúng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong ánh mắt của hắn, có những người trẻ tuổi khác không có nội dung. Đây là cái nhìn của ngươi, nơi nào có đúng sai. Có điều, ngươi rất hiểu sự tình, tư duy cùng thái độ, không giống như là 16 tuổi. Diệp Thanh nói. Vậy khẳng định, Lý Thiên Mệnh 20. Diệp Thanh có thể không nhìn ra hắn chân thực số tuổi, hắn ý tứ là khích lệ Lý Thiên Mệnh tâm tư trầm ổn. Hắn sau khi nói xong. Nhìn về phía Lý Huyền Nhất các loại ba vị tộc trưởng, nói. Mặc dù nói là Lý Thị Thánh Tộc nội bộ sự tình, ta không tiện nhúng tay, nhưng là, dù sao cũng là năm kiếp luân hồi chi thể lại lần nữa xuất thế, ta thì nói hai câu. Kẻ này bực này thiên phú, đủ để làm thiếu tông chủ, kế thừa Lý Thị Thánh Tộc truyền thống. Lấy cái này năm kiếp luân hồi chi thể, hắn đến cùng phải hay không Lý Vô Địch chi tử, không trọng yếu, dù sao Lý Vô Địch cũng không có hắn nhi tử. Đã hắn đã dung hợp Côn Bằng Thánh Ấn, cho nên, nếu vì bản thân tư dục,
giết cái này Lý thị thánh tộc, vạn năm qua đản sinh năm kiếp luân hồi kỳ tích. Ta cảm thấy, đây là Lý thị thánh tộc tội nhân hành động. Diệp Thanh nói cho tới khi nào xong thôi, ánh mắt theo chúng trên thân thể người càn quét đi qua. Lý Huyền Nhất, người muốn làm cái này tội nhân. Tông lão, ta chỉ có thể nói, hiện tại kết luận hắn là năm kiếp luân hồi chi thể, còn quá sớm a. Người ta đều biết, năm kiếp luân hồi chi thể là khái niệm gì. Dù sao, ta không thể tin được, năm kiếp luân hồi chi thể, còn có thể tái hiện nhân gian. Lý Huyền Nhất cúi đầu buồn bực nói. Vậy ngươi nói, còn có cái gì thiên phú, có thể để linh nguyên cảnh đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ tư? Diệp Thanh hỏi. Lý Huyền Nhất á khẩu không trả lời được. Thậm chí bọn họ tam mạch, đều á khẩu không trả lời được. Bởi vì bọn hắn căn bản không giải thích được. Có điều, Lý Huyền Nhất ngươi nói cũng có đạo lý. Diệp Thanh bỗng nhiên nói. Tông lão có ý tứ là. Theo ta được biết, năm kiếp luân hồi chi thể cần phải có một bộ phận, là thể hiện tại tốc độ tu luyện phía trên. Lý Thiên Mệnh tự xưng, nửa năm tu luyện đến linh nguyên cảnh tầng thứ 8, đây quả thật là tựa hồ năm kiếp luân hồi chi thể trở lên tốc độ. Nhưng dù sao, tất cả mọi người không có tận mắt chứng kiến quá trình này. Cho nên, cuối cùng kết luận, hắn đến cùng phải hay không năm kiếp luân hồi chi thể, chỉ cần nhìn thời gian trôi qua về sau, tiến bộ của hắn là có thể. Thì lấy nửa năm trong vòng, qua nửa năm nữa, nếu là hắn có thể đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 3. Vậy liền hoàn toàn có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là năm kiếp luân hồi chi thể. Bất quá là nửa năm, người Lý Huyền Nhất cũng không có gì tốt nóng này. Thật muốn cuống cuồng để ngươi nhi tử kế thừa Lý thị thánh tộc, đợi thêm nửa năm lại nói. Diệp Thanh những lời này, cuối cùng để Lý thị thánh tộc người, tâm phục khẩu phục. Đúng, không cần phải gấp, thì cho cái này Lý Thiên Mệnh nửa năm. Xem hắn nửa năm, có thể tu luyện đến mức nào. Nửa năm tu đến linh nguyên cảnh tầng thứ 8, hắn có phải hay không khoác lác, đến lúc đó, vừa nhìn liền biết. Theo linh nguyên cảnh, nửa năm đến quy nhất cảnh tầng thứ 3. Ta nhớ được, Lý Huyễn Thần hao tốn 2 năm, hắn 12 tuổi tu luyện tới linh nguyên cảnh tầng thứ 9, 14 tuổi quy nhất cảnh tầng thứ 3, 16 tuổi quy nhất cảnh tầng thứ 6. Lý Huyễn Thần là ba kiếp luân hồi chi thể, nếu là Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn hắn gấp 4 lần, vậy khẳng định cũng là năm kiếp luân hồi chi thể. Mọi người thảo luận thời điểm, Lý Huyền Nhất mục quang âm tình không chừng. Hắn hỏi, Tông lão có ý tứ là không nói là, nếu như hắn thời gian nửa năm, tu luyện không đến quy nhất cảnh tầng thứ 3, thậm chí kém xa, cái kia. Kém xa, người muốn đổi thiếu tông chủ, ta nhưng là can thiệp không được nữa. Diệp Thanh cười nhạt nói. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Những lời này là cho Lý Thiên Mệnh nghe. Năm kiếp luân hồi chi thể, là hắn lớn nhất hứng thú. Nhưng giả nếu không phải, tình huống thì khác biệt. Đa tạ tông lão, Lý Huyền Nhất nở nụ cười. Chí ít hắn miệt thị nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Nắm giữ Lý Huyễn Thần gấp 4 lần tu luyện tốc độ. Toàn bộ Đông Hoàng Tông đều không có, cho nên, hắn không có chút nào cuống cuồng. Nửa năm, rất ngắn. Lý Thiên Mệnh, người có thể có lòng tin. Diệp Thanh hỏi. Hồi tông lão, thời gian quá gấp, ta chỉ có thể dốc hết toàn lực. Không cô phụ tông lão hy vọng. Lý Thiên Mệnh lúc nói lời này, khóe môi nhếch lên ý cười. Hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trên mặt cái kia cường hãn lòng tin, người nào nhìn không hiểu. Lý Thiên Mệnh vì sao không thể cười? Nửa năm, quy nhất cảnh tầng thứ 3. Có thể từng nhớ đến hắn tại Diễm Đô, một tháng liền phá tam trọng. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là năm kiếp luân hồi chi thể. Hắn là, 10 kiếp luân hồi chi thể. Hiện tại, hắn còn có một cặp tổ tiên phù hộ. Bất kể nói thế nào, thiếu tông chủ vị trí này, hắn chắc chắn phải có được. Lý thị tổ địa tốt như vậy tạo hóa chi địa, hắn cũng không muốn từ bỏ. Lý Thiên Mệnh, nửa năm sau, ta tự mình đi thử một chút ngươi, đến cùng có hay không quy nhất cảnh tầng thứ 3. Lý Huyễn Thần nói, nửa năm, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, không nói gì. Hắn biết Lý Huyễn Thần bản thân cảm giác rất tốt. Hắn là Lý thị thánh tộc đệ nhất thiên tài, là Đông Hoàng Tông tối cường giả đệ tử. Chờ xem đi. Hôm nay kết quả này, Lý Huyền Nhất hài lòng. Bọn họ cái gì đều không cần làm, chỉ cần nhìn cái này Lý Thiên Mệnh, liều mạng đi khiêu chiến cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lý Thiên Mệnh. Chúng nhân chúng mục ở giữa, Diệp Thanh Tông lão lấy ra một cái thanh đồng lệnh bài. Hắn đem thả trong tay điêu khắc một chút, sau đó ném cho Lý Thiên Mệnh.
Đây là ta, Thanh Thần Sơn, nội tông đệ tử thân phận lệnh bài, về sau, ngươi chính là ta, Thanh Thần Sơn, đệ tử, đến ta Thanh Thần Sơn tu luyện. Chỉ cần ngươi là Thanh Thần Sơn đệ tử, ta đối an toàn tính mạng của ngươi phụ trách. Diệp Thanh Tông lão nói. Lý Cảnh Du vui mừng quá đỗi. Nàng lớn nhất minh bạch câu nói sau cùng kia ý nghĩa. Thiên mệnh. Lý Thiên Mệnh nghe được nhắc nhở của nàng, vội vàng nói, đệ tử vạn phần cảm tạ tông lão. Nỗ lực a, chứng minh ngươi là chân chính năm kiếp luân hồi chi thể, ta đối với ngươi thật rất tốt kỳ. Đệ nhất tổ tiên, là ta đời này sùng bái nhất truyền kỳ, ngươi cùng hắn, cầm giữ có tương đồng kiếp vòng, cho nên ta rất muốn nhìn một chút, 10 năm sau ngươi, sẽ là cái dạng gì. Diệp Thanh híp mắt nói, ta chỉ có thể nói, tranh thủ làm đến để tông lão, nhìn mà than thở. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Thanh nở nụ cười. Câu nói này, thật có ý tứ. Nhìn mà than thở. Đây cũng không phải là phổ thông chấn kinh. Đây là đặc sắc nhất biểu lộ. Nỗ lực phấn chiến đi, người trẻ tuổi, đầu này sinh tử lộ, người vốn là còn cơ hội trốn tránh. Nhưng là, người trước tiên, dung hợp côn bằng thánh ấn, cũng là không có cho mình đường lui. Lão phu thưởng thức ngươi loại dũng khí này. Về sau, người càng có tạo hóa. Đông Hoàng Tông muốn đối phó ngươi người, thì càng nhiều. Nhưng là, tại thời khắc sinh tử đi ra, mới thật sự là cường giả. Ta Diệp gia tổ tiên, từng cái đều đi theo Lý Thị Thánh Tộc chinh chiến, chúng ta tổ huấn, chính là tôn kính Lý Thị Thánh Tộc, mang ơn. Lý Thị Thánh Tộc, đã hèn mọn quá lâu, như thế truyền kỳ nhất tộc, dù là xuống dốc, cũng không nên không có rơi xuống người người phỉ nhổ cấp độ. Cần phải có người đứng ra, không nói tái hiện huy hoàng. Ít nhất phải để cho các ngươi nắm giữ tôn nghiêm. Dù sao, thánh tộc tổ tiên, ở dưới cửu tuyền, nhìn đến cái này hiện trạng, cũng đau lòng hơn bóp cổ tay đi. Lý Thiên Mệnh, ta ngược lại thật ra hy vọng, cái kia có thể đứng ra người tới lại là ngươi. Đã từng, ta Diệp gia có một lần tiếc nuối, nhưng nếu ngươi có thể chân chính có hy vọng, gánh vác lên để Lý Thị Thánh Tộc, chí ít chẳng phải khiến người ta phỉ nhổ trách nhiệm. Ta Diệp Thanh, nguyện ý che chở ngươi. Hắn nói tới một lần tiếc nuối, chính là không thể bảo trụ Lý vô địch. Dù sao, lúc ấy minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đến mức Mộc Hà chết, chính là tự sát, mà lại Vũ Văn Thái cực thị quấy rối. Diệp Thanh cũng không có dự liệu được, Mộc Hà chọn cái này cái phương thức rời đi. Lý Thiên Mệnh biết, đây là cái này Diệp Thanh Tông lão đối lời hứa của mình. Hắn là chân chính muốn nhìn đến năm kiếp luân hồi chi thể, có thể có cái gì tương lai người. Đã từng Diệp gia là Lý Thị Thánh Tộc phía dưới thứ hai tộc, là trung thành nhất đồng bọn. Vật đổi sao rời, nhìn lấy Lý Thị Thánh Tộc trầm luân đến tận đây, người Diệp gia chỉ có thể thở dài. Diệp Thanh vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh bả vai. Rất nhiều lời ngữ, đều không cần nhiều lời. Nhưng là, có loại này có bá lực tiền bối, cho mình đưa ra yêu cầu cùng hy vọng. Lý Thiên Mệnh mục tiêu thứ nhất, chính là muốn xứng được với, hắn cho lời hứa của mình cùng tín nhiệm. Khinh ngữ. Ca ngươi vừa hồi Đông Hoàng Tông, còn có rất nhiều không hiểu đồ vật, về sau, ngươi cẩn thận dạy hắn, chớ có không hiểu quy tắc ăn thiệt thòi. Diệp Thanh dặn dò, đệ tử tuân mệnh, tông lão. Lý Khinh Ngữ đều có chút kích động, thậm chí lệ nóng doanh tròng. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn thắng lợi. Lại thêm Thanh Thần Sơn, nội tông đệ tử, thân phận, hắn sau đó có thể tại cái này Đông Hoàng Tông, triệt để cắm rễ. Nói xong đây hết thảy. Diệp Thanh Tông lão liền chuẩn bị rời đi. Có một số việc, có thể sẽ gây nên Tông lão hội một số người bất mãn. Nhưng, không thẹn với lương tâm sự tình, tự nhiên muốn làm. Tông lão xin dừng bước. Đúng vào lúc này, Lý Huyền Nhất trên mặt nụ cười, bỗng nhiên nói một câu. Có chuyện gì? Diệp Thanh hỏi. Lý Huyền Nhất chào hỏi một chút, một cái mập mạp, thô lỗ, mặt mũi tràn đầy hồ cha thiếu niên một đường chạy chậm, đi tới bên cạnh hắn. Tông lão, đây là ta tiểu nhi tử, năm nay 15 tuổi. Tên là, Lý Kim Sán, Lý Huyền Nhất nói. 15 tuổi, vừa mới tu luyện tới linh nguyên cảnh, cũng quá kém đi. Diệp Thanh cau mày nói. Tông lão, đứa nhỏ này đáng thương, tiên thiên có một ít thiếu hụt, không có cách, cùng huyễn thần xác thực không cách nào so sánh được. Lý Huyền Nhất nói. Nghe nói như thế, Lý Kim Sán còn có chút bất mãn ý, đẩy một chút Lý Huyền Nhất. Lý Kim Sán tai to mặt lớn, trên mặt cảm giác muốn chảy mỡ, hé miệng một miệng răng vàng, quả thực có chút vô cùng thê thảm. Hắn chính nhìn lấy Lý Khinh Ngữ, miệng há mở thời điểm, ngụm nước đều muốn chảy xuống.
Ngươi cùng ta nói cái này làm cái gì? Diệp Thanh nhíu mày hỏi. Mất mặt như vậy nhi tử, người bình thường cũng sẽ không mang ra. Tông lão, đây là ta lúc ấy cùng Lý Vô Địch ký hôn ước, phía trên có 8 vị tông lão ký tên. Hôn ước ước định, các loại Lý Khinh Ngữ 16 tuổi, thì gả cho con ta Lý Kim Sán, ta muốn hỏi một chút tông lão, hôn ước này nhất định có hiệu lực đúng không? Lý Huyền Nhất nói, dù sao không có ta ký tên, ta không quản được. Diệp Thanh không nhịn được nói, đúng đúng, vãn bối cũng là tìm tông lão xác nhận một chút, dù sao Lý Khinh Ngữ tháng sau thì tròn 16 tuổi. Chúng ta đến lúc đó tới đón thân, sợ Diệp Thanh tông lão cho là chúng ta khi dễ chí tôn huyết mạch, trước hết cùng tông lão chào hỏi. Lý Huyền Nhất nói, ngươi là sợ ta ngăn cản các ngươi? Diệp Thanh hỏi, không không, đối tông lão tới nói, đây đều là việc nhỏ, làm sao lại thế? Lý Huyền Nhất nói, ta muốn là ngăn cản đâu? Tông lão nói giỡn, muốn thật như thế, vậy ta chỉ có thể tìm cái này 8 vị ký tên tông lão, cho ta chủ trì công đạo. Đương nhiên, ta biết, ngài bình thường bề bộn nhiều việc, đương nhiên sẽ không quản chúng ta loại chuyện nhỏ nhặt này. Lý Huyền Nhất cười nói, Lý Thiên Mệnh sự tình, Diệp Thanh có đạo lý, Lý Huyền Nhất chỉ có thể chịu phục. Nhưng là, cái này 8 vị tông lão liên hợp ký tên hôn ước, là hắn Lý Huyền Nhất chiếm cứ đạo lý. Nếu là việc nhỏ, khác lấy ra phiền não ta, gây phiền ta, đem ngươi hôn ước này xé. Diệp Thanh âm thanh lạnh lùng nói, tông lão, ta sai rồi. Lý Huyền Nhất liền vội cúi đầu. Diệp Thanh nhìn Lý Cảnh Du cùng Lý Khinh Ngữ liếc một chút. Hắn không nói chuyện, nhưng là ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Đây là Lý Vô Địch chính mình tạo nghiệt. Hắn không có biện pháp giúp bận bịu. Hắn chỉ có thể rời đi. Các loại Diệp Thanh đi về sau, Lý Huyền Nhất ngẩng đầu, cười nhìn lấy Lý Thiên Mệnh bọn họ. Ta tính toán thời gian, khả năng thì 15, 16 ngày, hôn kỳ thì định tại con dâu ta sinh nhật lúc đó tốt. Tộc mẫu, đến lúc đó, chúng ta tới đón dâu. Những ngày qua, đồ cưới ngươi có thể được chuẩn bị tốt ha, chí tôn huyết mạch, cũng không thể khó coi. Đương nhiên, lễ hỏi chúng ta cũng sẽ theo thời gian đưa lên, tuyệt đối để tộc mẫu hài lòng. Bọn nhỏ trưởng thành a, về sau, Khinh Ngữ sinh hài tử, tộc mẫu liền có thể đùa tằng ngoại tôn chơi. Tộc mẫu khẳng định thật cao hứng, đúng không? Sau khi nói xong, Lý Huyền Nhất cười. Mọi người nhìn một chút tai to mặt lớn Lý Kim Sán, còn có nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người Lý Khinh Ngữ, đều nhịn cười không được. Quả thực là, mỹ nữ cùng dã thú. Quan trọng, cái này dã thú vẫn là cái phế vật. Khinh Ngữ, phải cho ta sinh 4-5 cái hoa hoa, để cho ta cha cao hứng một chút. Lý Kim Sán nhìn mình chằm chằm tương lai nàng dâu, cười đến ngụm nước rơi xuống. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh bọn họ bà tôn tam người biểu lộ, đều vô cùng lạnh lùng. Thì ngươi nuôi con lợn này, cũng muốn cưới tôn nữ của ta, đến lúc đó, theo ta lão thái bà trên thi thể nhảy tới đi. Lý Cảnh Du hung ác tiếng nói. Tộc mẫu, đây chính là Lý Vô Địch đồng ý, ngươi cũng đừng không hiểu chuyện, nếu không nháo đến tông lão hội đi, ngươi cho dù chết, Khinh Ngữ vẫn là thỏa đáng ta con dâu. Lý Huyền Nhất không nhanh không chậm cười nói. Hôn ước nơi tay, phía trên có tông lão ký tên, hắn sợ ai đây? Câu nói này, để Lý Cảnh Du nghiến răng nghiến lợi. Nhìn đến cái kia Lý Kim Sán như dã thú tràn ngập dục vọng ánh mắt, Lý Khinh Ngữ sắc mặt hơi hơi trắng bệch, ngón tay run nhẹ nhẹ vài cái. Quá phận bọn họ. Trong thân thể, Khương Phi Linh đều giận đến nghiến răng nghiến lợi. Huynh đệ, muốn không ta tìm một cơ hội, trước tiên đem con lợn này làm thịt. Ngươi yên tâm, không ai sẽ phát hiện ta, tiểu hoàng gà lạnh lùng nói. Nói thật, nó thế nhưng là một cái, tinh thần chính nghĩa bạo dạp gà a. Trước không vội. Nghe ta an bài. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ Lý Khinh Ngữ bả vai, sau đó, tiến đến bên tai của nàng, nói. Ngươi yên tâm, thì cái này Lý Kim Sán, hắn nếu có thể động tới ngươi một chút, ta đem hắn, chặt thành thịt nát. Hắn không phải nói đùa. Ca. Lý Khinh Ngữ tựa như là chết đuối người, bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Khinh Ngữ, thả lỏng. Ngươi nghe, nếu như ta không thể cứu ngươi lần này, ta Lý Thiên Mệnh chính mình đem đầu vặn xuống tới. Cho ngươi làm cái bô. Hắn rất nghiêm túc nói. Ca, ta không cần đến cái bô. Nàng cười khúc khích. Tâm lý, triệt để dễ dàng. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn về phía bên kia đắc y Lý Huyền Nhất cha con ba người. Lan, nhớ đến chuẩn bị tốt đồ cưới, ngày ấy, ta mang đệ đệ tới đón thân. Lý Huyễn Thần cười đùa nói. Có thể,
mang nhiều mấy cái mạng, tránh khỏi mất mạng trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, Lý Huyễn Thần, nhịn không được cười lên. Đi thôi, không có gì đáng nói. Thiếu tông chủ vị trí, trong nửa năm này, Lý Huyễn Thần đều đoạt không đi. Nhưng là, để đệ lấy đi Lý Khinh Ngữ, đây chẳng phải là thoải mái hơn. Cái này tam mạch người, xem như trùng trùng điệp điệp rời đi, bọn họ đi về sau, tùy duyên phong triệt để yên tĩnh trở lại. Từ đầu đến cuối, thất tinh phong mạch những người kia, một cái cũng không có xuất hiện qua. Đây chính là vạn năm sau Lý Thị Thánh Tộc. Trong núi không lão hổ, hầu tử làm đại vương. Rời đi tùy duyên phong về sau, Lý Huyễn Thần lại không có cùng phụ thân, đệ đệ cùng một chỗ trở về kim mạch chỗ Kim Minh Phong. Hắn rời đi đội ngũ, đi đến tùy duyên phong chân núi. Tại cái kia sông trên nước, ngay tại có cái ước chừng 13 tuổi bạch bào thiếu niên chân đạp mặt nước, bôn tẩu mà đến. Cái này bạch bào thiếu niên, tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng đã dài đến rất thon dài, cao lớn. Chỉ là trên trán, còn có thể nhìn ra một chút ngây thơ. Hắn dung mạo vô cùng tuấn tú, thậm chí có thể dùng, mỹ, để hình dung, tuổi nhỏ thời điểm thì có như thế khuôn mặt, các loại sau khi thành niên, tự nhiên là một phương mỹ nam tử. Đủ để cho rất nhiều thiên tài thiếu nữ, trái tim ám hứa. Hắn một cái nhăn mày một nụ cười, mắt ngọc mày ngài, đều có một loại khiến người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Lý Sư Huynh, làm Lý Huyễn Thần xuất hiện tại trước mắt thời điểm, bạch bào thiếu niên mỉm cười. Thánh Thành, nhìn thấy thiếu niên này, làm là sư huynh Lý Huyễn Thần, ngược lại hơi hơi cúi đầu, có một loại phụng dưỡng hắn bên người ý tứ. Ta xem hôm nay chiến đấu này, vốn là hôm nay cùng ngươi cùng đi, muốn chúc mừng ngươi trở thành thiếu tông chủ, đáng tiếc khiến người ta pha trộn. Bạch bào thiếu niên tiếc nuối nói, không có chuyện, không quá nửa năm, ta còn có thể các loại, thì cái này Lý Thiên Mệnh, nhảy nhót không được bao lâu. Lý Huyễn Thần nói, ngươi không tin năm kiếp luân hồi chi thể. Bạch bào thiếu niên hỏi, ta tự nhiên không tin, đệ nhất tổ tiên độ kiếp 50 năm, mới phát giác tỉnh năm kiếp luân hồi chi thể, như dễ dàng như vậy, Lý Thị Thánh Tộc không cần đi đến dạng này tình trạng. Ta không biết hắn tu luyện công pháp đặc thù gì, có thể chế tạo hiệu quả như vậy, rất có thể hắn cũng là quy nhất cảnh, nhưng là không có quy nhất khí tràng. Cho nên, chưa tới nửa năm, người này liền sẽ lộ ra nguyên hình, đến lúc đó, là tử kỳ của hắn. Lý Huyễn Thần híp mắt, trong ánh mắt, sát cơ chợt hiện. Hắn đều chuẩn bị tốt làm thiếu tông chủ, bỗng nhiên toát ra một người, chặn con đường của hắn. Xác thực đáng chết, ta còn nghĩ đến về sau, có thể hỏi một chút ngươi Lý Thị Tổ Địa có cái gì đây? Bạch bào thiếu niên ánh mắt âm trầm một chút, đệ ta cưới Lý Khinh Ngữ, nếu là hắn dám ngăn trở, ta trực tiếp đánh nhừ tử hắn, để hắn nằm trên giường nửa năm. Ta nhìn hắn làm sao trên giường, tu luyện tới quy nhất cảnh tầng thứ ba. Lý Huyễn Thần cười khẩy nói, Lý Khinh Ngữ, ta vừa thấy được, nàng thật sự là thật đẹp mắt. Bạch bào thiếu niên nói, Lý Huyễn Thần linh cơ nhất động, hỏi, Thánh Thành, người đối Lý Khinh Ngữ có ý. Trong tông môn, có quá nhiều đối với ta A-dua nịnh hót nữ tử, nhưng, trên người các nàng, không có cái này Lý Khinh Ngữ khí chất, cũng là loại kia lãnh đạm cảm giác. Bạch bào thiếu niên nhớ tới bộ dáng của nàng, khẽ mỉm cười một cái. Thánh Thành, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lý Sư Huynh, ngươi nói, ca ngươi, nhưng có dẫn ngươi đi tiêu sái qua, ta chỉ là, ngươi chạm qua nữ nhân không? Lý Huyễn Thần cười hắc hắc nói, không có a, ta mới 13 tuổi, cha ta nói, 15 tuổi trước đó, để cho ta không cho chạm vào, ta vừa mới phát dục tốt. Bạch bào thiếu niên nói, ngươi có muốn hay không vụng trộm chơi một lần? Lý Huyễn Thần một mặt cười xấu xa, đương nhiên muốn a, nhưng là bên cạnh ta những cái kia, đều là tông lão cháu gái. Ta không dám a, không có xuất thân không có tướng mạo, ta lại chướng mắt. Bạch bào thiếu niên khổ não nói. Cái này đơn giản, người nghe nói ta, sư huynh an bài cho ngươi một trận mỹ diệu lần đầu thể nghiệm. Lý Huyễn Thần nói, Lý Sư Huynh, nói thế nào? Ngươi không phải thật thích Lý Khinh Ngữ. Đúng, coi như không tệ, rất có đặc điểm, lớn hơn ta 2-3 tuổi, nhưng cảm giác rất tốt. Bạch bào thiếu niên nói, ha ha, Thánh Thành, ngươi cũng đã biết, đệ ta là nửa người ngu ngốc. Cùng dã thú không sai biệt lắm, chờ hắn đêm tân hôn, muốn động phòng thời điểm, ta đi vào đem hắn đánh ngất xỉu, Lý Khinh Ngữ sẽ là của ngươi. Lý Huyễn Thần nói ra câu nói này, nhịn cười không được. Thật, đệ ngươi không nháo, hắn dám náo, ta đập chết hắn. Lý Huyễn Thần nói, thế nhưng là, ta không chỉ muốn một lần, ta muốn cái này Lý Khinh Ngữ, hoàn toàn thuộc về ta. Bạch bào thiếu niên nói, đương nhiên,
ta cũng không muốn cho nàng bất luận cái gì danh phận. Hắn lại bổ sung một câu, dù sao, hắn mới 13 tuổi, cha hắn có cấm lệnh. Cái này đơn giản, ta đến giải quyết đệ đệ ta, về sau, hắn cũng là trên danh nghĩa lý khinh ngữ trượng phu, nhưng mơ tưởng động một cọng tóc gáy. Nàng sau đó thì độc thuộc về ngươi, ngươi chỉ cần chiếm cứ nàng, chinh phục nàng, nàng cũng sẽ không nói lung tung. Dù sao, người thân phận này, tướng mạo, thiên tư, nhưng so với ta đệ đệ tốt 10 triệu lần, cái này đều tính toán tiện nghi lý khinh ngữ. Lý Huyễn Thần nói, đúng vậy a, xác thực lợi cho nàng, chẳng khác gì là ta cứu được nàng, bằng không, thật là để đệ đệ ngươi điếm ô, vậy thì thật là phung phí của trời. Ta đây là tại làm việc tốt, Bạch Bào thiếu niên cười, đúng, cũng là làm việc tốt, không lưu danh. Sư đệ, ngươi thật có ngộ tính, đáng đời ngươi có thể hưởng dụng mỹ nhân. Lý Huyễn Thần vuốt mông ngựa nói, đúng thế, chúng ta Vũ Văn gia tộc người, thích nhất làm việc tốt. Bạch Bào thiếu niên nhìn lấy Côn Bằng Thánh Điện phương hướng. Còn có mấy ngày, hắn đã, không kịp chờ đợi, nghe nói phụ thân, ưa thích qua một cái tên là Mộc Hà nữ tử, là phế vật Lý Vô Địch thê tử. Mà Lý Khinh Ngữ, là Mộc Hà nữ nhi, lão tử không được đến, để nhi tử đạt được, thú vị, thú vị. Ban đêm, dưới ánh trăng, tùy duyên phong hoa cỏ tươi tốt, tựa như ảo mộng. Một vòng trăng sáng, cô lập tại bầu trời. Tối nay không có tinh thần, ánh trăng là duy nhất nhân vật chính. Cái kia ánh trăng, ở trên mặt đất trải lên một tầng bột bạc, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi tuyệt vời như vậy. Một gốc thanh sắc dưới mặt đá, một cái màu đen mèo con, chính chổng vó, nằm ngáy o o. Ngẫu nhiên có con muỗi để mắt tới cái kia phấn sắc đệm thịt, cái mũi, muốn hút vào một ngụm. Kết quả, còn không có tới gần, trực tiếp bị điện giật thành bụi phấn. Ánh trăng tràn ngập bên vách núi phía trên. Còn có một cái màu vàng con gà con, ngay tại vung vẩy cánh, nỗ lực thao luyện. Giết, giết, dám động ta khinh ngữ muội muội, chặt của ngươi đầu chó. Tiểu hoàng gà huy sái mồ hôi, ngay tại táo bạo, điên cuồng luyện kiếm. A, à, giết giết giết, giết chết đám này cháu con rùa. Ngoại trừ hai cái này đồ chơi nhỏ, trên tảng đá, còn có hai bóng người, một nam một nữ. Trong đó thiếu nữ kia, nhẹ khẽ tựa vào nam tử trong ngực, ánh mắt sáng ngời nhìn lên bầu trời. Thưởng thức tháng này sắc. Ca ca, tâm đã lập ở chỗ này sao? Khương Phi Linh nháy mắt to hỏi. Đem nơi này xem như cái nhà thứ hai. Lý Thiên Mệnh nói, thói quen sao? Rất tốt, mà lại, có chỗ của ngươi, đều là nhà của ta à. Lý Thiên Mệnh cười nói, thực sẽ nói dễ nghe. Khương Phi Linh sắc mặt đỏ lên, đem mặt chen tại trong ngực của hắn. Cái này cái gì à, cứng như vậy. Bỗng nhiên, khuôn mặt vuốt ve đến một cái vật cứng. Nàng tò mò, gảy một cái. Lý Thiên Mệnh mặt, trong nháy mắt lại đen vừa đỏ. Đại Lôi Diệp kiếm, Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Ngươi không có việc gì thanh kiếm thả bên cạnh làm gì a, chán ghét. Khương Phi Linh trừng mắt liếc hắn một cái, còn không có ý thức được chính mình đạn chính là cái gì. Cái kia, Linh Nhi, ngươi để ý kết hôn trước đó, làm một số chuyện thú vị à? Lý Thiên Mệnh ánh mắt tỏa ánh sáng hỏi cái gì chuyện thú vị? Xấu xa loại kia, ngươi nghĩ hay làm a? Bại hoại, không biết xấu hổ, bị ổi, lưu manh, vô sỉ, làm tức chết cá nhân, a. À. Nàng bóp lấy Lý Thiên Mệnh cổ, thần tình kích động thời điểm, để Lý Thiên Mệnh ôm phần eo. Nguyễn Ngọc tại hoài thời điểm, hai người ngã lăn ở bên cạnh trên đồng cỏ. A, à, ca, Linh Nhi, đang lúc có cái gì cố sự chuẩn bị phát sinh thời điểm, bên cạnh truyền đến một thanh âm. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, một thiếu nữ đứng ở dưới ánh trăng, mờ mịt nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi đang làm gì? Lý Khinh Ngữ ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Đoán luyện thân thể. Lý Thiên Mệnh vịn Khương Phi Linh đứng lên, hai người đều mặt đỏ tới mang tai. Cái kia thẳng kịch liệt đó a, đều toát mồ hôi. Lý Khinh Ngữ thực sự không biết nói gì. Khinh Ngữ, đừng đi a. Khương Phi Linh chừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút, kém chút để hắn có phát triển thêm một bước. Cái này còn cao đến đâu? Lúc này mới ra đến mấy ngày, liền để hắn bắt được cơ hội. Về sau còn có thể rụt rè a. Nàng vội vàng trốn đến Lý Khinh Ngữ bên kia đi. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười ra nước mắt. Bất quá, hắn cũng không phải nóng nảy người. Tại không có thực lực tuyệt đối, triệt để cho Khương Phi Linh cảm giác an toàn trước đó, hắn vẫn là nghĩ, để tương lai lại yên ổn một số đi. Không cho hôn lễ, liền muốn về sau đi, xác thực dở trò lưu manh. Loại hành vi này, không đáng để sướng. Đúng, Lý Thiên Mệnh khinh bỉ chính mình. Như vậy mỹ diệu cô nương, nói thế nào cũng không nên trên đồng cỏ không phải. Khinh Ngữ, ngươi tìm ta sao? Lý Thiên Mệnh vội vàng nói sang chuyện khác,
tiêu trừ xấu hổ. Đúng vậy, ca, có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi, ngươi không phải Thành Diệp Thanh Tông lão, Thanh Thần Sơn, nội tông đệ tử nha, ta cũng là Thanh Thần Sơn nội tông đệ tử. Mỗi cái Lý thị thánh tộc con nối dõi, trên cơ bản đều tại Đông Hoàng Tông tu luyện, không phải vậy chỉ dựa vào Lý thị thánh tộc, nơi nào có cái gì tư nguyên. Hiện tại tài nguyên tu luyện, đều tại Đông Hoàng Tông. Cho nên, Lý Khinh Ngữ, Lý Huyễn Thần bọn họ, từ nhỏ tại Đông Hoàng Tông tu luyện, cơ bản ban đêm mới trở về. Dù sao, cái này tùy duyên phong, cũng chỉ là Đông Hoàng Tông một bộ phận. Sau đó thì sao, ngày mai một cái tên là Diệp Thiếu Khanh, Hoàng Sư, sẽ giảng giải liên quan tới linh nguyên cảnh đột phá đến quy nhất cảnh yếu quyết cùng môn đạo. Người này là Diệp Thanh Tông lão nhi tử, rất có tạo nghệ. Người vừa vặn kẹt tại linh nguyên cảnh đỉnh phong, cho nên ta đến hỏi một chút, ngày mai muốn hay không, ta dẫn người đi nghe hắn giảng đạo. Diệp Hoàng Sư giảng đạo, mỗi lần đều là đầy áp. Lý Khinh Ngữ nói, đột phá quy nhất cảnh, loại kia cấp bậc cường giả, tự mình giảng giải, làm mẫu, nhất định có thể giải quyết Lý Thiên Mệnh rất nhiều nan đề. Cái này là vô cùng tốt cơ hội, Lý Thiên Mệnh biết, hắn không có khả năng vĩnh viễn vùi ở tùy duyên phong. Tuy nhiên nơi này có tổ tiên tạo hóa, nhưng là cái kia lớn như vậy Đông Hoàng Tông, còn có càng nhiều thứ mà hắn cần. Chỉ có dung nhập tông môn, mới có thể cảm thụ cái này vạn năm rồi rào đại tông môn cuồn cuộn cùng mị lực. Vị này gọi là Diệp Thiếu Khanh Hoàng Sư, nếu là Diệp Thanh Tông lão nhi tử, vậy cũng là có thể tôn kính trưởng bối. Lý Thiên Mệnh quyết định, ngày mai, chúng ta liền đi Thanh Thần Sơn. Khinh Ngữ, tiếp đó, ngươi có thể được thật tốt mang ta khắp nơi đi loanh quanh, giới thiệu cho ta một chút cái này Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh cười nói, ca, không có vấn đề. Lý Khinh Ngữ gật đầu, ta cũng muốn đi. Khương Phi Linh chu chu mỏ nói, đó là đương nhiên, ta cùng Linh Nhi như hình với bóng, làm sao có thể đem Linh Nhi đơn độc lưu tại nơi này. Lý Thiên Mệnh nói, hắn đã sớm nghĩ kỹ, trừ phi Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ tại cái này tùy duyên phong, nếu không còn lại bất cứ lúc nào, hắn đều muốn Khương Phi Linh theo sát chính mình. Nàng là phàm nhân, quá yếu ớt, không chịu nổi bất luận cái gì sóng gió. Lý Thiên Mệnh cần trợ giúp của nàng, tự nhiên muốn bảo vệ tốt. Không phải vậy, đoạn một sợi tóc, hắn đều đau lòng nửa ngày. Chỉ là ra ngoài, khẳng định là muốn lấy phụ linh trạng thái ra ngoài. Bất quá Linh Nhi không quan trọng, phụ linh trạng thái, nàng như cũ rất dễ chịu, như cũ có thể nhìn đến hết thảy. Mà lại, cũng không cần cùng không liên hệ người, có còn lại giao lưu. Dù sao, nàng cái này trần thế khó có dung mạo, đối Đông Hoàng Tông đệ tử tới nói, đều tràn đầy sức hấp dẫn. Đảo mắt ngày thứ hai, xuất phát, mục tiêu, Thanh Thần Sơn. Từ đó, Lý Thiên Mệnh là Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ. Hắn cũng thế, Đông Hoàng Tông Thanh Thần Sơn nội tông đệ tử. Đến sau này, Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất rời đi tùy duyên phong. Hắn cùng Lý Khinh Ngữ cùng một chỗ, ngồi tại nàng cộng sinh thú trên lưng, tại Đông Hoàng dãy núi phía trên chạy như bay, hướng về Thanh Thần Sơn mà đi. Sông lớn núi cao, ở phía dưới không ngừng lướt qua. Lý Khinh Ngữ cộng sinh thú, chính là thượng phẩm bát giai cộng sinh thú, gần với thánh thú. Hắn phẩm giai, so với Mộ Dương Mặc Kỳ Lân đều cao hơn. Tại Lý thị thánh tộc người trẻ tuổi bên trong, chỉ có Lý Huyễn Thần cùng nàng nắm giữ thượng phẩm bát giai cộng sinh thú. Cái này một đầu cộng sinh thú, tên là Thái Bạch Côn Bằng. Bây giờ Lý Thiên Mệnh dưới trướng, chính là một đầu thuần trắng cự đại bằng điểu. Cái này bằng điểu có duyên dáng màu trắng lông vũ, thon dài mà xinh đẹp. Lý Thiên Mệnh gần nhất gặp qua không ít côn bằng, mà cái này một đầu, thực sự là xinh đẹp nhất một đầu, cực kỳ giống tuổi thanh xuân Lý Khinh Ngữ. Mà lại, đây là một đầu vô cùng hiếm thấy, nguyệt quang hệ cộng sinh thú. Nguyệt quang hệ, cùng loại thần thánh tinh thần hệ, hắn sử dụng, chính là ánh trăng chi lực, cho nên, Lý Khinh Ngữ cùng cái này Thái Bạch Côn Bằng, có thể dung hội ánh trăng tu luyện. Cùng lúc đó, cái này Thái Bạch Côn Bằng còn có gió cùng cùng lực lượng. Nguyệt quang hệ lực lượng, dung hội tại thủy cùng phong bên trong, để hai loại thuộc tính, đều ra chỉ nguyệt quang chi lực. Nói cách khác, nguyệt quang hệ uy lực, tại Thái Bạch Côn Bằng nơi này, xem như một cái tăng thêm uy lực. Đây là còn lại phong mạch người đều không có lực lượng, Thái Bạch Côn Bằng cho dù là tại chí tôn huyết mạch, tổ tiên xuất hiện đều vô cùng ít ỏi. Thái Bạch Côn Bằng, mặc kệ là côn vẫn là bằng, đều thuần trắng sạch sẽ, như là ánh trăng lượn lờ. Ban ngày còn tốt, vừa đến buổi tối, cái này Thái Bạch Côn Bằng chính là ánh trăng sủng nhi, giống như là trong đêm tối bảo thạch. Tên của nó, gọi là Sóc Nguyệt. Rất rõ ràng, nó là một đầu giống cái cộng sinh thú. Sau đó, tiểu hoàng gà yêu mến. Nhìn đến Sóc Nguyệt thứ nhất mắt,
nó thì chảy ra xấu hổ ngụm nước. Khi đó, Thái Bạch Côn Bằng, Sóc Nguyệt, cúi đầu nhìn lấy cái này còn không có chính mình miệng chim lớn đồ chơi nhỏ, một chút cũng không nhìn ra, nó vậy mà đối với mình có ý nghĩ xấu. Hắc hắc, tiểu hoàng gà cười ngây ngô liên tục, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nó đối Sóc Nguyệt tuyên thệ nói, thiểu năng trí tuệ, Thái Bạch Côn Bằng cùng người ngốc lâu, kỳ thật cũng có thể nói chuyện. Kỳ thật đại đa số cộng sinh thú, chỉ nguyện ý cùng chủ nhân lấy tâm linh giao lưu câu thông, lười nhác dùng miệng đi phát âm. Bởi vì, cái này đối bọn nó tới nói khá là phiền toái. Dù sao, tâm linh câu thông bao nhiêu thuận tiện, Lý Thiên Mệnh cái này hai đầu cộng sinh thú hơi nhiều lời, nhưng thật ra là ví dụ. Sóc Nguyệt 10 phần cao lạnh, huỳnh hỏa rất gặp khó. Nhưng là, nó không hề từ bỏ. Dù là hiện tại hình thể không xứng đôi, thì tính sao? Tiểu hoàng gà âm thầm thề, một ngày nào đó, muốn đuổi tới cái này màu trắng tinh tiểu Mỹ bằng. Hoặc là tiểu Mỹ cá. Hiện tại, tiểu hoàng gà đứng tại Sóc Nguyệt trên đỉnh đầu, nghênh phong phấp phới. Gương mặt non nớt phía trên, bởi vì mới biết yêu, viết đầy ở độ tuổi này không nên có tang thương. Gặp quỷ, nó vẫn chưa tới nửa tuổi A. Nó ngược lại là nghĩ bày ra một cái bá đạo tư thế đến, để Sóc Nguyệt có thể chú ý tới mình đẹp trai. Gió quá lớn, nó kiểu tóc đều loạn. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh đầu cái kia xấu hổ sừng nhỏ góc, vậy mà lộ ra. Tiểu hoàng gà vội vàng che lại. Ta thao, lão tử còn muốn tiếp tục tiến hóa. Cái này phá góc là cái quái gì, phá hư ta kiểu tóc. Trong mắt mới 7 cái điểm sao, xem ra lại muốn bị giễu cợt. Liền cái này Sóc Nguyệt, đều có 8 cái điểm sao, mà lại từng cái lập lòe. Sóc Nguyệt một khi lại tiến hóa, cái kia chính là thánh thú. Huỳnh hỏa, Sóc Nguyệt, nghe trời sinh thì là một đôi. Nó chắc chắn cho rằng, không đúng, lão tử ta nhưng là muốn thành lập hậu cung vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, tiếp tục như vậy không được, ta phải khống chế lại người yêu của mình, để chúng nó cùng hưởng ân huệ. Dù sao, cũng không có người biết, nó ở phía trước suy nghĩ lung tung cái gì. Lý Khinh Ngữ nhìn phía dưới từng tòa bay vút qua sơn phong, ngay tại cho Lý Thiên Mệnh giới thiệu cái này toàn bộ cuồn cuộn Đông Hoàng Tông. Đông Hoàng Tông, là một cái cấp bậc xâm nghiêm, nắm giữ nghiêm mật hệ thống. Công pháp chiến quyết thiên tài địa bảo vô số vạn năm tông môn. Coi như hôm nay, Đông Hoàng Tông cùng Đông Hoàng Cảnh Tân Bá chủ Thánh Thiên Phủ, cũng có thể tính toán một cái cấp bậc. Nếu là lấy Lý Thị Thánh Tộc để phán đoán Đông Hoàng Tông tầng thứ, không khỏi nhìn phiến diện. Ca, Đông Hoàng Tông bây giờ cao nhất quyền lực hạch tâm, cũng là Tông Lão Hội. Tông Lão Hội quyết định biện pháp chi địa, ở vào Đông Hoàng dãy núi chính giữa chủ phong. Chủ phong tên là Đông Hoàng Thánh Sơn. Nơi này là Đông Hoàng Tông nơi quan trọng nhất, kỳ thật Đông Hoàng Thánh Sơn, trước kia gọi là Côn Bằng Thánh Sơn, phía trên, Đông Hoàng Thánh Điện, trước kia cũng là Côn Bằng Thánh Điện. Chỉ là hiện tại, Côn Bằng Thánh Điện di chuyển đến Tùy Duyên Phong. Lý Khinh Ngữ hơi hơi khúc lấy hai chân, ngồi tại Lý Thiên Mệnh bên người. Cuồng phong bay qua thời điểm, nàng Thái Dương tóc dài an ủi bắt đầu chuyển động. Ta đã hiểu, trách không được hiện tại Côn Bằng Thánh Điện cái ghế kia lớn như vậy. Lý Thiên Mệnh nói, đúng. Đó chính là chúng ta Lý Thị Thánh Tộc, Đông Hoàng Tông chủ ghế dựa. Lý Khinh Ngữ nói, đây đều là đi qua. Hiện tại Đông Hoàng Tông, ngoại trừ không có lấy đi Đông Hoàng Tông chủ cái danh này, đã cùng toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc, đều không có quan hệ gì. Dù sao, Đông Hoàng Tông đã không cần Tông chủ, có cái đại sự gì, đều từ 33 vị Tông Lão Liên Hợp quyết định biện pháp. Ngoại trừ hạch tâm nhất Đông Hoàng Thánh Sơn, chung quanh còn có 33 thần phong. Cái này 33 thần phong. Phân biệt thuộc về 33 vị tông lão. Mỗi một vị tông lão, tương đương với ở địa bàn của mình, khai tông lập phái. Diệp Thanh Tông Lão Thanh Thần Sơn, cũng là 33 thần phong một trong, mà chúng ta cũng là Thanh Thần Sơn nội tông đệ tử. Lý Khinh Ngữ giải thích nói, 33 thần phong bao quanh Đông Hoàng Thánh Sơn, thuộc về Đông Hoàng dãy núi hạch tâm khu vực. Mỗi một ngọn núi đều đặc biệt cao lớn. Cái gì là nội tông đệ tử? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là Đông Hoàng Tông đệ tử tầng thứ cấp bậc, là một loại đẳng cấp. Đẳng cấp khác nhau đệ tử, tu luyện địa phương khác biệt, thân phận địa vị khác biệt, thu hoạch được tư nguyên khác biệt. Đệ tử cấp bậc, trên cơ bản lấy thiên phú phân chia, nhưng cũng có người có thể lợi dụng sơ hở, dù sao hiện tại Đông Hoàng Tông, nhưng thật ra là gia tộc khống chế. Lý Khinh Ngữ nói, gia tộc khống chế, ta hiểu được, Đông Hoàng Tông, có rất nhiều tổ tiên đi theo Lý Thị Thánh tộc gia tộc, chỉnh cái tông môn. Cũng là rất nhiều gia tộc thế lực tụ hợp thể. Tuy nói, là tông lão hội là tối cao quyền lực, nhưng là mỗi cái tông lão, đều có gia tộc của mình thế lực tình huống hiện tại thì tương đương với, gia tộc lớn nhất xuống dốc. Gia tộc khác mỗi người ra người, tổ kiến một cái tông lão hội,
liên hợp trưởng khống Đông Hoàng Tông. Dù sao, không ai phục ai. Đông Hoàng Tông một cái có mấy loại tầng thứ đệ tử? Lý Thiên Mệnh hỏi, đại khái 4 loại, kém nhất gọi là ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử không thể tới Đông Hoàng Tông tu luyện, ta cũng không sao cả gặp qua, đại khái là các quốc gia thiên tài, lại không đạt được Đông Hoàng cảnh tiêu chuẩn. Cho nên, thì cho một cái ký danh đệ tử thân phận, để bọn hắn vì Đông Hoàng Tông hiệu lực. Đông Hoàng Tông ký danh đệ tử rất nhiều, già trẻ đều có. Tại Đông Hoàng trong Tông, thân phận địa vị thấp nhất là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử không thể vào nội Tông, cũng không thể đến Đông Hoàng Thánh Sơn, chỉ có thể ở ngoại Tông tu luyện, mà lại không có cố định nhân viên chỉ dẫn. Bọn họ thuần dựa vào chính mình phấn đấu, bọn họ chỗ tu hành, cũng là 33 thần phong bên ngoài 99 ngọn núi. 99 ngọn núi rất lớn, mỗi một ngọn núi đều có phong chủ. Nghe, cái này 99 ngọn núi ngoại môn đệ tử, mới là cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương. Lại hướng lên, cũng là nội tông đệ tử. Nội tông đệ tử, trên cơ bản đều là ưu tú nhất ngoại môn đệ tử, đi qua tầng tầng tư giết đi lên, bị bất luận một vị nào tông lão nhìn chúng, chọn nhập chính mình 33 thần phong. Tỷ như, chúng ta cũng là Thanh Thần Sơn nội tông đệ tử. Nội tông đệ tử, có hoàng sư chỉ dẫn tu hành, có tài nguyên tu luyện tốt hơn, có thể tiến về Đông Hoàng Thánh Sơn tu hành. Chủ phong, Đông Hoàng Thánh Sơn, là tông môn chỗ tốt nhiều nhất địa phương. Rất nhiều ngoại môn đệ tử phấn chiến phấn đấu, chính là vì có thể tại Đông Hoàng Thánh Sơn tu hành. Cái kia 4 cái cấp bậc bên trong, cao nhất là... Lý Thiên Mệnh hỏi, cao nhất là tông lão, đệ tử thân truyền. Loại này thuộc về tại bất luận cái gì một tòa thần phong bên trong, thiên phú cao nhất một nhóm người. Bọn họ có thể hưởng thụ cả tòa thần phong tài nguyên tu luyện, loại này người, đại bộ phận đều là tông lão gia tộc hậu nhân. Theo ngoại môn đệ tử, nội tông đệ tử bên trong chỗ hết tài năng. Bị tông lão thu làm đệ tử thân truyền vô cùng thiếu. Bởi vì tông lão cách mỗi 10 năm, thu đệ tử thân truyền, đều không cao hơn 10 con số. Nhất là một số cường đại, tuổi trẻ tông lão, muốn làm đệ tử của bọn hắn thì càng không dễ dàng. Lý Khinh Ngữ vẫn là nội tông đệ tử, làm Lý Thị Thánh tộc hậu nhân, nàng ngay tại vì trở thành làm đệ tử thân truyền mà phấn đấu. Một khi thành làm đệ tử thân truyền, địa vị, tư nguyên, quyền nói chuyện đều sẽ cao rất nhiều. Lý Huyễn Thần là Vũ Văn Thái Cực đệ tử thân truyền. Cái kia Vũ Văn Thái Cực không phải rất mạnh à? Lý Thiên Mệnh híp mắt hỏi. Đúng, Lý Huyễn Thần thiên phú, xác thực so với ta tốt nhiều. Có điều, hắn có thể trở thành Vũ Văn Thái Cực đệ tử, chủ yếu cũng là bởi vì cha hắn Lý Huyền Nhất, một mực mang theo toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc, thoát ly chúng ta chí tôn huyết mạch, cho Vũ Văn Thái Cực bán mạng đi. Nói lên những người này, Lý Khinh Ngữ tuổi nhỏ trong ánh mắt, lại tràn đầy hung quang. Nhất là cái tên đó, Vũ Văn Thái Cực, Lý Thiên Mệnh hiện tại là nội tông đệ tử, như vậy trên đầu của hắn, còn có đệ tử thân truyền. Ngươi là muốn trở thành Diệp Thanh Tông lão đệ tử thân truyền. Lý Thiên Mệnh hỏi, hiện tại toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc, chỉ có một cái tông lão đệ tử thân truyền Lý Huyễn Thần. Diệp Thanh Tông lão không thu đồ đệ, nhưng là con của hắn Diệp Thiếu Khanh Hoàng Sư, tại đoạn thời gian gần nhất, có hy vọng trở thành mới tông lão. Trước đây có một vị tông lão đã đại nạn rời đi. Diệp Hoàng Sư là có hy vọng nhất trở thành tân tông lão người. Hắn trước đó nói qua, nếu như ta có thể tại 17 tuổi trước đó, đến quy nhất cảnh tầng thứ 6, hắn thì thu ta làm đồ đệ. Chờ hắn thành tông lão, ta chính là hắn đệ tử thân truyền, cũng coi như cho Lý Thị Thánh tộc tranh giành một hơi. Nhìn ra được, Lý Khinh Ngữ vô cùng có khát vọng. Khinh Ngữ nhất định sẽ thành công. Khương Phi Linh nói, không sai, nàng cũng ở đây, chỉ là tu luyện sự tình. Nàng lại không hiểu, liền một mực an tĩnh nghe. Lý Thiên Mệnh có thể sẽ không quên nàng tồn tại, dù sao tùy thời tùy chỗ, tại trong thân thể mình tán loạn đây. Cảm ơn Linh Nhi, Lý Khinh Ngữ mỉm cười nói. Ca, người biểu hiện tốt, nói không chừng cũng có thể trở thành Diệp Hoàng Sư đệ tử thân truyền, hắn bây giờ còn chưa đồ đệ. Rồi nói sau, ta hiện tại thế nhưng là Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ, làm đệ tử thân truyền chẳng phải xuống cấp, ha ha. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bọn họ cũng đều biết hiện tại thiếu tông chủ là địa vị gì. Thuần túy là chuyện tiếu lâm, nhưng là, lấy ra nói đùa, bầu không khí thì nhẹ nhõm nhiều. Lý Thiên Mệnh bọn họ đến về sau, liền Lý Khinh Ngữ nụ cười, đều nhiều hơn rất nhiều. Nhất là Huỳnh Hỏa, có lúc chọc cho nàng, cũng nhịn không được phình bụng cười to. Ca, kỳ thật còn có một loại đệ tử, địa vị so đệ tử thân truyền cao hơn, mà lại không thuộc về bất kỳ một cái nào tông lão. Trực tiếp tại Đông Hoàng Tông chí cao thánh địa, Thái Nhất Tháp, tu luyện. Loại này đệ tử, luận thân phận địa vị, cơ hồ có thể cùng trưởng lão, điện khanh ngang hàng,
so phổ thông hoàng sư đều cao. Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên nói, còn có bực này tồn tại, kêu cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi, thái nhất đệ tử, còn tại đệ tử thân truyền phía trên. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, loại này bị đơn độc phân ra tới, khẳng định tương đương cao thượng. So sánh một chút, thái nhất đệ tử, rất hiển nhiên sẽ cùng tại thánh thiên phủ, thánh thiên tử. Đúng, mỗi cái thái nhất đệ tử, đều là toàn bộ Đông Hoàng Tông nghịch thiên nhất thiên tài yêu nghiệt, chỉ muốn trưởng thành thuận lợi, tương lai nhất định là tông lão cấp bậc tồn tại. Thái nhất đệ tử, lấy 10 năm phân chia đệ nhất, mỗi một thời đại thái nhất đệ tử, cũng liền một cái hoặc là hai người. Thậm chí một cái đều không có. Có điều, mục đích 20 vị trí đầu tuổi phía dưới cái này đệ nhất, có một cái giếng phun, hết thảy có 4 cái thái nhất đệ tử. Bọn họ từng cái đều là toàn bộ Đông Hoàng cảnh, đều vô cùng nổi danh nhân vật, bọn họ mới là Đông Hoàng tông lớn nhất trí cao thiên tài. Nói lên bọn họ, Lý Khinh Ngữ hâm mộ mà sùng bái. Có 4 cái nhiều như vậy, đại khái là thực lực gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi, có thể là 16-17 tuổi dạng này, thì quy nhất cảnh đỉnh phong, thậm chí đột phá đến thiên ý cảnh giới. Lý Khinh Ngữ hâm mộ nói, thảo, đây cũng quá mạnh đi, thua thiệt Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, mình tại Đông Hoàng Tông thiên tài bên trong, cũng có thể coi là được nhân vật có tiếng tăm đây. Nhưng là cùng loại này thái nhất đệ tử, làm sao so sánh? Bọn họ 16-17 tuổi, có thể so với Lý Viêm Phong A. Đây là cắn thuốc lớn lên A. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói, đó cũng không phải là, 4 người bọn họ, đều là tông lão dòng chính, từ tông lão tự mình chỉ dẫn. Bọn họ trên cơ bản, theo 3 tuổi liền bắt đầu tu luyện, 16-17 tuổi, đã tu luyện hơn 10 năm. Lý Khinh Ngữ nói, 3 tuổi bắt đầu tu luyện, đúng là điên, Lý Thiên Mệnh 3 tuổi còn tại chơi bùn, tỉ như Vũ Văn Thái Cực trưởng tử, từ nhỏ đã từ thứ 3 tông lão cùng thứ 9 tông lão chỉ dẫn. Tăng thêm hắn trời sinh thánh thú. Thiên phú siêu nhiên, có thể thành thái nhất đệ tử, cũng tại mọi người trong dự liệu. Cái này một cái thái nhất đệ tử, đến từ Đông Hoàng Tông hiện tại gia tộc lớn nhất chi, Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Phụng Thiên, là thứ 3 tông lão. Vũ Văn Thái Cực, là thứ 9 tông lão. Có dạng này phụ thân cùng gia gia, lại trời sinh thánh thú, muốn không quật khởi cũng khó khăn. Tông lão hội sắp xếp, không là dựa theo thực lực, mà là dựa theo tư lịch cùng cống hiến. Mỗi lần một lần nữa sắp xếp, Vũ Văn Thái Cực đều có thể tiếp tục đi tới. Một ngày nào đó, chỉ sợ muốn vượt qua phụ thân hắn Vũ Văn Phụng Thiên. Tên gọi là gì a cái đồ chơi này? Lý Thiên Mệnh bĩu môi hỏi. Vũ Văn Thần Đô, tên ngược lại là thẳng bá khí. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Vũ Văn Thái Cực trưởng tử. Hắn hiện tại, cũng là Lý Vô Địch trưởng tử. Nói thế nào, về sau đều khó có khả năng quan hệ hòa hợp. Quy nhất cảnh đỉnh phong, hoặc là thiên ý cảnh giới. Lý Thiên Mệnh tâm lý nắm chắc, hắn mặc dù là 20 tuổi, số tuổi thật sự so cái này Vũ Văn Thần Đô lớn không ít. Nhưng, hắn chân chính trọng tu thời gian xác thực không dài. Cho nên, dùng số tuổi để phán đoán thiên tư, có sai lầm bất công. Ngươi sợ Vũ Văn Thế Gia sao? Lý Thiên Mệnh nhìn nàng ánh mắt lấp lóe, liền hỏi. Không sợ, Lý Khinh Ngữ nói, muốn làm chút gì, cho cha mẹ ta báo thù, đây là ta cả một đời, duy nhất việc cần phải làm. Lý Khinh Ngữ nói, dạng này quá khó tiếp thu rồi, có thể trước làm điểm khác, từ từ sẽ đến. Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng nói. Thế nhưng là, ca, người giết Lâm Tiêu Đình trước đó, có thể làm khác sao? Lý Khinh Ngữ hỏi, đáp án là không thể. Cho nên, Lý Thiên Mệnh lý giải nàng, nhân sinh rất dài, nhất định sẽ có báo ứng. Gieo xuống ác nhân người, sớm muộn muốn ăn đến ác quả, đến lúc đó, để bọn hắn thật tốt nhấm nháp. Lý Thiên Mệnh nói, hắn nhớ tới ngày nào đó, đến lúc đó, ta cùng ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, ca, như thế không có quan hệ gì với ngươi, là chính ta. Lời nói còn chưa nói, Lý Thiên Mệnh thở dài một tiếng, nói, trước khác kết luận, đến lúc đó, chúng ta lại nhìn. Nàng trùng điệp gật đầu, có lẽ, Lý Thiên Mệnh để nàng nhìn thấy hy vọng. Đến, lại cùng ca giới thiệu một chút, ngoại trừ tông lão bên ngoài, còn lại trưởng bối, lại có thân phận gì? Lý Thiên Mệnh hỏi, được rồi, Lý Khinh Ngữ ngồi nghiêm chỉnh, nói tiếp, tông lão tối cao, mỗi một cái tông lão, trưởng quản một tòa thần phong. Mà mỗi một tòa thần phong, đều thiết chí 10 cái điện khanh, bình thường điện khanh quản lý thần phong vận hành, tư nguyên phân phát, xử lý đệ tử mâu thuẫn chờ. Điện khanh phía dưới, cũng là hoàng sư phụ trách chỉ dẫn đệ tử tu hành, cũng có thể tự mình thu đệ tử, chỉ là đệ tử thân phận cấp bậc, vẫn là nội tông đệ tử. Một tòa thần phong phía trên. Điện khanh 10 vị,
Hoàng sư có chừng hơn 10 người, cũng có Thần Phong nắm giữ hơn 100 người quy mô. Điện Khanh cùng Hoàng sư, đại bộ phận đều là thánh chi cảnh giới trở lên. Là toàn bộ Đông Hoàng Tông trung kiên lực lượng. Diệp Thanh Tông lão nhi tử Diệp Thiếu Khanh, là Thanh Thần Sơn thập đại Điện Khanh một trong, đồng thời cũng kiêm nhiệm Hoàng sư, Điện Khanh là hắn tối cao thân phận. Đông Hoàng trong Tông, còn có một cái thân phận, cùng Điện Khanh ở vào một cái cấp độ, cái kia chính là trưởng lão. Trưởng lão, không thuộc về bất luận cái gì một tòa thần phong, mà chính là lệ thuộc về Tông Lão Hội, thuộc về Tông Lão Hội chấp hành bộ môn. Đông Hoàng Tông hết thảy mấy trăm cái trưởng lão, đại đa số đều tại chủ phong Đông Hoàng trên Thánh Sơn, khống chế Đông Hoàng Thánh Sơn vận hành. Còn có một loại không thuộc về bất luận cái gì một tòa thần phong thân phận, gọi là Đông Hoàng Vệ. Đông Hoàng Vệ là đại đa số ngoại môn đệ tử lớn tuổi về sau, không có bị đào thải ra tông môn, lại không đảm đương nổi Hoàng sư duy nhất lựa chọn. Đông Hoàng Vệ là Đông Hoàng Tông chiến đấu quân đoàn, đại bộ phận trú đóng ở Đông Hoàng trong tông, trong đó đa số tại Trầm Uyên chiến trường. Cũng có một bộ phận, phân tán tại toàn bộ Đông Hoàng cảnh, thủ vệ chúng ta Đông Hoàng Tông phân bộ mặt khác. Ngoại môn đệ tử 99 ngọn núi, hết thảy thiết lập 99 cái phong chủ, toàn quyền phụ trách hắn trên ngọn núi ngoại môn đệ tử tu hành. Phong chủ địa vị, cùng Hoàng sư ngang hàng. Tại Lý Thiên Mệnh tâm lý, Đông Hoàng Tông địa lý, thế lực phân bố, nhân viên tầng thứ chờ một chút, đã có một cái đại khái hình dáng. Không nói vậy ngay cả tông môn cũng không thể tiến ký danh đệ tử. Theo ngoại môn đệ tử bắt đầu, tấn thăng con đường cũng là, ngoại môn đệ tử, nội tông đệ tử, đệ tử thân truyền. Thái nhất đệ tử. Tuổi tác không ngừng gia tăng, vượt qua cái nào đó số tuổi, liền muốn thoát ly đệ tử thân phận. Lúc này thời điểm, kém cỏi bị đào thải, đi Đông Hoàng Tông phân bộ, đoán chừng cũng là cùng loại Chu Tước Quốc Thiên Phủ loại địa phương này. Tu làm đồng dạng, thêm vào Đông Hoàng Vệ, trở thành Đông Hoàng Tông chủ lực quân đoàn, vì Đông Hoàng Tông hiệu lực. Ưu tú, trở thành Hoàng sư, phong chủ. Xuất sắc hơn, trở thành Điện Khanh, trưởng lão. Đáng sợ nhất, trở thành Tông lão. Xếp vào Tông Lão Hội một viên. Đương nhiên, theo Điện Khanh cấp bậc bắt đầu, muốn nắm giữ loại địa vị này, không có gia tộc thế lực chèo chống, trừ phi đầy đủ nghịch thiên, nếu không căn bản không có khả năng. Nơi này, quả nhiên là một cái cấp bậc xâm nghiêm chiến trường. Đây là Lý Thiên Mệnh đối Đông Hoàng Tông định nghĩa. Hắn là lần đầu tiên, kiến thức loại này bàng bạc siêu cấp tông môn. Hắn đoán chừng, Thánh Thiên Phủ đẳng cấp thiết chí cũng kém không nhiều, thậm chí so Đông Hoàng Tông phức tạp hơn. Nói như vậy, cái kia lang thiên tử địa vị, hiển nhiên rất cao. Trách không được cái kia lang nhất trần, đều như người hầu một dạng hầu hạ nàng. Lý Thiên Mệnh đối thánh thiên tử, thái nhất đệ tử, đều có nồng đậm khát vọng. Nhưng bây giờ, vẫn là làm ra làm chơi ra chơi lại nói. Đại khái giới thiệu đến nơi đây, một tòa thanh sắc nguy nga sơn phong đã đến. Từ xa nhìn lại, tòa này thanh sắc sơn phong tựa như là một cái thần linh, đứng chắp tay. Đây cũng là Thanh Thần Sơn, tên nguyên do. Thanh Thần Sơn phía trên, có rất nhiều kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, về số lượng thiên. Thanh Thần Sơn nội tông đệ tử, trên cơ bản đều ở lại đây. Chỉ có một số nhỏ, như Lý Khinh Ngữ các loại Lý Thị Thánh Tộc mới có thể thường xuyên trở về Tùy Duyên Phong. Lý Thiên Mệnh càng thêm không cần nói, hắn mặc dù là Thanh Thần Sơn nội tông đệ tử, nhưng hiển nhiên không sẽ bồi thường cho. Hắn đoán chừng, chưa đến phạm vi hoạt động của mình. Cần phải tại chủ phong Đông Hoàng Thánh Sơn cùng Tùy Duyên Phong hai địa phương này. Diệp Hoàng sư chẳng mấy chốc sẽ giảng bài, ta dẫn người đi. Đến Thanh Thần Sơn về sau, bọn họ cộng sinh thú mỗi người trở lại cộng sinh không gian bên trong. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ hai người, đi vào một gian tao nhã mà rộng lớn trong đình viện. Trong đình viện chim hót hoa nở, vị trí trung tâm, thiết trí có trên trăm cái ngồi vào ở giữa khoảng cách có 3 mét trở lên. Lúc này cái này trên trăm cái ngồi vào, cơ hồ đã ngồi đầy. Bất quá, phàm là hoàng sư giảng đạo, vị trí cũng có thể đặt trước, không tồn tại lâm thời đoạt vị câu chuyện. Lý Khinh Ngữ đã đặt xong vị trí, mang theo Lý Thiên Mệnh trong góc ngồi vào ngồi xuống, bên cạnh còn không có ngồi đầy. Hôm nay mặc dù giảng chính là quy nhất cảnh, nhưng rất nhiều đạt tới quy nhất cảnh đệ tử, trở về một lần nữa nghe giảng, kỳ thật còn có tác dụng. Cho nên Lý Thiên Mệnh nhìn đến, trước mắt không ít đệ tử, đã sớm là quy nhất cảnh. Còn có một bộ phận 13, 14 tuổi thiếu niên thiếu nữ, là cần có nhất nghe lần này giảng đạo người. Ca ca, người đều 20, còn cùng 13 tuổi tiểu hài tử cùng một chỗ nghe giảng nói, có thể hay không xấu hổ. Khương Phi Linh vô tình yết kỳ hắn, nói bậy, ta muốn là sinh ở chỗ này, hiện tại cũng làm hoàng sư. Lý Thiên Mệnh nói, lại khoác lác, Thanh Thần Sơn cũng phải bị ngươi thổi phát nổ.
Lại coi thường ta, hắc hắc, đến lúc đó bị ta đánh mặt, thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Ngươi lại không bỏ được đánh, đừng nghĩ hù dọa ta. Mặt là không bỏ được, nhưng là, có thể đánh cái mông. Lý Thiên Mệnh cười nói, đùa giỡn một chút Khương Phi Linh, chính là nhân sinh chuyện vui a. Ngươi dám, ta để Miêu Miêu gãi ngươi, nó có thể nghe ta bảo. Thì nó, chọc giận ta, bắn nát nó trứng. Đáng thương tiểu mèo đen, còn tại cộng sinh không gian ngủ ngon, không biết vì sao cảm thấy trứng mát lạnh. Kết quả là, nó vội vàng chờ mình, dùng cái đuôi đem trứng kẹp. Lúc này thời điểm, Lý Khinh Ngữ nói khẽ, ca, Diệp Hoàng Sư đến, bắt đầu giảng đạo, không cho phép lên tiếng ha. Lý Thiên Mệnh gật đầu, trước mắt hắn lớn nhất cửa khẩu cũng là Quy Nhất Cảnh. Cho nên, hắn rất muốn biết, vị này sắp trở thành tông lão Diệp Thiếu Khanh, đối với cái này có làm sao kiến giải. Hắn là không, có thể trợ giúp chính mình, đột phá Quy Nhất Cảnh.